Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1141, ra tay thử ba. Thủ thế của Trương Dương cứng rắn như đá nhưng Văn Linh lợi dụng cơ thể của mình, vây quanh Trương Dương tấn công từng đợt, quyền của cô ta khá kỳ dị, mỗi lần xuất quyền đều giống như một hình xoắn ốc vậy, xoay vòng quanh Trương Dương, và cũng hình thành một hình xoắn ốc vô hình. Trương Dương trong vòng xoắn ốc, mặc dù lợi dụng cách hô hấp đặc biệt của Đại Thừa Quyết có thể giữ thể lực không bị hao quá nhiều, nhưng muốn xông ra khỏi hình xoắn ốc này của Văn Linh cũng không dễ dàng. Trước kia hắn từng giao đấu với Văn Linh chưa từng sử dụng chiêu thức cổ quái này, Trương Dương ngày càng cảm thấy sợ, nếu không kịp thời lĩnh ngộ được cách hô hấp của Đại Thừa Quyết, hắn giao đấu với Văn Linh nhất định sẽ thất bại, dù là năng lực của hắn lớn đến đâu, nhưng đánh vào người Văn Linh đều như đá chìm biển lớn vậy. Trần Tuyết đứng ở chỗ không xa, nhìn trận quyết đấu giữa hai người, cơ thể của Văn Linh đã hoàn toàn bao vây lấy Trương Dương, giống như một tia chớp màu đen vậy, chạy xung quanh Trương Dương. Trần Tuyết lớn tiếng nói, nghịch chuyển càn khôn. Trương Đại Quan vừa nghe thấy âm thanh của Trần Tuyết, trong lòng liền chấn động, chẳng lẽ võ công Văn Linh đang sử dụng là nghịch chuyển càn khôn cướp được từ tay họ ư? Văn Linh nghe thấy tiếng của Trần Tuyết, liền phát ra nụ cười lạnh lùng, cô cũng biết cơ đấy. Cô ta ngừng tấn công Trương Dương, nhanh chóng hướng về phía Trần Tuyết. Mặc dù Văn Linh đã rời đi, nhưng sức mạnh của vòng xoắn ốc vẫn vây lấy Trương Dương. Trương Dương cảm thấy một luồng năng lượng đang vây lấy hắn theo ngược chiều kim đồng hồ. Hắn hướng về mục tiêu cùng chiều kim đồng hồ, phóng ra một đòn thăng long quyền, dựa vào sức lực này để làm giảm bớt sức của vòng xoắn ốc, lúc này mới có thể thoát ra ngoài. Nhìn thấy Văn Linh đã tiến gần đến Trần Tuyết, Trương Dương hét lớn, cẩn thận. Văn Linh dùng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn Trần Tuyết, khi cách Trần Tuyết khoảng 5 mét, cô ta bay lên, rồi giương tay phải trong không trung, cánh tay mang theo luồng khí lạnh băng đã xông về phía Trần Tuyết, một đòn tung ra. Trong lúc sinh tử, Trần Tuyền không hề lo sợ, cô giơ tay ra đón lấy đòn, điều làm cho Văn Linh kinh ngạc là, tay phải của Trần Tuyết gần như đã thành màu sắc trong suốt, hai tay chắp vào nhau, cơ thể của Trần Tuyết giống như lá rơi trong gió, bay lên, cùng với gió bay ra chỗ cách đó hơn 10 mét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương hét lên một tiếng giận dữ, hắn đã xông về phía sau Văn Linh, nếu không phải vì quan tâm đến sự an nguy của Trần Tuyết, Trương Dương cũng sẽ không làm trò đánh lén này. Văn Linh giơ tay đỡ lấy đòn của hắn, cơ thể mượn sức của Trương Dương bay lên không trung, sau khi bay lên cao nhất quay người hai lần, rơi vào trong hồ, cơ thể biến mất không thấy đâu nữa. Trương Dương không thèm đuổi theo cô ta, lớn tiếng hét tên Trần Tuyết, thì thấy Trần Tuyết chậm chậm đứng lên từ trong bụi cỏ, bờ môi của cô còn dính chút máu tươi. Trương Dương xông đến nắm lấy tay Trần Tuyết, giọng run rẩy, cô thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Sự quan tâm không thể thể hiện bằng lời. Trần Tuyết cười điềm đạm, âm thanh của cô hơi yếu ớt, tôi muốn mượn sức của cô ta để thoát, nhưng lực của cô ta rất kỳ quái, giống một hình xoắn ốc vây lấy tôi vậy, may mà tôi chạy nhanh, nếu không thật sự đã bị cô ta đánh chết rồi. Trương Dương thăm dò mạch của cô ấy, thấy rằng mạch của Trần Tuyết chỉ bị một chút chấn động, không hề bị thương nặng, lúc này hắn mới yên tâm. Trương Dương quay người nhìn về phía hồ, không thể tìm thấy bóng dáng của Văn Linh. Trần Tuyết nói, cô ta còn đến nữa không? Trương Dương lắc đầu, thấp giọng nói, không ngờ nghịch chuyển càn khôn lại là một môn tà võ, nếu sớm biết như vậy, tôi sẽ không giao cho cô ta. Trần Tuyết nói, mặc dù cô ấy rất lợi hại, nhưng khi giao đấu với anh cũng không rõ ràng chiếm thế thượng phong. Trương Dương thở dài rồi nói, nếu như là 3 ngày trước, thì tôi không thể nào chống đỡ được đến bây giờ. Trần Tuyết hiểu được rằng, Trương Dương đối mặt với Văn Linh có thể không bị đánh bại, toàn bộ đều là do đã lĩnh ngộ được Đại Thừa Quyết. Trần Tuyết nói, lần sau anh gặp phải cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không còn là địch thủ của anh nữa. Trương Dương nói, nếu nói về việc đánh đối mặt, thì cô ấy chưa chắc đã là địch thủ của tôi, nhưng nguồn năng lượng cô ấy phát ra quả thật rất kỳ quái, tôi không tìm được cách phá giải nó. Tầng 2 của biệt thự đã sáng đèn, Trần Tuyết nhẹ nhàng nói, có lẽ đã làm kinh động đến tiểu yêu rồi, chúng ta về đi, có người ở bên cạnh cô ấy tốt hơn. Được cô ấy nhắc nhở, Trương Dương cũng hơi lo lắng. Tính tình của Văn Linh rất cổ quái, bất cứ việc gì cũng làm theo ý mình, nếu như cô ta biết rằng đứa con trong bụng An Ngữ Thần là của hắn, nói không chừng cô ta sẽ làm việc sát thương đến An Ngữ Thần. Hai người không dám tiếp tục ở lại bên ngoài, vội vàng quay về biệt thự, vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy An Ngữ Thần mặc một chiếc áo khoác lớn cầm đèn đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm họ, thấy Trương Dương quay về, An Ngữ Thần lo lắng đến trước mặt Trương Dương, rồi kéo tay hắn nói, anh đi đâu vậy?
vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương nói, không sao, hai bọn anh đang luyện võ. An Ngữ Thần thấy máu ở bờ môi Trần Tuyết, trên miệng cô. Trần Tuyết nói, không sao, chỉ là do thời tiết khô hanh quá thôi. Cô nói vậy rồi vội vàng về phòng mình. An Ngữ Thần kéo tay Trương Dương về phòng mình, rồi nhẹ nhàng nói, Trương Dương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải anh đã ức hiếp cô ấy không? Trương Đại Quan thật sự dở khóc dở cười, nhà đầu này, sao em không tin tưởng nhân phẩm của anh vậy nhỉ, sao anh có thể ức hiếp cô ấy được? An Ngữ Thần nói, cũng là vì anh chẳng phải loại người tốt gì. Trương Dương cũng không tranh luận với cô ấy, dỗ cô ấy đi ngủ, ngồi bên cạnh An Ngữ Thần, đầu óc hắn cứ nghĩ mãi về chuyện tối nay, sự xuất hiện của Văn Linh đã làm lòng hắn có một màn đen, rốt cuộc cô ta đến Tây Tạng nhằm mục đích gì. Cô ta có lẽ không biết rằng hắn đến Tây Tạng lần này là để chữa bệnh cho An Ngữ Thần, từ lời của cô ta có thể thấy được điều đó. Văn Linh buổi sáng đã hỏi Ân Thiền Đại Sư về chuyện Thánh Quang Tháp, chẳng lẽ lần này cô ta đến là vì Thánh Quang Tháp sao? Đêm hôm đó, Trương Dương ở lại phòng của An Ngữ Thần, cả đêm không dám ngủ, sợ rằng Văn Linh lại đến. Cũng may sự việc đó không xảy ra, khi buổi sáng đến, Trương Dương cuối cùng đã hơi yên tâm, nhìn An Ngữ Thần đang say ngủ, Trương Dương lộ ra một nụ cười yên lành. Hắn nhìn thấy bên ngoài có người đến, đó chính là Ân Thiền Đại Sư và Tiểu Lạt Ma Đa Cát. Trương Dương vội vàng ra đón rồi cung kính nói, Đại Sư đến rồi. Ân Thiền Pháp Sư mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói, Trương Thí Chủ đã chuẩn bị xong chưa? Trương Dương gật đầu, mặc dù hắn một đêm không ngủ, nhưng cả buổi tối đều dùng cách điều khí của Đại Thừa Quyết, nên nội lực bị hao tổn khi tranh đấu với Văn Linh đã hoàn toàn hồi phục lại. Ân Thiền Đại Sư nói, vậy là tốt rồi, đợi đến 10 giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Lần này y đến đây cũng là do Trương Dương mời y đến. Trong phòng bếp tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn, Trần Tuyết bước từ trong ra, bưng bữa sáng cô vừa làm xong, trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, tinh thần rất tốt, hai mắt sáng lộ ra một nụ cười điềm đạm, Đại Sư, cùng ăn sáng nhé. Ân Thiền Đại Sư nói, trên đường đến đây tôi đã ăn rồi. Trần Tuyết cười nói, tôi đi gọi An Tiểu Thư dậy. Trương Dương và Ân Thiền Pháp Sư ngồi ở trước cửa biệt thự, Trương Dương nói, Đại Sư, tôi có một việc muốn thỉnh giáo. Tiểu Lạt Ma Đa Cát ngồi bên cạnh họ làm phiên dịch. Ân Thiền Pháp Sư mỉm cười nói, thí chủ cứ nói. Trong chùa Ni Lặc có một tòa thánh quang tháp không? Ân Thiền Pháp Sư hơi ngớ người, rồi mỉm cười nói, tại sao anh lại đột nhiên hỏi đến chuyện này? Trương Dương nói, thật sự không giấu gì ông, tối qua có người đến đây công kích tôi. Ồ, ai vậy? Trương Dương nói, chính là người phụ nữ sáng hôm qua đến quyên góp. Ân Thiền Pháp Sư nhíu nhíu mày. Rõ ràng là không hiểu, y thấp giọng nói, vị nữ thí chủ đó hôm qua đã hỏi tôi chuyện về Thánh Quang Tháp. Trương Dương nói, võ công của cô ấy rất cao, tôi không phải là địch thủ của cô ấy. Ánh mắt của Ân Thiền Pháp Sư lộ ra vẻ kinh ngạc, y hiểu về võ công của Trương Dương, biết rằng Trương Dương dù là y thuật hay võ thuật đều có thể nói rằng là số một thế giới, nhưng không ngờ cô gái yếu đuối đó lại lợi hại vậy, ngay cả Trương Dương cũng không phải là địch thủ của cô ta. Ân Thiền Pháp Sư nói, trước kia chùa Ni Lặc có một tòa thánh quang tháp, nhưng thánh quang tháp đã bị phá hủy vào 200 năm trước rồi, vốn dĩ chùa Ni Lặc ở trong một vùng núi tuyết, ngoài tôi ra không ai biết trong chùa từng có một tòa thánh quang tháp, tôi thật sự không hiểu, tại sao cô ấy lại biết. Trương Đại Quan thầm nói, vị trí nuôi này của hắn chắc chắn là nhân vật như lão yêu quái vậy, thứ thần bí trên người cô ta quá nhiều, Trương Dương thậm chí ngày càng tin rằng, Văn Linh có thể cũng có những trải nghiệm giống hắn. Có điều sau khi hai người đến thế giới này không giống nhau, hắn rất nhanh đã thích ứng với thời đại này, và chấp nhận nhân vật hiện tại của mình, còn Văn Linh thì không thể nào hòa nhập được vào thời đại này, cô ta rốt cuộc đang tìm gì chứ? Đương nhiên những việc này Trương Dương sẽ không nói cho Ân Thiền Đại Sư biết, hắn cười nói, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy ghi chép về Thánh Quang Tháp trong một vài tư liệu lịch sử, vì vậy mới biết về tòa tháp này, nên hỏi ông. Ân Thiền Sư chậm chậm lắc đầu nói, không thể nào. Trước khi tôi đến chùa Ni Lặc, đường vào chùa Ni Lặc đã bị tuyết chặn đến hơn 200 năm không có bất cứ ai đến đây, những ghi chép về Thánh Quang Tháp đều ở trong tàng kinh các, ngoài tôi ra không ai biết, tại sao cô ấy lại biết được. Trương Dương nói, có lẽ mấy trăm năm trước một vài điển tích về Thánh Quang Tháp đã lưu truyền ra ngoài. Ân Thiền Sư nói, Thánh Quang Tháp là một tòa yêu tháp này đã nuốt biết bao sinh mệnh, vì vậy mới bị phá hủy, và đốt hết tất cả điển tích của tòa Thánh Quang Tháp này. Nếu đã đốt hết, thì sao Đại Sư vẫn nhìn thấy được?
Ân thiền sư nói, những thứ tôi nhìn thấy không phải là điển tích, mà là một viên đá, sau khi thánh quang tháp bị phá hủy, một viên đá trên đó không bị hủy đi, sau này khi xây dựng tàng kinh các nó đã được dùng trong tàng kinh các, tôi cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra chữ trên đó, và mới biết rằng trước kia chùa Ni Lạc từng có tòa tháp tên là thánh quang tháp. Ân thiền sư dừng một lúc rồi nói, vị nữ thí chủ đó hành tung và lời nói đều rất kỳ lạ, cô ta hỏi về chuyện của thánh quang tháp đã làm cho tôi ngạc nhiên. Trương Dương nói, cô ấy là chị nuôi của tôi, thần kinh không được bình thường, thường làm những chuyện khó hiểu. Ân thiền sư nói, thế giới trong mắt mỗi người đều không giống nhau, thế giới của cô ấy và của anh cũng không giống nhau, anh không thể vì vậy mà nói rằng thần kinh của cô ấy có vấn đề. Anh tưởng rằng những thứ anh nhìn thấy là đúng, nhưng anh không thể vì thế mà phủ nhận tất cả những gì cô ấy nhìn thấy. Trương Dương thầm nói, Văn Linh nhìn thấy gì chẳng liên quan đến hắn, chỉ cần cô ta không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Hắn chẳng thèm để ý đến sự sống chết của cô ta, vốn dĩ Trương Dương tưởng rằng sau lần hồi phục này, Văn Linh sẽ thay đổi, nhưng từ những việc cô ta làm, cô ta vẫn vậy, không bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của người khác. Ân thiền sư thấy Trương Dương lòng đầy tâm sự, còn tưởng rằng hắn lo cho chuyện của An Ngữ Thần, liền an ủi hắn, ngã Phật từ bi, An tiểu thư nhất định sẽ gặp hung hóa cát, mẹ con được bình an. Chương 1142, sinh tử ấn 1. Nhìn An Ngữ Thần đang ngủ say, Trương Dương trong hoảng hốt thoáng như trở về niên đại của quá khứ, nhớ tới thời khắc hắn đỡ đẻ cho Quý Phi, có điều cho dù là vào thời khắc đó, áp lực mà hắn phải chịu đựng cũng không lớn như hiện tại, hắn hiện tại đang đối mặt với nữ nhân mà mình yêu thương, trong bụng của cô ta lại là cốt nhục của hắn, tay Trương Dương nhẹ nhàng đặt lên bụng An Ngữ Thần, cảm thấy vị trí dưới lòng bàn tay mấp máy nhẹ nhàng, thai nhi tựa hồ cảm nhận được gì đó, nó thông qua phương thức này để trao đổi với cha. Nội tâm Trương Dương cảm thấy một loại áp lực nói không nên lời, loại áp lực này cũng sắp khiến hắn không thở nổi, em yên tâm, anh nhất định sẽ đảm bảo mẹ con em được bình an. Trần Tuyết có thể cảm nhận được Trương Dương rất khẩn trương, cô ta nói khẽ, nếu anh vẫn chưa chuẩn bị tốt thì có thể đổi sang ngày khác trị liệu cho cô ta. Trương Dương lắc đầu, hắn có thể chờ, nhưng An Ngữ Thần lại không thể chờ được nữa, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nếu kinh mạch tân sinh biến chất, như vậy sẽ gia tăng khó khăn trị liệu cho cô ta vô số lần. Mạo hiểm tất nhiên cũng theo đó tăng lên. Trương Dương hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, để ý thức của mình bình tĩnh lại. Trần Tuyết nói, ân thiện pháp sư ở ngay gian ngoài hộ pháp cho chúng ta. Trương Dương nói, thương thế của cô đã đỡ chưa? Trần Tuyết lạnh lùng nói, vẫn ổn. Cô ta ý thức được lúc này tâm tình của Trương Dương không được bình tĩnh, nói khẽ, nếu anh không thể hoàn toàn tỉnh táo lại, chẳng những không cứu được hai mẹ con bọn họ mà chỉ sợ còn có thể hại chính bản thân anh nữa. Trương Dương nói, an tâm, tôi chỉ hồi hộp chút thôi y. Trần Tuyết thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lên bàn, đồng hồ trên bàn đã chỉ vào 11 giờ 50 phút. Còn 10 phút nữa là tới chính ngọ, là thời khắc mà nội thức của cơ thể người vận hành sinh động nhất, Trương Dương lựa chọn bắt đầu vào lúc này, đây là để tận khả năng bảo đảm thai nhi có thể được cung cấp nuôi dưỡng đủ, Trương Dương nói, cô nhớ những lời vừa rồi mà tôi nói với cô không? Trần Tuyết gật đầu, nhớ. Trương Dương nói, tiểu yêu nửa đường rất có khả năng sẽ tỉnh lại, trong quá trình hành công tôi phải hết sức chăm chú, nếu cô ta tỉnh lại, cô phải dặn cô ta vận dụng Minh Hằng Du giả thuật, trì hoãn tốc độ vận hành của nội tức. Trần Tuyết nói, anh an tâm. Trương Dương nói, kim chim đã chuẩn bị tốt rồi, phương pháp kim châm thứ huyệt cô cũng đã học được, vào thời khắc quan trọng, cô chắc biết nên làm gì. Trần Tuyết ôn nhu nói, tôi tin anh nhất định có thể thành công. Trương Dương cười cười. Cuối cùng nhìn đồng hồ báo thức một cái, ôm An Ngữ Thần từ trên giường xuống thảm, cởi quần áo trên người cô ta, hai tay đặt lên cái lưng nhẵn nhụi của cô ta, nội lực chậm rãi truyền vào trong cơ thể cô ta. Chữa khỏi trời sinh tuyệt của An Ngữ Thần vốn là chuyện rất khó, hiện tại không chỉ phải chữa khỏi bệnh của cô ta mà còn phải bảo đảm cái thai trong bụng không có việc gì, cái này đối với Trương Dương mà nói là khó càng thêm khó, muốn đạt được mục đích này, phải khống chế nội lực chính xác. Quá nhỏ sẽ không thể giải khai kinh mạch của An Ngữ Thần, quá lớn thì lại lo làm tổn hại tới thai nhi, độ khó trị liệu chính là ở đây. Nội tức của Trương Dương rót vào trong cơ thể của An Ngữ Thần, bắt đầu chạy trong cơ thể của cô ta, ý thức của hắn trong nháy mắt đã trở nên hoàn toàn tập trung, tiến vào trong thế giới không minh, tất cả tin tức bên ngoài đều không còn liên quan tới hắn. Hắn ý thức được theo sự du động của nội lực, giống như tiến vào một mảng sa mạc hoang vu đã ngủ say hơn 20. Kinh mạch tân sinh giữa cơ thể mẹ và thai nhi vừa hay là ốc đảo trong sa mạc. Trương Dương muốn dùng nội lực của mình mở một cái kênh trong sa mạc,
quán thông kinh mạch trên người An Ngữ Thần và Ốc Đảo, trước đây hắn cũng từng dựa vào nội lực mãnh liệt để mở ra một thông lộ bên trong kinh mạch của An Ngữ Thần, nhưng thông lộ như vậy kết quả vẫn là hậu thiên tạo thành, không lâu sau sẽ lại phải gặp cái nguy bế tắc. Sau khi An Ngữ Thần thụ thai, kinh mạch tân sinh trong cơ thể cũng chỉ có lợi dụng thể lệ kết hợp tiên thiên và hậu thiên mới có hy vọng hoàn toàn chữa khỏi bệnh của cô ta. Trong đầu Trương Dương hiện ra một bức ảnh kinh lạc hoàn chỉnh, một bên là mẫu thể, một bên là thai nhi, bước đầu tiên mà hắn phải làm chính là cắt đứt nhánh bên trong mạch lạc, sau cùng hoàn toàn phong bế giao thông giữa hai mẹ con, sửa lại kinh mạch của An Ngữ Thần. Trong quá trình này, để bảo đảm kinh mạch không tổn hao gì, không đến thời khắc cuối cùng thì không thể cắt đứt liên hệ giữa thai nhi và mẫu thể, cũng chính là nói, trong quá trình hành công, vị trí giữa thai nhi và mẫu thể sẽ nghịch chuyển. Nguyên bản là mẫu thể cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi, trong khoảng thời gian ngắn thai nhi sẽ cung cấp sự chống đỡ cho mẫu thể, điều này đối với thai nhi mà nói là một quá trình cực kỳ hung hiểm. Muốn bảo đảm thai nhi được bình an, nhất định phải tận khả năng rút ngắn quá trình này. Trương Dương trước tiên dùng nội lực cường hành đả thông bộ phận kinh mạch bế tắc trong cơ thể An Ngữ Thần, giống như mở ra một đường sông, trước khi xả nước thì phải chuẩn bị trước điều kiện tiền đề, đây là một quá trình cực kỳ hao tổn nội lực. Tuy rằng Trương Dương đã học được Đại Thừa Quyết, trong quá trình khai thông kinh mạch cho An Ngữ Thần, bởi vì hao tổn quá lớn, công lực cũng giảm mạnh, không lâu sau, trên người hắn đã đầy mồ hôi. Bước thứ hai là điểm huyệt, huyệt chính là quan khẩu trong cơ thể người, nếu nói kinh mạch là đường sông đan xen ngang dọc, vậy thì huyệt vị chính là miệng đường sông, muốn để nước được chảy thuận, nhất định phải đảm bảo miệng cống phải được mở ra. Trương Dương vận chỉ như phong, điểm liên tục lên người An Ngữ Thần, theo tiến trình trị liệu. Đỉnh đầu Trương Dương bốc lên từng đợt khí trắng, đến cuối cùng, chung quanh thân thể hắn được bao phủ một tầng sương mù mông lung. Da thịt trắng nõn mịn màng của An Ngữ Thần đã xuất hiện màu đỏ. Sau khi huyệt vị quan khẩu được mở ra, Trương Dương dùng nội lực hỗ trợ An Ngữ Thần nghịch chuyển kinh mạch, đây là quá trình hung hiểm nhất, máu trong cơ thể thai nhi sẽ chảy ngược vào bên trong cơ thể mẹ. Tuy rằng chỉ một vòng, chuyển hướng cũng chỉ là một khắc, nhưng khảo nghiệm đối với thai nhi lại là lớn nhất, Trương Dương cắn môi. Thân thể chuyển ra phía trước An Ngữ Thần, tay đặt lên đan điền của cô ta, nội lực chậm rãi đẩy ra. Cơn đau như cả người bị xé rách khiến An Ngữ Thần từ trong mộng tỉnh lại, cô ta mở hai mắt, nhìn thấy tình cảnh này thì hoảng sợ vạn phần, khi đang muốn há miệng hét thì Trần Tuyết đúng lúc ấn lên đại trùy huyệt ở phía sau cô ta, một luồng khí mánh lạnh men theo cột sống của cô ta, sộc thẳng lên não, Trần Tuyết nói, vứt bỏ tạp niệm, lợi dụng minh hằng du giả thuật của cô để trì hoãn cảm giác đau. Trần Tuyết hỗ trợ An Ngữ Thần chấn định, đồng thời nội lực của cô ta cũng thấu vào trong cơ thể thai nhi, hỗ trợ thai nhi vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy rằng nội lực của Trần Tuyết không hùng hậu bằng Trương Dương, nhưng hơn ở chỗ tinh thuần, giống như một cỗ thanh lưu, dưới nội lực hùng hồn mãnh liệt của Trương Dương không hề chịu một chút quấy nhiễu nào, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản mà Trương Dương mời cô ta tới tương trợ, đổi lại là người khác, nhất định sẽ xung đột với nội lực của hắn. Thai nhi trong bụng An Ngữ Thần bắt đầu cảm thấy bất an. Thai động dần dần trở nên thường xuyên hơn, Trần Tuyết bởi vì khẩn trương, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, cô ta nhìn Trương Dương, lúc này Trương Dương vẫn hai mắt nhắm nghiền, quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, khí trắng trên đầu bốc thẳng lên. Kinh mạch của cơ thể người có từ tiên thiên, mà tình huống của An Ngữ Thần đặc thù khiến cô ta chỉ có thể mượn loại thể lệ này mới có thể dựng lại kinh mạch, lợi dụng nội lực của bản thân hỗ trợ An Ngữ Thần khai mở kinh mạch. Dịch kinh tẩy tủy, đối với võ lực của Trương Dương là một loại khiêu chiến cực lớn. Ân Thiện Pháp Sư ngồi thiền ở bên ngoài, Tiểu Lạt Ma Đa Cát bất an đi đi lại lại bên trong, gã cuối cùng không nhịn được nói, sư phụ, thầy nói An tỷ tỷ liệu có sao không? Ân Thiện Pháp Sư chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nói, vạn sự vạn vật đều có định luận, còn việc gì phải sốt ruột. Đa Cát nói, nhưng An tỷ tỷ là người tốt. Ân Thiện Pháp Sư nói, con cảm thấy mình so với Phật Tổ thì như thế nào? Đa Cát sợ hãi nói, môn sinh sao dám so sánh với Phật Tổ. Ân Thiện Pháp Sư nói, chuyện mà con có thể nhìn rõ thì Phật Tổ sao có thể không nhìn rõ. Cho nên con không cần phải lo lắng, chỉ cần cầu nguyện thôi. Đa Cát gật đầu, đang chuẩn bị tĩnh tâm để cầu nguyện thì liền thấy sư phụ đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài cửa, vội vàng đuổi theo. Một chiếc xe Việt dã quân đội đỗ ở ngoài biệt thự, Văn Linh mặc áo gió màu đen từ trên xe bước xuống, tháo kính đen ra. Quan sát ngôi biệt thự gỗ này rồi nói khẽ Ân Thiện Pháp Sư, biệt lai vô dạng. Ân Thiện hai tay chắp thành hình chữ nhật, nói A-di-đà Phật. Tiểu Lạt Ma Đa Cát nói, nữ thí chủ tìm ai? Văn Linh nói, tôi tìm chủ nhân nơi này để nói chuyện.
Chủ nhân bị bệnh, hiện tại không thích hợp gặp khách, mời nữ thí chủ trở về đi. Chương 1143, sinh tử ấn 2. Hai tay Văn Linh đặt ở sau lưng, con mắt âm lãnh lướt một vòng trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Ân Thiện Pháp Sư, đại sự không tới Ni Lặc tự tụng Phật giảng, lại tới đây giúp người ta xem nhà giữ vườn, thật sự là khiến người ta bất ngờ. Đa Cát thấy cô ta nói khó nghe, bằng tức giận nói, chuyện của sư phụ tôi liên quan gì tới cô? Ân Thiện Pháp Sư lạnh lùng nói, Đa Cát, không được vô lễ. Văn Linh nói, đại sự chính là cao tăng đắc đạo, vì sao không để tôi vào trong ngồi? Cô ta chậm rãi đi tới cửa lớn của biệt thự, Đa Cát muốn tiến lên cản cô ta lại nhưng lại bị Ân Thiện Pháp Sư quát xuống. Văn Linh cười lạnh, từng bước tiến gần cửa lớn, nhưng Ân Thiện Pháp Sư đã đứng đó cản đường cô ta. Văn Linh nói, đại sư, xin tránh ra. Ân Thiện Pháp Sư niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Mũi chân Văn Linh điểm một cái, thân hình bay lên không, Ân Thiện Pháp Sư không thấy có bất kỳ động tác gì, nhưng thân thể của ông ta cũng bay lên, chặn đường của Văn Linh. Văn Linh tức giận nói, một người tu hành không ngờ cũng đi quản chuyện không đâu. Cô ta bổ một chưởng về phía Ân Thiện Pháp Sư. Hàn khí lạnh thấu xương ùa vào mặt, Ân Thiện Pháp Sư hai tay vẫn hợp thành chữ thập, một chiêu đồng tử bái Phật rất bình thường, hai tay đưa về phía trước, chắn một chưởng đánh tới này của Văn Linh, hai cỗ cổ lực lượng gặp nhau giữa không trung, phát ra tiếng không khí bạo liệt, thân hình gầy yếu của Ân Thiện Pháp Sư chấn động kịch liệt, từ không trung rơi xuống đất. Mà Văn Linh cũng bởi vì sự ngăn cản của Ân Thiện Pháp Sư, thế đi tới bị kiềm hãm, hai chân chạm xuống mặt đất. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, ông cho rằng có thể cản được tôi ư? Ân Thiện Pháp Sư sắc mặt tường hòa, vẫn đứng đó, vẫn cản trước mặt cô ta, không lui một tấc nào. Văn Linh hừ lạnh một tiếng, nói thử lại một quyền này của tôi. Thân thể của cô ta lui lại mấy bước rồi sau đó cấp tốc vọt tới trước, cả người giống như một mũi tên bay đi. Đầu mũi tên này lại theo hình xoắn ốc, còn chưa tiếp cận Ân Thiện Pháp Sư mà lập trường xoắn ốc uy lực cường đại đã hình thành, không khí trước mặt Ân Thiện Pháp Sư tựa hồ đột nhiên sụp đổ, lốc xoáy cực lớn giống miệng như ác ma, muốn cắn nuốt thân hình khô gầy của Ân Thiện Pháp Sư. Hai tay đang hợp thành chữ thập của Ân Thiện Pháp Sư tách ra, nắm chặt lại thành quyền đầu, song trưởng giống như máy xay gió chuyển động, lấy song trưởng làm trục hình thành một cỗ lực trường xoay tròn. Tiểu Lạt Ma Đa Cát tuy rằng đứng cách xa, nhưng tăng bào trên người cũng bị kình phong hút lên, xoẹt một tiếng, tăng bào của gã không ngờ không chịu nổi hai cỗ lực lượng bá đạo, rách toạc từ vạt trước, một khối vải màu đó bay về phía trung tâm giao thủ, cách trung tâm chiến đấu còn hơn 2 mét mà tấm vải đó dưới sự lôi kéo của hai cỗ lực đạo bất đồng, rách thành vạn mảnh, giống như hồ điêu bay là tả trong không trung. Hai cỗ lực lượng xoay chuyển với trục khác nhau va chạm, chiêu mà Văn Linh sử dụng là nghịch chuyển càn khôn, còn công phu của Ân Thiện Pháp Sư là pháp luân thường chuyển của Mật Tông. Lực và lực giao phong trong hư không phát ra hiệu quả giống như vụ nổ, tiếng nổ trầm muộn vang lên, khiến cho cả căn phòng đều chấn động. Ân Thiện Pháp Sư lui về phía sau một bước, khuôn mặt màu đen biến thành trắng bệch, một vẻ đau đớn lóe lên trên mặt rồi biến mất. Văn Linh giống như một làn khói đen lại lần nữa vào tới, Ân Thiện Pháp Sư bước ra một bước về phía trước, tảng đá dưới chân vỡ vụn, Văn Linh ra tay cực mau, bàn tay giống như tia chớp ấn lên ngực Ân Thiện Pháp Sư. Chỗ bàn tay ấn xuống giống như là chụp trúng một khối gỗ mục, Văn Linh lập tức hiểu ra, Lạt Ma già là cố ý mở cửa, dẫn dụ mình vào, một Phật môn đại thủ ấn của Ân Thiện Pháp Sư chụp lên vai cô ta, thân hình của Văn Linh lui lại mấy bước về phía sau, trong quá trình lui về phía sau thân hình không ngừng xoay tròn. Lợi dụng phương thức này để hóa giải lực lượng của Ân Thiện Pháp Sư. Sau khi cô ta đứng vững lại, vẫn hoàn hảo nhìn Ân Thiện Pháp Sư. Tảng đá dưới chân Ân Thiện Pháp Sư đã hoàn toàn vỡ vụn. Hai chân lún sâu hơn hai tấc. Văn Linh gật đầu nói, võ công của đại sư rất không tồi, đáng tiếc ông không ngăn được tôi đâu. Ân Thiện Pháp Sư không nói câu nào, hai tay một lần nữa khép lại với nhau, ngưng tụ tâm thần chờ đợi sự tiến công tiếp theo của Văn Linh. Văn Linh nói, tôi thật sự không hiểu, người xuất gia không đành lòng làm thương tổn tới sinh mệnh của người khác, nhưng vì sao phải coi thường tính mạng của mình như vậy? Khi nói chuyện đã lại hành động, nhanh chóng xoay tròn chung quanh Ân Thiện Pháp Sư. Đồng thời vào lúc xoay tròn, liên tục công kích Ân Thiện Pháp Sư. Ân Thiện Pháp Sư giống như một mảng bèo bị bao vây trong bão tố, theo mưa gió không ngừng tiêu diêu, lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí ương ngạnh để bảo vệ cửa, một bước cũng không nhường. Văn Linh càng đánh càng nôn nóng, cho tới hiện tại, cô ta vẫn không sử ra suốt toàn lực đối với Ân Thiện Pháp Sư, cô ta tức giận nói tự ông muốn chết, đừng có trách tôi. Chiêu thức biến đổi,
dùng thế sét đánh không kịp bưng tai công về phía phần cổ của Ân Thiện Pháp Sư, cô ta cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, chuẩn bị hạ sát thủ với Ân Thiện Pháp Sư. Quyền đầu còn chưa chạm đến thân thể của Ân Thiện Pháp Sư mà quyền phong đã khiến da của Ân Thiện Pháp Sư dập dờn như sóng. Đúng vào lúc chỉ mảnh treo chuông này, Văn Linh bỗng nhiên dừng quyền đầu, thấy Trần Tuyết từ không trung hạ xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua hai tay của cô ta, giữa tay phải của cô ta cơ hồ hoàn toàn trong suốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua tay phải của cô ta, càng lộ ra vẻ trong suốt, lấp lánh. Sắc mặt của Văn Linh lại biến đổi, cô ta thôi tiếp tục tiến công Ân Thiện Pháp Sư, một quyền đón nhận, hai tay vô thanh vô tức va chạm với nhau, thân thể mềm mại Trần Tuyết phóng lên cao, Văn Linh run giọng nói, sinh tử ấn. Cô thật sự đã luyện thành sinh tử ấn. Trong đôi mắt của cô ta lộ ra quang mang sợ hãi, không ngờ không dám dừng lại tại chỗ mà xoay người bước đi. Trần Tuyết giống như một phiến lá nhẹ nhàng hạ xuống, thủ trưởng của cô ta đã dần dần khôi phục màu sắc bình thường, đỡ lấy cánh tay của Ân Thiện Pháp Sư, nói, đại sư, ông không sao chứ? Ân Thiện Pháp Sư chậm rãi mở mắt ra, điều tức một lúc lâu mới thở hắt ra một hơi. Tiểu Lạt Ma Đa Cát chạy tới, cùng Trần Tuyết giúp đỡ sư phụ ngồi xuống, Ân Thiện Pháp Sư cảm thán nói, may mắn cô ta không sử dụng toàn lực với tôi, bằng không, tính mạng này của tôi sớm đã mất rồi. Bàn tay Trần Tuyết đang run nhẹ nhẹ, vừa rồi cô ta giao thủ với Văn Linh, lực lượng rõ ràng yếu hơn đối phương, nhưng cô ta bằng vào sinh tử ấn đã dọa cho Văn Linh bỏ chạy. Sinh tử ấn là võ công tinh thâm nhất được ghi lại trên nghịch chuyển thời không, Trần Tuyết tuy rằng giao bản dập của nghịch chuyển càn khôn cho Văn Linh, nhưng nội dung trong đó cô ta đã sớm ghi nhớ, Văn Linh tu luyện. Cô ta đồng thời cũng tu luyện một bộ phận trong đó, chuyện này cô ta vẫn không nói cho Trương Dương biết, Văn Linh sở dĩ sợ, nguyên nhân là với nội lực hiện tại của cô ta cũng không thể luyện thành sinh tử ấn, cho rằng Trần Tuyết nếu đã luyện thành sinh tử ấn, chứng tỏ võ công của Trần Tuyết chắc cao hơn cô ta. Huống chi còn có Ân Thiện Pháp Sư ở giữa hiệp trợ, Văn Linh không dám mạo hiểm. Trần Tuyết nhìn thấy Ân Thiện Pháp Sư không gặp nguy hiểm tới tính mạng thì yên lòng, vội vàng trở về bên cạnh Trương Dương. Trương Dương lúc này cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất, ngực hắn không ngừng phập phồng, xuất hiện dấu hiệu nội lực khó có thể tiếp tục được, Trần Tuyết từ trong hộp châm lấy kim châm ra, trong lòng cô ta lại có chút do dự, kim châm thứ huyệt tuy rằng có thể mang tới hiệu quả nội lực tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng sự tổn thương đối với kinh mạch thân thể cũng cực lớn, Trương Dương không phải là lần đầu tiên dùng đến loại phương pháp này để kích phát tiềm năng bản thân, số lần sử dụng càng nhiều, tổn thương đối với thân thể càng lớn. Trương Dương mở mắt ra, ý bảo Trần Tuyết mau chóng dùng phương pháp kim châm thứ huyệt. Trần Tuyết cắn cắn môi, về kim châm đâm vào huyệt đạo của Trương Dương, nội tức vốn đã suy nhược của Trương Dương một lần nữa cường thịnh lên, hắn đương nhiên cũng biết loại phương pháp này gây tổn hại cực lớn đối với thân thể, thậm chí khiến sinh mệnh của hắn bị giảm đi nhiều, nhưng để cứu tính mạng của mẹ con An Ngữ Thần, cho dù là sống bớt đi vài năm thì hắn cũng không tiếc. Tay Trần Tuyết đặt trên bụng An Ngữ Thần, xác định tình huống của thai nhi đã dần dần ổn định. Cô ta mỉm cười với Trương Dương. Trương Dương đã thành công quán thông kinh mạch đã được đả thông của An Ngữ Thần, hiện tại chỉ cần phong bế liên hệ kinh mạch giữa hai mẹ con, tất cả có thể đại công cáo thành, hắn đang chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng này thì bất ngờ xảy ra, hắn bỗng nhiên phát hiện, nội lực của mình không thể thu hồi được, không ngừng tiết vào trong cơ thể của An Ngữ Thần, vẻ mặt của Trương Dương lộ ra vẻ sợ hãi vô tận, tốc độ tiết ra của nội lực hơn xa sự tưởng tượng của hắn. Trần Tuyết cũng phát hiện vẻ mặt của Trương Dương không đúng, nhưng cô ta cũng không biết nên giúp Trương Dương giải thoát khốn cảnh như thế nào. Trên trán Trương Dương đã đầy mồ hôi lạnh, kịp thời cắt đứt liên hệ kinh mạch giữa mẹ con An Ngữ Thần, kinh mạch của hai mẹ con đã hình thành hai thể độc lập, Trương Dương run giọng nói, mau. Trần Tuyết hiểu rõ ý của hắn, lấy kim châm ra đâm vào huyệt đạo trên người An Ngữ Thần, mấy chỗ huyệt đạo này có tác dụng thúc sinh, sau khi liên hệ kinh mạch giữa hai mẹ con gián đoạn. Phải trong khoảng thời gian ngắn đưa thai nhi ra, nếu không khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Trần Tuyết làm xong tất cả các việc, nhanh chóng rời phòng, để phòng ngừa vạn nhất, bác sĩ phụ khoa và bà đỡ đều từng thời từng khắc lưu lại đợi lệnh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 1144, sinh tử ấn 3. Bụng An Ngữ Thần đã cảm thấy đau đớn từng đợt, dạ con bắt đầu co rút. Nhưng tay của Trương Dương lúc này lại thủy chung dính trên người của cô ta. Nội lực giống như nước không ngừng chảy vào trong cơ thể An Ngữ Thần, khi bác sĩ phụ khoa và bà đỡ chạy tới, Trương Đại Quan Nhân đã nằm té trên mặt đất, tay hắn cuối cùng cũng rời khỏi thân thể của An Ngữ Thần. Trần Tuyết tiến lên nâng hắn dậy, chỉ nghe thấy Trương Dương suy yếu vô lực nói, mau chóng sinh đứa trẻ ra, tôi không sao.
Trần Tuyết giúp đỡ Trương Dương đi xuống dưới lầu rồi ngồi xuống xong, giao hắn cho tiểu Lạt Ma Đa Cát chăm sóc, ân thiện pháp sư lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, ông ta tự mình còn lo không xong, đương nhiên không thể lo tới chuyện của Trương Dương. Tiểu Lạt Ma Đa Cát pha chén trà, đưa cho Trương Dương vươn tay ra tiếp lấy, không ngờ ngay cả sức để cầm chén trà cũng không có, chén trà rời tay rơi xuống đất, nước trà tóe ra. Đa Cát vội vàng nhặt chén trà lên, liền thấy Trương Dương sắc mặt tái nhợt, lắc đầu cười khổ nói, tôi có chút hư thoát. Đa Cát lại pha cho hắn chén khác, đứng bên cạnh đút cho hắn uống, Trương đại quan nhân liên tục uống mấy ngụm trà mới cảm thấy tinh lực khôi phục được một chút. Lúc này ân thiện pháp sư đã điều tức xong, mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trương Dương đối với tình huống của mình thì nắm rõ nhất, vừa rồi vào thời điểm cuối cùng đã thông kinh mạch cho An Ngữ Thần, nội lực của hắn không ngờ không chịu khống chế tuôn trào ra, kinh mạch tân sinh của An Ngữ Thần giống như thổ địa khô cạn, hút sạch nội lực của hắn. Ân thiện pháp sư đi tới kiểm tra tình huống bị hao tổn của kinh mạch của hắn, vừa kiểm tra liền không khỏi quá sợ hãi, nội lực trong cơ thể Trương Dương không ngờ mỏng manh như tơ nhện. Ân thiện pháp sư nói khẽ, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Trương Dương cười nói, tôi cũng không biết, khi trị liệu đến cuối cùng, chân nguyên trong cơ thể tôi rót vào kinh mạch của cô ta như nước sông vỡ đê, khi tôi phát hiện ra thì đã không thể thay đổi được. Ân thiện pháp sư nghĩ nghĩ một chút rồi nói, đúng rồi, cô ta trời sinh mạch tuyết di mạch, hôm nay chẳng khác nào cậu dùng nội lực một lần nữa mở rộng kinh mạch trong cơ thể của cô ta, những kinh mạch tân sinh này cực độ trống rỗng. Trong lúc vô tình, đã hấp thu nội lực của cậu vào trong cơ thể của cô ta để mình dùng. Trương Dương cười ha ha, nói, cho nên nội lực của tôi cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Ân thiện pháp sư nói, cậu hiện tại nội công đã mất hết, không khác gì người thường. Trương Dương gật đầu, tuy rằng kết quả đối với hắn là vô cùng tàn khốc, nhưng hắn cũng không cảm thấy chán nản gì, ý nghĩa của võ công đối với hắn thì còn kém xa tính mạng của mẹ con An Ngữ Thần, chỉ cần có thể đảm bảo mẹ con An Ngữ Thần được bình an. Cho dù mất đi nội lực thì có sao? Đa Cát vui vẻ nói, sinh rồi. Bởi vì mất đi nội lực, thính lực của Trương Dương cũng suy giảm mạnh, cho nên không hề nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nghe thấy Đa Cát nói như vậy, hắn mới biết được sinh mệnh nhỏ đó đã được sinh ra. Trương Dương lảo đảo đi lên lầu, còn chưa tới trước cửa đã nhìn thấy Trần Tuyết mặt mày tươi cười chạy ra, rõ ràng là muốn đi báo tin vui cho hắn. Trương Dương nuốt nước miếng, đầy chờ mong nhìn Trần Tuyết, sao rồi? Giọng nói của hắn có chút run run. Trần Tuyết cười nói, là con trai. Rất khỏe mạnh, tiểu yêu cũng không có việc gì. Trương đại quan nhân nghe xong câu này của cô ta, cả người thả lỏng, đặt mông ngồi xuống đất, cả người mềm oặt, thậm chí còn không có khí lực mà bò dậy. Tới sau cùng vẫn là Trần Tuyết kéo hắn dậy, Trương đại quan nhân dưới sự nâng đỡ của Trần Tuyết lảo đảo đi vào trong phòng. Hiện tại Trương Dương căn bản không phân biệt được là mơ hay là thực, chân tay không biết phải để vào đâu. Hắn nhìn thấy nụ cười của An Ngữ Thần, Trương đại quan nhân lẹ nóng vòng quanh, Trương Dương trước giờ luôn tự nhận là kiên cường lúc này không ngờ lại rơi nước mặt trước mặt nhiều người như vậy. An Ngữ Thần vừa cười vừa khóc, Trương Dương quả nhiên đã thực hiện lời hứa đối với cô ta, giúp cả hai mẹ con họ được bình an. Hai người cứ vậy vừa cười vừa khóc, nhưng không ai nói câu nào. Cho đến khi Trần Tuyết đưa đứa bé vào lòng Trương Dương mới tỉnh táo hơn một chút, nhìn cái đầu bé xíu của con trai. Trương đại quan nhân thậm chí không biết nên ẵm nó như thế nào, đứa bé nhắm mắt há to miệng mà khóc. Trần Tuyết nhìn ra thân thể của hắn đang suy yếu, nhận lại đứa bé, nói khẽ anh đặt tên cho nó đi. Trương đại quan nhân buột miệng nói, vậy gọi là thiên tứ trời ban đi. Tên tuy rằng tục khí, nhưng trong mắt Trương đại quan nhân, cái tên này là thích hợp nhất, tính mạng của con trai căn bản là từ trong tay của lão thiên gia cướp về. Chỉ có thật sự ôm cốt nhục của mình vào lòng mới có thể cảm nhận được loại cảm giác huyết nhục tương liên này. Trương đại quan nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà của con trai, cảm thấy tất cả những gì mà mình đã làm là đáng giá, vì mẹ con An Ngữ Thần, cho dù mất mạng cũng đáng. An Ngữ Thần nói, em muốn gọi nó là Tiểu Bảo. Trương Dương nói, em muốn gọi thế nào cũng được. An Ngữ Thần nhìn ra sắc mặt của Trương Dương không tốt, biết hắn vừa rồi vì cứu hai mẹ con bọn họ mà cơ hồ hao hết toàn lực. Ôn Nhu nói, anh đi nghỉ ngơi đi, em rất khỏe, Bảo Nhi cũng khỏe. Trương Dương gật đầu, hắn thật sự có chút không chống đỡ nổi nữa, Trần Tuyết giúp đỡ đưa hắn tới phòng bên cạnh, giúp hắn nằm lên giường. Trần Tuyết nói, anh có phải rất khó chịu hay không? Trương Dương cười nói, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, cô giúp tôi đi chiếu cố cho mẹ con họ nhé. Trần Tuyết ừ một tiếng,
rời khỏi phòng. Sau khi Trần Tuyết rời đi, Trương Dương nằm trên giường dùng đại thừa quyết thử tụ nội tức đang tản mát như tơ nhện trong cơ thể lại một chỗ. Khi bắt đầu vận hành nội tức, Trương Dương mới biết được lần này nội lực của mình cơ hồ bị An Ngữ Thần hút sạch sẽ. Cũng may nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, tóm lại là không tiện nghi cho người khác. Trương Đại Quan Nhân thử rất lâu, vẫn không thành công hoàn toàn tụ lại nội tức đang tản mát trong cơ thể, có thể là hôm nay đã mệt mỏi quá mức, sau khi Trương Dương thử mà không có kết quả. Chỉ đành bỏ cuộc, hắn định nghỉ ngơi một chút, nhưng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh có chút khác thường, mở mắt ra thì nhìn thấy Văn Linh giống như quỷ mị đang đứng ở đầu giường. Trương Đại Quan Nhân hoảng sợ, mình không ngờ không biết cô ta lẻn vào phòng từ lúc nào. Văn Linh ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, dùng truyền âm nhập mật nói với hắn, cậu tốt nhất đừng muốn lên tiếng, nếu không tôi sẽ giết sạch những người trong nhà này. Trương Dương biết nữ nhân này nói được là làm được, lại đúng vào lúc mà mình suy yếu nhất, đừng nói là đối phó với Văn Linh, cho dù đối phó với một tráng hán tầm thường chỉ sợ cũng không có sức chiến thắng. Trương Dương cười nói, chị rốt cuộc muốn gì? Văn Linh nói, muốn cậu theo tôi đi một chuyến. Đi đâu? Ni Lạc Tự. Chuyện Trương Dương mất tích vào một tiếng sau mới được phát hiện, không ai phát giác Văn Linh đã đến, cũng không ai nhìn thấy Trương Dương rời khỏi biệt thự nhà gỗ như thế nào, cùng mất tích với Trương Dương còn có Tiểu Lạt Ma Đa Cát. Trương Dương là bị Văn Linh kẹp trên người rồi nhảy ra từ cửa sổ, thể trọng của hắn đối với Văn Linh mà nói thì căn bản không thành gánh nặng, dẫn hắn rời khỏi biệt thự nhà gỗ, đi tới xe Jeep mà cô ta đã đỗ ở đây từ trước. Văn Linh ném Trương Dương xuống đất, vươn tay ra giải khai huyệt đạo của hắn, có chút kỳ quái nói, sao nội lực của cậu hoàn toàn biến mất vậy? Trương Dương không dám nói ra sự thật rằng nội lực của mình đã bị An Ngữ Thần hút đi, hắn cười nói, mỗi lần cứu người tôi đều như vậy, lúc trước sau khi cứu chị cũng mất thời gian rất dài mới có thể khôi phục, có điều chỉ tiếc có người lại lấy oán trả ơn. Hắn đứng lên, Văn Linh chỉ vào ghế lái, cậu lái xe. Trương Dương mở cửa xe. Mới phát hiện Tiểu Lạt Ma Đa Cát bị ném ở ghế sau, đôi mắt to tròn đang không ngừng đảo, gã cũng bị Văn Linh chế trụ huyệt đạo rồi lôi tới đây trong biệt thự nhà gỗ, Ân Thiện Pháp Sư bị thương đang tọa thiền chữa thương, Trần Tuyết đang chăm sóc mẹ con An Ngữ Thần, cho nên mới để Văn Linh thuận lợi lẻn vào đắc thủ. Văn Linh vào trong xe rồi liền giải khai huyệt đạo của Đa Cát vừa được tự do, liền một quyền đấm Văn Linh dùng một tay tóm lấy quyền đầu của gã, cười lạnh nói, muốn sống thì ngoan ngoãn đi. Cậu ngồi phía trước. Trương Dương nói, chị Linh, chị muốn đi đâu thì mang tôi đi là được rồi, việc gì phải bắt cả Tiểu Lạt Ma này. Văn Linh nói, cậu quỷ kế đa đoan, vạn nhất lừa tôi thì sao? Có vị tiểu sư phụ này đi theo, tôi tin người xuất gia không nói dối, gã so với cậu thì thật thà hơn nhiều. Trương Dương cười nói, chị không sợ chuyện này bị người nhà biết à? Văn Linh nói, cậu sẽ nói ra ư? Giọng nói của cô ta đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lập tức lái xe đi, chở tôi tới Ni Lạc Tự. Trương Dương không chút hoang mang khởi động ô tô hướng cười nói với Đa Cát, quên chưa giới thiệu cho cậu, vị này chính là chị gái nuôi của tôi. Tiểu Lạt Ma Đa Cát nói, đều là người một nhà, sao lại khác nhau thế? Trương Dương nói, cậu trăm ngàn lần đừng chọc cho chị ta tức giận, chị ta muốn đi đâu thì chúng ta đưa chị ta tới đó. Khi nói chuyện hắn nháy mắt với Đa Cát. Hảo hán không chịu cái thiệt trước mặt, với trạng thái của mình lúc này, có thêm Đa Cát cũng không phải là đối thủ của Văn Linh, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, đi một bước thì xem một bước, xem ở trên đường có cơ hội đào tẩu hay không. Chương 1145, sinh tử ấn 4. Trương Dương đối với đường tới Thủ Phong không quen thuộc lắm, Đa Cát chỉ đường cho hắn, con đường này không phải là đi thông qua trung tâm Châu Phong, người ngoài không biết nhiều, phía trước rất nhanh đã không có đường, Trương Dương dậm phanh. Xe Việt dã dừng lại, nói với Văn Linh, chị Linh, không có đường. Lúc này gọi cô ta là chị Linh cũng là để khơi dậy tình cảm, nhắc nhở Văn Linh rằng mình tốt xấu gì cũng là em trai của cô ta, để tránh Văn Linh nảy sinh sát ý đối với hắn. Văn Linh không nói gì mở cửa xe bước xuống. Trương Dương và Đa Cát trước sau xuống xe, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, bầu trời cao nguyên có chút tối tăm, Đa Cát ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói có thể sẽ có gió to. Lựa chọn vào lúc này lên núi là rất nguy hiểm. Văn Linh lạnh lùng nói, dẫn tôi tới Thánh Quang Tháp, tôi tạm tha cho tính mạng của các cậu. Trương Dương cố ý thở dài, chị Linh, chị nói chuyện có thể ôn nhu một chút hay không, hai chị em ta nói đùa vài câu thì không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng có dọa trẻ con. Văn Linh nói, cậu thấy tôi giống như đang nói đùa ư. Trương Dương nói, nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không có chỗ nào có lỗi với chị. Chị vì sao cứ phải tranh đấu với tôi đến cùng thế?
Văn Linh nói, cậu cho rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì ư? Nếu cậu không muốn có được bí mật của Thánh Quang Tháp, cậu vì sao muốn đi tìm Ni Lạc Tự? Nếu không vì sao lại làm quen với tăng nhân trong chùa? Trương Dương thật sự là dở khóc dở cười, mình và Ân Thiện kết bạn chỉ do ngẫu nhiên, nhưng Văn Linh đã quy kết tất cả thành mình dụng tâm kín đáo, đầu óc của cô gái này không bình thường, cô ta thấy Thánh Quang Tháp quan trọng, cho nên cho rằng Thánh Quang Tháp đối với mình cũng có ý nghĩa quan trọng tương tự. Tiểu Lạt Ma Đa Cát dẫn bọn họ đi tới Lãng Mã Phong, Trương Dương bởi vì nội lực hao tổn quá độ, thể lực không bằng trước, hơn nữa bọn họ hành tẩu ngược gió, đi được một đoạn thì Trương Dương không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Văn Linh đối với điều này cũng không quan tâm lắm, sau khi tra xét mạch môn của Trương Dương, cô ta biết Trương Dương không phải là đang giả vờ. Cho tới khi màn đêm buông xuống bọn họ mới chỉ đi được 1/3 hành trình, Trương Dương lại đòi nghỉ ngơi. Văn Linh tức giận nói, cậu sao nhiều chuyện thế? Tiếp tục đi cho tôi, nếu không tôi bẻ gãy hai chân cậu. Trương đại quan nhân kêu khổ không thôi, chị đánh gãy chân tôi thì tôi càng không đi được, chị không cho tôi nghỉ thì cũng phải cho tôi đi vệ sinh chứ. Con người ta có ba thứ gấp, tôi chịu không nổi nữa rồi. Cậu, Trương đại quan nhân đã chạy đến mặt sau của một khối đá, không lâu sau liền nghe thấy tiếng róc rách. Văn Linh cũng chỉ có nước trợn trừng mắt, quay đầu lại, Tiểu Lạt Ma Đa Cát nói, tôi cũng phải đi tiểu. Văn Linh tức giận nói, cậu đợi đó. Không thể nhịn được nữa, nếu không là tôi tè ra quần đó. Tiểu Lạt Ma Đa Cát làm bộ muốn cởi dây lưng. Văn Linh tức giận nói, có tin tôi cắt phăng cái đó của cậu đi không? Giọng nói lười biếng của Trương đại quan nhân từ sau khối đá vang lên, chị Linh, đừng hung hăng như vậy có được không? Đã bảo là con người ta có ba thứ gấp mà, không ai nhìn được đâu, Đa Cát, đến phiên cậu. Tiểu Lạt Ma Đa Cát vội vàng chạy ra sau khối đá, Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho gã. Đa Cát hiểu ý, tiếng nước róc rách lại vang lên. Văn Linh thật sự là bất lực. Nghe thấy tiếng nước chảy cả nửa ngày mà không dừng, Văn Linh mất kiên nhẫn nói, cậu đã xong chưa? Trương Dương nói, cho người ta tè đi, chị gấp cái gì? Văn Linh hậm hực lườm hắn một cái, nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại của Đa Cát, tiếng nước đó vẫn đang không ngừng vang lên. Cô ta lúc này mới ý thức được chuyện có chút không đúng, xoay người phóng ra sau khối đá thì làm gì thấy Tiểu Lạt Ma Đa Cát đâu, chỉ nhìn thấy đá bị chọc một lỗ, nước đang không ngừng từ bên trong chảy ra, Văn Linh dõi mắt nhìn. Trong bóng tối mịt mù không còn thấy bóng dáng của Đa Cát đâu cả, tất cả lửa giận trong lòng dồn về Trương Dương. Trương đại quan nhân lại thản nhiên như không nhìn nước đang không ngừng chảy ra, ha ha. Thằng nhóc này đúng là có nghề, đúng là có nghề. Tay phải của Văn Linh bỗng nhiên đặt lên cổ Trương Dương, nhấc cả người hắn lên khỏi mặt đất, mặt của Trương đại quan nhân rất nhanh liền biến thành màu tím. Văn Linh nói, cậu cho rằng tôi thật sự không dám giết cậu ư? Trương Dương khổ sở không nói gì được. Gân xanh trên trán lồi lên, Văn Linh ném mạnh hắn xuống đất, lạnh lùng nói, còn dám đùa giỡn với tôi nữa thì tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu. Trương đại quan nhân ngồi đó ho khan, đời này, cộng cả đời trước hắn chưa bao giờ bị nữ nhân bắt nạt như vậy. Ức quá, thật ra vào lúc Văn Linh bóp cổ hắn, trong cơ thể hắn tự nhiên dùng công phu thổ nạp của đại thừa quyết, chân khí đang tán loạn trong cơ thể không ngờ thành công tụ lại với nhau, bị hắn nhét vào trong đan điền. Điều này đối với Trương Dương mà nói là một kinh hỉ cực lớn, sau khi nội lực của hắn bị An Ngữ Thần hút đi, vấn đề lớn nhất mà hắn gặp phải chính là nội lực không thể tụ lại, trong đan điền không có nội tức thì tất nhiên là không thể phát lực, cho dù hắn biết đại thừa quyết, nhưng giống như trong tay có một quả bom, nhưng không có ai châm lửa thì bom vĩnh viễn không thể nào phát huy được uy lực của nó, Văn Linh vừa hay sắm vai trò châm lửa. Văn Linh lại không biết mình đã giúp Trương Dương một việc rất lớn, cô ta cao giọng quát, tiểu hòa thượng. Cậu mà không trở lại thì tôi sẽ bẻ gãy từng ngón tay của hắn, tôi cho cậu 3 phút. Giọng nói của cô ta thuận theo gió núi truyền về đằng xa, vang vọng trong núi sâu. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy liền biết là hỏng rồi, mình không dự đoán được chiêu này, với nội lực của Văn Linh thì giọng nói của cô ta khẳng định có thể truyền đi rất xa, Tiểu Lạt Ma Đa Cát 100% sẽ nghe thấy những lời này của cô ta. Trương Dương nói, chị Linh, gã chỉ là thằng nhóc, tôi dẫn chị đi được rồi. Hắn cũng nói rất to, đáng tiếc trung khí không đủ nên không thể nào vang xa được. Văn Linh tất nhiên là hiểu rõ dụng ý của hắn là muốn nhắc nhở Tiểu Lạt Ma đừng mắc mưu. Văn Linh cười lạnh nói, Trương Dương, cậu hết lần này tới lần khác khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, là cậu không sợ chết hay là cho rằng tôi sẽ không giết cậu? Trương Dương giả bộ trầm tư suy nghĩ, nói thật, tôi không nghĩ ra lý do nào để chị giết tôi.
Giọng nói của Tiểu Lạt Ma Đa Cát từ xa xa vang lên, tôi về đây, tôi về đây. Nhìn thấy Tiểu Lạt Ma hổn hển chạy lại, Trương Dương ngoài thất vọng ra thì thật sự chút cảm động, thất vọng vì Đa Cát cuối cùng vẫn trúng bẫy của Văn Linh, cảm động là Tiểu Lạt Ma có nghĩa khí, biết rõ trở về sẽ lại rơi vào ma chảo như vẫn nhất quyết trở về. Văn Linh lạnh lùng nhìn Đa Cát, cậu không ngờ dám trốn. Đa Cát vừa thở vập nói, tôi không phải đã trở lại rồi ư. Trương Dương lo cô ta đánh Đa Cát để chút giận, vội vàng chắn trước người gã. May mà Văn Linh cũng không so đo tính toán với Đa Cát, nói khẽ đi mau. Nội lực của Trương Dương không đủ, cho nên đi sau cùng, Tiểu Lạt Ma thì đi tít đằng trước, Văn Linh không hề bởi vì gã bỏ chạy mà trừng phạt gì gã. Có điều đến khi Đa Cát thật sự muốn đi tiểu thì Văn Linh lại cấm gã không được đi xa, Đa Cát chỉ có thể đỏ mặt giải quyết ở gần đó. Theo độ cao so với mặt biển lên cao, gió cũng càng lúc càng lớn, gió lạnh thấu xương xen lẫn với vụn băng trên núi ùa vào mặt Trương Dương, khiến hắn cơ hồ không mở mắt ra được, chút nội tức khó khăn lắm mới tụ lại trong đan điền cẩn thận đi lại trong cơ thể, khí lạnh từ lỗ chân lông trên người mà ùa vào, khi Trương Đại Quan Nhân bắt đầu cảm thấy không ổn, nếu theo phương pháp thổ nạp của Đại Thừa Quyết chẳng phải là hàn khí chung quanh tất cả sẽ bị hút vào trong cơ thể mình ư. Thế chỉ chẳng mấy chốc mình sẽ biết thành cột băng. Nhưng khi hàn khí thật sự ùa vào cơ thể, hắn lại không cảm thấy lạnh lắm, hàn khí ùa vào giống như là một dòng suối nhỏ chảy vào trong kinh mạch của hắn, khí lưu dần dần biến thành trong trẻo chảy trong kinh mạch của hắn, không ngờ lại khiến thân thể vốn đã tổn hao sạch sẽ của hắn dần dần nhẹ nhàng trở lại. Trương Dương hiểu ra một chuyện, lần này An Ngữ Thần hút nội lực của hắn đi, có thể chưa chắc đã là chuyện xấu, phương pháp thổ nạp trong Đại Thừa Quyết hoàn toàn khác với phương pháp tu luyện các môn nội công bình thường. Cho nên nội công trước đây của hắn căn cơ càng mạnh, ngược lại đối với tu luyện Đại Thừa Quyết càng là vô ích, làm chậm tiến trình tu luyện Đại Thừa Quyết của hắn một cách nghiêm trọng, An Ngữ Thần hút đi nội lực của hắn, đối với hắn mà nói giống như là một lần reset lại máy tính vậy. Nội công mà hắn tu luyện hiện tại đã là Đại Thừa Quyết thuần túy. 3 giờ sáng, bọn họ tới ngoài ranh giới có tuyết, Văn Linh nhìn Trương Dương đã rớt lại gần 100 thước, cuối cùng quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương Đại Quan Nhân trên người đầy gió tuyết. Nhìn thì đi lại rất gian nan, nhưng thực tế trạng thái sức khỏe của hắn hiện tại so với sau khi chữa bệnh cho An Ngữ Thần thì tốt hơn rất nhiều. Đối với người khác mà nói đi trên núi là một quá trình tiêu hao thể lực, nhưng Trương Dương tiêu hao thể lực, đồng thời ngay cả một khắc cũng không ngừng tu luyện. Đây là chỗ kỳ diệu của Đại Thừa Quyết, không nhất thiết phải chịu sự chế ước của thời gian và hoàn cảnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể tu luyện được. Chương 1146, Sinh Tử Ấn 5. Trương Dương dựa vào vách núi ngồi tránh gió, Văn Linh thì phi than lên vách băng, nhìn về đằng xa. Tiểu Lạt Ma Đa Cát và Trương Dương ngồi xuống cạnh Trương Dương, đưa cho hắn một chén nước. Trương Dương lắc đầu, ám chỉ mình không cần, nắm một phốc tuyết dưới đất lên cho vào miệng, vừa nhai vừa cười nói, vị đạo không tồi. Tinh thần lạc quan cũng Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là giả vờ, thằng ôn này rất giỏi tìm được niềm vui trong cục diện khó khăn. Tiểu Lạt Ma Đa Cát nói khẽ, đã đi được nửa lớn đường rồi, chẳng lẽ thật sự phải dẫn cô ta tôi? Trương Dương dùng ánh mắt để ngăn gã lại, giọng nói của Đa Cát tuyệt đối không thể qua được tai Văn Linh. Đối mặt với nữ nhân hỉ nộ vô thường này, phải thật cẩn thận. Văn Linh từ trên vách băng nhảy xuống, cảnh cáo bọn họ, đừng có dở trò, nếu không tôi sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu. Trương Dương cười nói, chị Linh, chị hôm nay đối với tôi như vậy, không sợ tôi về sau trả thù chị ư? Văn Linh cười lạnh nói, cậu có bản lĩnh đó chắc. Trương Dương mỉm cười nói, thế sự khó lường, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, lão hổ cũng có lúc rơi vào bình nguyên. Hắn thật ra là đang nói về mình, hổ xuống đồng bằng bị chó nhờn, nếu không phải là vì nội lực của mình bị An Ngữ Thần hút sạch, Văn Linh sao có cơ hội này chứ? Văn Linh cũng không nghe ra là Trương Dương đang vòng vo mắng cô ta, lạnh lùng nói, không có cơ hội đó đâu. Trương Dương nghe cô ta nói xong câu đó. Trong lòng không nhịn được mà dùng mình, chẳng lẽ Văn Linh đã động sát khí đối với mình ư? Tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt Trương Dương vẫn nở nụ cười vô tâm vô phế như trước, chị Linh, bên trên bản dập mà tôi đưa cho chị rốt cuộc viết gì vậy? Là võ công ư, tôi cảm thấy võ công của chị gần đây lại tăng lên rất nhiều. Văn Linh nói, cậu đúng là biết giả ngu, Trần Tuyết đã tìm hiểu được sinh tử ấn, cậu còn ở đó giả bộ hồ đồ với tôi ư? Trương Đại Quan Nhân thật sự không biết. Trần Tuyết cũng chưa từng nói cho hắn về chuyện của sinh tử ấn, Trương Dương ngạc nhiên nói, sinh tử ấn ư, cái mà chị nói không phải là sinh tử ấn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật đấy chứ. Văn Linh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Trương Dương nữa,
cô ta cho rằng Trương Dương là đang cố tình giả ngây với cô ta. Trần Tuyết vì sao biết sinh tử ấn? Đây là chỗ mà Văn Linh nghĩ mãi cũng không hiểu, tối hôm qua cô ta ở ven hồ Tang Châu xuống tay với Trần Tuyết, khi đó đã hoài nghi thứ mà Trần Tuyết đang sử dụng đúng là sinh tử ấn. Sinh tử ấn ký được ghi chép trên bản dập của nghịch chuyển càn khôn, nhưng với tu vi của cô ta, đến bây giờ vẫn không thể được sự huyền diệu trong đó, nội lực của Trần Tuyết không bằng mình, cô ta vì sao lại học được? Chuyện này quả thực có chút khó bề tưởng tượng. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, bọn họ lại xuất phát, Trương Dương nhắc nhở Tiểu Lạt Ma Đa Cát thành thành thật thật dẫn đường, hắn cũng không muốn thấy Đa Cát bị thương trong tay Văn Linh. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Trên châu phong khí hậu rất hay thay đổi, tồn tại rất nhiều biến số, theo độ cao so với mặt biển được tăng cao. Trương Dương lại phát hiện ra một kinh hỉ, càng lên cao, tốc độ vận hành của nội thức của hắn lại càng mau, chân nguyên tụ lại trong đan điền gia tăng với tốc độ bất khả tư nghị. Hắn bị sự khôi phục của mình khiến cho rúng động, nếu nội lực của hắn thật sự có thể khôi phục lại trạng thái trước đây, bằng vào nội lực tinh thuần đánh một trận với Văn Linh, hưu chết về tay ai cũng khó mà đoán được. Giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ cách Ni Lạc Tự đã rất gần, một trận cuồng phong bất ngờ ập tới, bọn họ không thể không đi chậm lại, Văn Linh võ công tuy mạnh, nhưng trên châu phong gió tuyết đầy trời, cô ta không thể nào nhận rõ được mục đích, cô ta bảo Trương Dương và Đa Cát tiến về phía trước, đề phòng hai người mượn sự che giấu của gió tuyết để đào tẩu. Đa Cát và Trương Dương đỡ nhau đi trong gió tuyết, hai người thỉnh thoảng lại ngã, trải qua một quãng đường dài, Tiểu Lạt Ma Đa Cát đã sớm lâm vào tình trạng kiệt sức. Lần này sau khi ngã quỵ, hơn nữa ngày cũng không thể đứng dậy được, gã lắc đầu tỏ ý bảo mình không đi nổi nữa rồi. Trương Dương quay lưng lại lớn tiếng nói với Văn Linh, gió tuyết càng lúc càng lớn, phải tìm một chỗ để tránh thôi. Văn Linh nhìn nhìn gió tuyết đầy trời, tầm nhìn phía trước đã không tới 10 thước, dưới tình huống thời tiết xấu như thế này tiếp tục đi hiển nhiên là không sáng suốt, cô ta cuối cùng cũng gật đầu. Trương Dương kéo Đa Cát dậy, nhìn xung quanh muốn tìm một chỗ có thể tránh tuyết. Tiểu Lạt Ma Đa Cát trong gió tuyết nhận ra được mục đích tiếp theo, chỉ về phía trước bên phải, bọn họ đội gió tuyết tiếng về phía trước, đi có không tới 100 mét mà bọn họ phải đi mất hơn 10 phút, trước mắt bọn họ hiện ra một mảng cột băng. Đa Cát xuất lĩnh bọn họ đi vào bên trong, Văn Linh lo lắng bọn họ bỏ chạy, tóm lấy cánh tay của Đa Cát, ba người tay trong tay tiến vào sâu trong dãy cột băng, Đa Cát dẫn bọn họ đi vào động băng trong dãy băng. Động băng này do những cột băng đổ xuống chồng chéo vào nhau mà thành. Về sau lại bị tuyết phủ lên, hình thành một động quật thiên nhiên. Động quật không lớn, chỗ cao nhất không đến 2 thước, lối vào lại không đến 1 thước 5, bọn họ cúi người chui vào, Văn Linh bật đèn pin, chiếu sáng động băng sâu chỉ 10 thước, mượn ánh đèn tình cảnh trong động trở nên rõ ràng, Văn Linh xác định không có ai mai phục mới yên lòng, cô ta bảo Trương Dương và Đa Cát nghỉ ngơi ở bên trong, mình thì bảo vệ cửa động. Đa Cát ngồi xuống, Trương Dương mở ba lô, từ bên trong lấy ra mấy miếng bánh bích quy, nhân cơ hội cùng Đa Cát bổ sung năng lượng. Văn Linh thì ngồi khoanh chân ở chỗ đó, giống như đang nhập định, lẳng lặng nhìn ra ngoài động. Gió lạnh gào thét, từ những khe hở của cột băng phát ra tiếng rít chói tai, tuyết trắng trên không trung giống như là sợi bông bị móng sắc của dã thú cào xé, không ngừng rơi xuống. Tiểu Lạt Ma Đa Cát đi lại trong động băng, dùng phương thức này để vẫn duy trì nhiệt độ cơ thể. Văn Linh xoay người nhìn, nói khẽ còn xa lắm không? Đa Cát nói, không đến 5 dặm. Khoảng cách như vậy nếu trên đồng bằng thì chẳng tính là gì, nhưng đây ở trên dãy Komolangma, đừng nói là 5 dặm, trong hoàn cảnh thời tiết ác liệt như thế này, cho dù là đi 5 thước cũng vô cùng gian nan. Trương Dương tựa vào vách băng, cả người tựa hồ đã mơ màng ngủ, chỗ tốt nhất của Đại Thừa Quyết chính là bất kỳ khi nào cũng đều có thể tu luyện, tựa vào vách băng, từ phía sau lưng cảm thấy khí lạnh xuyên thấu qua lưng hắn không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Trong mắt người ngoài thì Trương Dương đang ngủ gật, nhưng trên thực tế, hắn đang nắm chặt tất cả thời cơ, từ ngoại giới bổ sung năng lượng, chữa trị kinh mạch của cơ thể, khí lạnh đến từ vách băng cao vút tẩy rửa kinh mạch của hắn, nhanh chóng vỗ về vết thương. Chân nguyên trong cơ thể Trương Đại Quan Nhân tụ lại với tốc độ kinh người. Văn Linh đi tới trước mặt Trương Dương đẩy hắn một cái, Trương Dương mở mắt ra, ngáp một cái rồi nói, sao? Lại muốn lên đường à? Văn Linh nói, tôi sợ câu chết cóng trong động băng. Trương Dương cười nói, nếu tôi chết thì chính là chị giết, chị không sợ cảnh sát tìm chị làm phiền ư. Văn Linh nói, bất kể bị giết hay là tự sát thì có ai biết được. Trương Dương nhìn khuôn mặt vô tình của Văn Linh, mỉm cười nói, chị Linh, sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa, mỗi người sống đều có mục đích nhân sinh của mình, mục đích của chị là gì?
không liên quan gì tới cậu. Nếu không liên quan tới tôi, vậy gì sao lại kéo tôi vào? Tôi có rất nhiều chuyện không hiểu, vì sao sau khi chị tỉnh lại lại có một thân võ công xuất thần nhập hóa? Trên người chị rốt cuộc đã sinh biến hóa gì? Văn Linh nói, cậu rất nhiều chuyện, rất lạ là một người đa sự như cậu lại có thể sống tới hiện tại. Trương Dương bật cười ha ha, bởi vì tôi không làm chuyện xấu, trước khi làm bất kỳ chuyện gì cũng đều cân nhắc xem liệu có làm tổn hại tới người khác hay không. Chị làm việc thì thủy chung chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ tới cảm thụ của người khác, chị quá ích kỷ. Văn Linh nói, tôi không muốn nghe những lời thừa thãi này của cậu. Trương Dương nói, người sống trên thế giới này không ngoài mấy loại lựa chọn, vì tiền, vì quyền, vì sắc, vì danh, chị là vì gì? Vì theo đuổi đỉnh phong của võ đạo ư, một nữ nhân cho dù trở thành cao thủ vô địch thì sao chứ? Văn Linh không nói gì, nhìn tuyết động ngoài cửa động, đăm chiêu suy nghĩ. Trương Dương nói, hoặc là chị từ đáy lòng đã chán ghét thế giới này, chị không muốn đối mặt với hiện thực, chị muốn thoát khỏi tất cả những thứ ở chung quanh. Văn Linh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt sinh ra hàn quang lạnh thấu xương, với công phu trấn định của Trương Dương, trong lòng cũng không khỏi run lên. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa, tiểu lạt ma đa cát cho tay vào miệng huýt một cái, không lâu sau liền có một con tuyết ngao đội gió tuyết xông vào trong động, đa cát vui sướng chạy lên đón, vỗ vỗ lưng tuyết ngao tiểu bạch, mày vì sao biết tao ở đây? Nhìn thấy tuyết ngao, Trương Dương lập tức đoán được con tuyết ngao này là một đường từ Hồ Tang Châu theo tới đây. Văn Linh đi ra ngoài động băng, gió tuyết so với vừa rồi rõ ràng đã giảm đi nhiều. Cô ta lắng nghe động tĩnh bốn phía, không hề nhận thấy chung quanh có người, lúc này mới yên lòng, giục bọn Trương Dương mau chóng lên đường. Chương 1147, sinh tử ấn 6. Tiểu Lạt Ma Đa Cát cưỡi con tuyết ngao đó đi cùng Trương Dương và Văn Linh. Mấy người bước sâu bước nông di được hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho tới khi trời tối dần, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng của Ni Lạc Tự. Trước khi tiến vào chùa miếu, Văn Linh dặn dò họ, nên làm gì thì hai người trong lòng biết rõ rồi đấy, nếu không muốn liên lụy tới các tăng chúng khác trong chùa, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, tôi chắc chắn sẽ giết sạch người trong Ni Lạc Tự này. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chị Linh, chị không nói những lời độc ác thì có phải là trong lòng rất khó chịu không? Chúng tôi đã cùng chị tới đây thì tất nhiên sẽ không dở trò gì. Và lại tôi cũng có chút tò mò đối với Thánh Quang Tháp. Tiểu Lạt Ma Đa Cát nhảy xuống từ lưng tuyết ngạo, dùng sức gõ cửa núi. Một lúc sau mới nhìn thấy người ra mở cửa, người mở cửa là một vị Lạt Ma áo xám, chính là Tang Khôn lúc trước bởi vì ác lang mạt ra mà kết thù với Trương Dương. Tang Khôn nhìn thấy Trương Dương cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra vẻ cừu hận. Đa Cát nói, sư thúc, tôi dẫn theo hai vị khách nhân tới đây tham Phật. Tang Khôn không nói câu nào. Gật đầu xoay người bước đi. Đa Cát dẫn hai người bọn họ vòng một vòng trong Ni Lạc Tự, trong chùa căn bản không có Thánh Quang Tháp gì cả, tháp trắng cũng chẳng có nổi một tòa. Đa Cát nói, cô thấy rồi đó, chỗ chúng tôi làm gì có Thánh Quang Tháp. Văn Linh nói, gọi sư thúc của cậu tới đây, cô ta cho rằng Đa Cát tuổi còn nhỏ, chưa được nghe nói tới Thánh Quang Tháp cũng là bình thường. Đa Cát chỉ có thể mời Tang Khôn tới đây, Tang Khôn cúi đầu, bộ dạng trông rất thật thà. Trương Dương lại biết rằng thằng cha này tuyệt không phải là hạng tốt lành gì, lúc trước bởi vì con trai của y, suýt chút nữa thì hại cả tính mạng của hắn và An Ngữ Thần. Ân Thiện Pháp Sư bởi vì sự kiện đó đã phế đi võ công của y, không biết Tang Khôn có thật sự hối cải hay không. Văn Linh đánh giá Tang Khôn một lúc rồi nói khẽ, đại sư, ông có từng nghe nói tới Thánh Quang Tháp không? Tang Khôn vẻ mặt mê hoặc nhìn Đa Cát thừa cơ nói, sư thúc tôi không hiểu Hán ngữ. Gã phiên dịch lại lời nói của Văn Linh một lượt, Đa Cát khá thông minh, gã biết Văn Linh nghe không hiểu tạng ngữ cho nên dùng tạng để trao đổi với Tang Khôn. Tang Khôn thật ra cũng biết Hán ngữ, y chỉ cố ý giả vờ giả vịt mà thôi. Đa Cát dùng tạng ngữ nói với Tang Khôn, sư thúc, nữ ma đầu này rất lợi hại, cô ta đã đả thương cả sư phụ, tôi và Trương Đại Ca bị cô ta ép tới đây, thúc nhất định phải cẩn thận. Văn Linh tuy rằng lo Đa Cát có trá, nhưng cô ta đối với tạng ngữ không biết gì cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tang Khôn nghe xong Đa Cát nói, gật đầu bảo, Thánh Quang Tháp à, tôi có nghe nói. Đa Cát phiên dịch lại lời của Tang Khôn cho Văn Linh. Văn Linh nghe xong vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nói mau, Thánh Quang Tháp ở đâu? Tang Khôn nói, tôi biết phía sau chùa có một mảng phế tích, sư huynh từng nói nơi đó chính là di chỉ của Thánh Quang Tháp. Văn Linh nói, mau dẫn tôi đi. Đa Cát khi phiên dịch lại thì trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái,
phía sau chùa đúng là có một mảng phế tích, nhưng rốt cuộc có phải là thánh quang tháp hay không thì gã cũng không biết, chẳng lẽ sư thúc cố ý lừa cô ta. Văn Linh nói, dẫn tôi đi. Tang Khôn gật đầu, cầm đèn lồng nói với mấy người, đi theo tôi. Trương Dương đối với Tang Khôn cũng có chút hiểu biết, hắn cũng không tin Tang Khôn, nhưng trước mặt Văn Linh cũng không thể vạch trần ra được, mấy người đi theo Tang Khôn đi ra từ cửa sau của chùa, đi được hơn 100 bước thì quả nhiên nhìn thấy phía trước có một mảng phế tích, trên phế tích tất cả đều bị đóng băng, đã không nhìn ra được phong mạo của vật kiến trúc trước đây. Tang Khôn nói, sư huynh nói nơi này chính là Thánh Quang Tháp. Y dẫn bọn họ tiến về phía trước, trong phế tích trải rộng vách băng cực lớn, Tang Khôn dẫn bọn họ đi vòng qua bức tường đỏ, trong không khí có một mùi khói nhàn nhạt, Trương Dương ngừng thở, lợi dụng phương pháp của Đại Thừa Quyết để tiến hành thổ nạp, hắn sợ trong đó có trá, theo lời Tang Khôn nói, cứ đi về phía trước, nhưng đi rồi lại bỗng nhiên không thấy bóng dáng của Tang Khôn đâu nữa, Văn Linh hơi ngẩn ra, cô ta xoay người nhìn Trương Dương và Tiểu Lạt Ma, hai người vẫn đứng đó, Tiểu Lạt Ma Đa Cát cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy sư thúc đi ở phía trước, nhưng nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Đa Cát gọi, sư thúc, giọng nói vang vọng rất lâu, nhưng không có ai trả lời. Văn Linh tức giận nói, Tang Khôn, ông ra đây cho tôi, cho rằng tòa loạn thạch trận này có thể vây khốn được tôi ư. Cô ta vung tay lên, đánh lên vách băng, khiến cho vách băng đó vỡ tan nát, mảnh băng văng khắp nơi. Trương Dương nhíu mày, Tang Khôn này quả nhiên không phải là hạng lương thiện gì. Có điều muốn dùng tòa thạch trận trước mắt để vây khốn Văn Linh, chỉ sợ có chút si tâm vọng tưởng. Một trường của Văn Linh lại đánh đổ bức tường băng trước mặt, nhưng đúng lúc này, dưới chân bọn họ bỗng nhiên trống rỗng, chính là có người mở cơ quan của cái bẫy, mấy người rơi xuống, Văn Linh gặp biến không sợ hãi, lúc thân thể cô ta hạ xuống, để một hơi, đằng không bay lên, nhưng không đợi cô ta bay lên. Ầm ầm hai tiếng, đạn bắn chuẩn về phía cô ta. Võ công của Văn Linh có cao hơn nữa thì ở trong không trung muốn thong dong tránh né hai viên đạn cũng không phải là dễ dàng, càng làm cho cô ta sợ hãi hơn là, cô ta cảm thấy tay chân tê đi, nội lực không ngờ trong nháy mắt suy giảm mạnh, Văn Linh không dám mạo hiểm, thân thể trầm xuống phía dưới, tránh viên đạn bắn về phía mình, nhưng thế xuống không thể thay đổi, vẫn rơi vào trong hố băng sâu gần 10 mét. Trương Dương và Tiểu Lạt Ma Đa Cát đã rơi xuống phần đáy của hố băng trước Văn Linh, hai người ngã đến thất điên bát đảo. Sau khi Văn Linh rơi xuống đất vẫn vững vàng đứng đó, cô ta ngẩng đầu nhìn phía trước, lại đề một hơi, đằng không bay lên, nhưng không đợi cô ta bay tới cửa động thì tấm sắt dày cộp ở cửa động đã ầm ầm đóng vào, Văn Linh chỉ có thể lại hạ xuống, trong động băng tỏa ra mùi cổ quái, Văn Linh vội vàng ngừng thở, đầu óc bắt đầu cảm thấy mông lung, mùi vị này rõ ràng là có điều cổ quái. Văn Linh mở đèn pin, nhìn thấy Tiểu Lạt Ma Đa Cát sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Chân trái của gã khi từ phía trên ngã xuống tới đã bất hạnh bị gãy, Trương Dương đang giúp gã bó xương. Văn Linh tức giận nói, hai người không ngờ lập bẫy hại tôi. Trương Dương chẳng buồn nhìn cô ta, cố định chặt hai đùi của Đa Cát, đây là để cố định xương gãy không bị di động, cũng chưa nói, cô cố nghĩ cho rõ đi, lấy đâu ra đạo lý hại người lại hại cả mình, là Tang Khôn lập bẫy với chúng ta. Văn Linh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy, cô ta ngạc nhiên nói, gì vậy? Trương Dương thở dài, Tang Khôn này ác độc thật, hắn muốn nhốt chúng ta ở đây. Dưới điều kiện lạnh giá như thế này, nước rất nhanh có thể đóng băng, Tang Khôn xả nước vào hố là muốn lấp kín cái hố này. Giọng nói của Tang Khôn từ bên ngoài truyền đến, ha ha, Trương Dương, mày cũng có ngày hôm nay. Mày hại tao mất võ công, hại con tao thành tàn tật, tao hận không thể ăn thịt uống máu của mày, không ngờ mày lại tự động tìm tới cửa. Trương Dương lớn tiếng nói, Tang Khôn, oan có đầu nợ có chủ. Mày muốn báo thù thì tìm tao, Đa Cát không liên quan gì tới tao, mày việc gì phải kéo cả nó vào. Tang Khôn nói, có trách thì trách nó bạc mệnh thôi. Trương Dương sau khi cố định xương cho Đa Cát xong liền nói với Văn Linh, trong ba người chúng ta, người có sức xông lên chỉ có chị, hắn lấp động băng lại, hiện tại chỉ có từng này dưỡng khí, một khi hết dưỡng khí, chúng ta chỉ có nước chết. Văn Linh nói, Lạt Ma này âm độc thật, hắn vừa rồi đã giải độc trong không khí. Tôi trong bất trí bất giác đã hít phải rất nhiều, hương khí trong động băng này cũng vậy, tôi hiện tại cảm thấy chân tay mềm nhũn, không thể đề khí được. Trương đại quan nhân thầm than, đúng là nhà dột còn gặp mưa lâu, vừa ra khỏi hang cọp lại chui vào đàn sói, tuy cẩn thận từng bước nhưng cuối cùng vẫn trúng bẫy của Tang Khôn. Có điều hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào khó chịu, cái này có liên quan tới phương pháp thổ nạp quái dị của Đại Thừa Quyết,
độc khí không thể qua da thịt của hắn xâm nhập vào bên trong thân thể hắn, mà Văn Linh thì không được may mắn như vậy, Tiểu Lạt Ma bởi vì hít vào độc khí quá nhiều, lúc này đến nói cũng không nói nổi. Văn Linh khoanh chân ngồi xuống, cô ta cũng không thèm nói chuyện, Thẩm Vận Huyền công tử bức ra độc trong cơ thể. Trương Dương gõ vào vách tường băng bốn phía, phát hiện chung quanh đều là tường thật, Trương Dương đang suy nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi chỗ này thì một mùi khói tràn ngập trong động, Văn Linh cũng cảm thấy được thay đổi này, cô ta mở mắt ra, Trương Dương tìm kiếm nơi tỏa ra khói, thì ra trong động băng còn có mấy khe hở, khói chính là từ đó ùa vào. Xem ra Tang Khôn sợ bọn họ chết không nhanh, sau khi đậy nắp động lại thả khói độc vào trong. Văn Linh cực giận, nếu để cô ta bắt được tên Tang Khôn đáng ghét này, cô ta nhất định sẽ lấy mạng chó của hắn. Giọng nói của Tang Khôn từ khe hở truyền vào, mùi vị thế nào? Văn Linh nói, Tang Khôn, anh nhớ kỹ cho tôi, anh hiện tại đối với tôi như thế nào thì chờ tôi sau khi ra ngoài sẽ dùng thủ đoạn gấp 10 trả lại lên người anh. Chương 1148, sinh tử ấn 7. Tang Khôn phát ra một tràng cười khàn khàn, kỳ thật chúng mày cũng may mắn đấy, có biết đây là đâu không? Sau khi Cao Tăng tọa hóa, vì sao mà thân thể quanh năm không thối rữa? Một nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là dùng khói để hun. Trương đại quan nhân tuy rằng gan lớn, lúc này cũng không khỏi có chút rùng mình, cảm thấy nơi này là nơi hun người, giống như là hun gà hun vịt vậy, tên Lạt Ma độc ác này muốn hun họ thành xác khô. Lúc này Văn Linh nói khẽ với Trương Dương, cậu không phải là có y thuật cao siêu lắm ư. Nghĩ cách đi, giúp tôi mau chóng giải độc diệt, tôi hiện tại không thể nào phát lực được. Vào lúc sinh tử quan đầu, Văn Linh cũng không thể không tạm thời thôi cảnh giác đối với Trương Dương, nhất trí đối ngoại với hắn. Trương Dương nói khẽ cách thì không phải không có điều tôi phải hành châm với chị không sợ tôi hại chị à. Thật ra câu này căn bản chính là quá thừa, Văn Linh nếu còn có lựa chọn khác, tuyệt đối sẽ không mở miệng với hắn, so với bị Tang Khôn hun chết ở chỗ này, chắc thà liên thủ đánh bạc với Trương Dương một phen. Trương Dương nói, được rồi, tôi sẽ giúp chị, nhưng chị phải hứa với tôi. Sau khi thoát khốn, chị không được làm kẻ địch với tôi nữa. Văn Linh nghiến răng nghiến lợi nói, cậu sao lại nhảy lắm thế? Còn lề mề nữa chỉ sợ chúng ta phải chết hết ở chỗ này đấy. Trương Dương gật đầu nói, chị xoay người lại đi. Văn Linh quay lưng lại, Trương đại quan nhân rút kim châm mang theo tùy thân ra, hạ châm vào phần cổ và sau tai của cô ta, trong lòng hận không thể lưu lại một mũi phụ cốt châm trong cơ thể của Văn Linh để tránh hậu hoạn, nhưng hắn cũng biết Văn Linh không phải là hạng tùy tiện. Chỉ cần mình có động tác khác thường, cô ta chắc chắn sẽ phát giác ra, tới lúc đó cô ta liều mạng hại người, chẳng phải là càng thêm phiền toái ư, nội lực của mình mặc dù có khôi phục, nhưng vẫn không thể so sánh với lúc toàn thịnh. Chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể nào thoát khỏi được động băng này, phải dựa vào vũ lực của Văn Linh, nhưng Trương đại quan nhân cũng không thể làm không công cho Văn Linh, hắn vừa hành châm vừa thăm dò nhược điểm của Văn Linh, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đừng nhìn nữ nhân này hiện tại hứa hẹn thống khoái như vậy. Sau khi rời khỏi động băng nói không chừng sẽ lập tức trở mặt, về sau khó tránh khỏi can qua gặp nhau với cô ta, Trương đại quan nhân phải chuẩn bị sẵn sàng. Văn Linh bảo Trương Dương hỗ trợ mình khu độc cũng là hành động bất đắc dĩ, khi Trương Dương hành châm trên người cô ta không thấp thỏm không thôi, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn dám giở trò với mình nhất định sẽ một chưởng đánh chết hắn, tuy rằng võ công của mình đã suy giảm mạnh, nhưng giết chết hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Hai người có thể nói ai cũng mang ý xấu, Trương Dương không dám dùng nội lực giúp cô ta bước độc, cô ta bởi vậy mà biết được mình tu luyện đại thừa quyết, với tính tình của Văn Linh, nếu biết đại thừa quyết ở trong tay mình, khẳng định sẽ nghĩ tất cả mọi cách để ép mình giao ra cho cô ta. Trương Dương nói, muốn kích phát nội lực của chị, phải dùng kim châm thứ huyệt, như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng công lực, nhưng sau đó sẽ tạo thành tổn hại đối với kinh mạch của chị, tôi chính là một ví dụ sống. Văn Linh nói, cậu cứ châm, tôi nếu chết thì cậu cũng không thể sống sót được. Trương đại quan nhân cười nói, chị Linh, có đánh chết cũng không hết tình chị em, chị hiện tại cuối cùng cũng hiểu thấu được đạo lý này, chúng ta là châu chấu xuyên trên cùng một sợi dây, hại chị chẳng khác nào hại bản thân tôi, an tâm đi, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hắn cắm kim châm vào ba huyệt trên đỉnh đầu của Văn Linh. Đúng như những lời vừa rồi của hắn. Phương pháp kim châm thứ huyệt mặc dù ở trong khoảng thời gian ngắn có thể kích phát tiềm năng của bản thân, nhưng kinh mạch sau này nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trương Dương cũng dễ dàng nhìn thấy sự kiêng kỵ của Văn Linh, có cơ hội tốt như vậy mà không lưu lại hậu thủ thì không phải là tác phong của hắn. Cho dù không khiến Văn Linh công lực đại giảm thì cũng khiến cô ta sau chuyện phải gặp một trận đại bệnh.
Trong bóng tối khớp xương của Văn Linh kêu rắc rắc, Trương Dương đâm xong châm cuối cùng, nói khẽ chị thử xem nào. Thân hình của Văn Linh đột nhiên bay lên, trên đường mũi chân điểm nhẹ lên vách băng, thân thể đã bay lên đến phần chóp của động băng, song trưởng đánh lên tấm chắn phía trên, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, tấm sắt bị miệng động đã bị cô ta đánh cho bay đi, những tầng băng đang che lấp nắp động cũng vỡ thành ngàn mảnh. Dưới sự hỗ trợ của kim châm thứ huyệt của Trương Đại Quan Nhân, võ công của Văn Linh gia tăng gần như gấp đôi, tuy rằng Trương Dương đối với điều này cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bị vũ lực cường hãn mà cô ta thể hiện ra khiến cho rúng động. Trương Dương kêu lên, chị Linh, đừng quên, còn có bọn tôi nữa. Văn Linh tất nhiên sẽ không quên bọn họ, không bao lâu sau đã từ bên ngoài ném một sợi dây thừng xuống, Trương Dương cõng Đa Cát lên lưng, một tay giữ chặt dây thừng, còn chưa kịp trèo lên thì chỉ cảm thấy thân thể bay vụt lên như đằng vân giá vũ. Văn Linh đã một phát kéo họ lên trên, Trương Đại Quan Nhân ngã quỵ trên tuyết, cười khổ nói, so với thang máy còn nhanh hơn. Văn Linh cũng không có thời gian để ý tới câu châm chọc của hắn, lạnh lùng nói, Tang Khôn, anh ra đây cho tôi. Cô ta nhanh chóng lao vào Ni Lặc Tự. Tang Khôn căn bản không ngờ bọn họ có thể từ trong động băng chạy ra, sợ đến nỗi hoang mang rối loạn trốn vào tiền viện. Khi Văn Linh tìm kiếm Tang Khôn, Trương Dương ôm Đa Cát đi vào một bên trong thiện phòng, đẩy cửa phòng ra mới phát hiện căn phóng này là xây dựng vào vách núi, cũng chính là tàng kinh các của Ni Lặc Tự. Trương Dương đóng cửa phòng lại, gạt kinh Phật trên bàn ra, đặt Đa Cát lên trên, bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến tin tức, hắn vội vàng cúi xuống, bùm, một tiếng súng vang lên. Một lạt ma trẻ tuổi tay cầm súng lực bắn hắn, may mắn là Trương Dương tránh nhanh, sau khi Trương Đại Quan Nhân tránh được viên đạn đó, dùng tốc độ kinh người lao về phía lạt ma đó, một quyền hung hăng đấm lên cằm gã, đánh cho gã ngã ngửa bay ra ngoài, súng cũng rơi xuống đất. Trương Dương nhặt khẩu súng đó lên đút vào ngực, vừa rồi né tránh, xông ra, tấn công liền một mạch, nội lực của hắn trước mắt không ngờ đã khôi phục được 6 thành, Trương Đại Quan Nhân vui mừng quá đỗi, nếu không có sự hỗ trợ của Đại Thừa Quyết, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến cảnh giới như vậy căn bản không có khả năng. Trương Dương lúc này mới nhìn ra lạt ma này diện mạo cực kỳ quen thuộc, không ngờ chính là kiếp phỉ Ác Lang Mạt Gia lúc trước đã cướp bóc mình, Ác Lang Mạt Gia vốn là con trai tư sinh của Tang Khôn. Về sau bởi vì cướp Trương Dương mà bị Trương Dương đánh gãy tứ chi, tuy rằng cuối cùng ân thiện Pháp Sư đã từ bi vi hoài dùng hắc ngọc đoạn tục cao nối xương cho ga, nhưng cuối cùng bởi vì đã kéo dài một đoạn thời gian, cho nên từ đùi phải của hắn trở xuống đã trở thành tàn tật, mà Tang Khôn cũng bởi vì Trương Dương mà bị ân thiện Pháp Sư phế bỏ võ công. Bởi vậy hai cha con này hận Trương Dương đến cực điểm. Trương Dương vươn tay ra chế trụ huyệt đạo của gã, Mạt Gia cắn răng cười lạnh. Văn Linh đã bị tiếng súng hấp dẫn chạy đến, cô ta đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy Ác Lang Mạt Gia nằm trên đất thì mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vừa rồi ở trong động bằng với tu vi nội lực của cô ta mà còn không tránh khỏi hít phải độc khí, mà Trương Dương thì lại không sao, chẳng lẽ nội lực của hắn đã khôi phục. Trương Dương từ vẻ mặt của Văn Linh đã đoán được là cô ta đã bắt đầu hoài nghi mình, mỉm cười nói, tên khốn khiếp này nhân lúc người ta gặp nguy để hại tôi, cũng may hắn bị tàn tật nên không làm gì được tôi. Văn Linh đi tới trước mặt Ác Lang Mạt Gia, chân phải dẫm lên chân trái của gã, lạnh lùng nói, anh có biết Thánh Quang Tháp ở đâu hay không? Ác Lang Mạt Gia cười lạnh nói, tiện nhân, tao không hiểu mày đang nói gì cả. Sắc một tiếng, chân trái của Ác Lang Mạt Gia không ngờ bị Văn Linh dẫm gãy. Ác Lang Mạt Gia phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trương Đại Quan Nhân thầm than, Văn Linh hôm nay đã bị chọc giận rồi, cha con Tang Khôn chắc là giữ nhiều lành ít. Trương Dương coi như chuyện này không liên quan gì tới mình, hắn dỡ một tấm ván gỗ ra, lại cố định chân trái của Đa Cát. Bên kia Ác Lang Mạt Gia lại hét thảm một tiếng, hiển nhiên bị Văn Linh tra tấn. Tang Khôn từ bên ngoài chạy vào, run giọng nói, đừng làm hại nó, tất cả lỗi là của tôi. Cô muốn báo thù thì cứ báo thù tôi. Mục đích Văn Linh tra tấn Ác Lang Mạt Gia là để dẫn dụ Tang Khôn ra, khóe môi cô ta xuất hiện một tia cười lạnh, tôi không giết ông, nhưng ông phải nói cho tôi biết Thánh Quang Tháp sốt cuộc là ở đâu. Tang Khôn nói, tôi xin thề, tôi chưa bao giờ nghe nói tới Thánh Quang Tháp. Y còn chưa nói xong thì đã nghe thấy con trai rên lên một tiếng, Văn Linh lại giẫm gãy một đoạn xương khác trên chân trái của Ác Lang Mạt Gia. Tang Khôn mắt đỏ rực lên. Lệ già chứa chan quỳ sụp xuống đất, xin cô đừng tra tấn nó không liên quan gì tới chuyện này cả. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, Thánh Quang Tháp ở đâu? Chương 1149, kẻ giảm người tăng, 1. Một âm thanh thâm trầm vang lên ở bên ngoài, anh ta không hề nói dối, anh ta thật sự không biết Thánh Quang Tháp ở đâu.
Ân Thiền Pháp Sư với gương mặt tiều tụy xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa tàng kinh các, bên cạnh y còn có cả Trần Tuyết. Văn Linh nhìn thấy Trần Tuyết cảm thấy ngỡ ngàng, nếu nói rằng trong số những người này, thì người thật sự làm cho cô ta phải kỵ, đó chỉ có Trần Tuyết, ánh mắt của cô ta nhìn về phía cánh tay của Trần Tuyết. Văn Linh bỏ Ác Lang Mạt Gia ra, Tang Không vội vàng bò đến bên cạnh ôm lấy con trai Mạt Gia, khóc không thành tiếng, Ác Lang Mạt Gia cứng rắn hơn, nghiến chặt răng, mặc dù gãy xương đau đến cực điểm, nhưng gã vẫn cố gắng chịu đựng. Ân Thiền Pháp Sư nhìn bộ dạng thảm thương của hai cha con, đành thở dài một hơi, đưa một cái bình sứ xanh cho Tang Khôn, bên trong có thuốc liền xương, có thể giúp xương gãy mau lành. Văn Linh nói, Thánh Quang Tháp ở đâu? Ân Thiền Pháp Sư nói, nữ thí chủ, vì một tòa tháp đã không còn tồn tại, hà tất phải sát sinh đến vậy? Văn Linh nói, tôi cho ông cơ hội cuối cùng, nếu ông không nói, tôi sẽ giết từng người một, rồi cuối cùng sẽ đến lượt ông. Ân Thiền Pháp Sư nói, để tôi. Y đến giá sách trước mặt, giơ tay chuyển động giá sách, hóa ra ở đó có tầng hầm, giá sách ầm ầm chấn động rồi dịch chuyển sang phía bên phải, lộ ra một cái động đen hun hút đằng sau. Ân Thiền Pháp Sư nói, bên trong là nơi tàng kinh của chùa Ni Lặc, hãy đi theo tôi. Trải qua chuyện vừa rồi, Văn Linh đã cẩn thận hơn rất nhiều, cô ta lạnh lùng, tất cả đều phải đi. Trương Dương nói, Đa Cát bị thương rồi, nó không thể đi được nữa. Văn Linh nói, cậu không bị thương, có thể đi. Cô ta chỉ vào Tang Khôn, còn ông nữa. Cô ta bảo Tang Khôn đi theo với mục đích chủ yếu là để làm phiên dịch. Ân Thiền Pháp Sư không biết nói tiếng Hán, không có phiên dịch nhất định không thể nào nói chuyện được. Ân Thiền Pháp Sư đã đi vào trong động, tàng kinh các của chùa Ni Lặc phân thành hai chỗ nội và ngoại, bên ngoài chính là căn phòng này thật ra xây dựa vào sơn động, bên trong còn có một động nữa. Họ men theo vách đá đi vào, bên trong giữ không ít điển tích kinh thật và pháp khí Phật môn. Đi đến tận cùng, Ân Thiền Pháp Sư chỉ vào một viên đá vuông vắn đặt ở góc tường rồi nói, chính là ở đây. Văn Linh bước đến nhìn viên đá đó, thì thấy chữ ở trên đã mở rồi, cô ta đọc không hiểu chữ Tây Tạng, nhưng thông qua mấy hàng chữ Hán bên trên có thể nhận ra đây là cơ thạch của Thánh Quang Tháp. Tay Văn Linh giờ vào viên đá đó, rồi run rẩy nói, tôi muốn Thánh Quang Tháp, chứ không phải là hòn đá này. Ân Thiền Pháp Sư nói, từ khi tôi đến chùa Ni Lặc, đã không thấy Thánh Quang Tháp gì nữa rồi, thứ duy nhất còn sót lại của Thánh Quang Tháp chính là viên đá này. Trương Dương nói, Ân Thiền Pháp Sư không lừa cô đâu. Văn Linh nói, viên đá này được phát hiện ở đâu? Ân Thiền Pháp Sư nói, khi xây dựng tường phía ngoài của tàng kinh các đã phát hiện ra nó, tôi đã lấy hòn đá này lại, rồi thu nhặt về đây. Văn Linh nói, trong chùa các ông không thể không có những ghi chép về Thánh Quang Tháp. Di chỉ của Thánh Quang Tháp ở đâu? Ân Thiền Pháp Sư nói, tôi không biết. Văn Linh mặt đầy nghi ngờ, cô ta đã khó khăn tìm được đến đây, không ngờ Thánh Quang Tháp chỉ còn lại một viên đá này, trong lòng đau khổ đến cực điểm, cô ta vô cùng thất vọng, ánh mắt cô ta nhìn sang Trần Tuyết, đột nhiên trên mặt lộ ra sát khí, cơ thể phóng về phía Trần Tuyết, cánh tay đập xuống giữa đỉnh đầu Trần Tuyết, lần này cô ta ra tay quá bất ngờ. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, chẳng ai có thể ngờ rằng Văn Linh đột nhiên lại tấn công Trần Tuyết như vậy, hơn nữa lại ra đòn chí mạng. Văn Linh công kích, điều này Trần Tuyết không hề bất ngờ, với cô ta, trong đám người này, Trần Tuyết mới thật sự là uy hiếp lớn nhất với cô ta, cô ấy đã nắm vững sinh tử ấn, là người duy nhất có thể khống chế được cô ta, vừa rồi vì để thoát ra khỏi động, Văn Linh đã không ngại để Trương Dương triển khai kim châm thích huyết trên người mình, nội lực của cô ta gia tăng rất nhiều lần. Giờ đây vẫn đang có hiệu lực, vì vậy cô ta mới nghĩ tới việc giết Trần Tuyết. Trần Tuyết từ đầu đến cuối đều đề phòng Văn Linh, khi Văn Linh ra tay, cô đã phản ứng lại ngay, bàn tay cô giơ ra đằng trước, trong chớp mắt, bàn tay cô đã biến thành màu nửa trong suốt, hai tay chắp lại trong không trung, phát ra một tiếng rầm, âm thanh này bị hút vào trong động, cơ thể của Trần Tuyết bay ra đằng sau, lưng đập vào vách đá, chưa kịp rơi xuống đất, máu tươi đã phun ra từ miệng. Văn Linh cười lạnh lùng hà hà nói, tôi còn tưởng cô thế nào kìa. Hóa ra chỉ là một kẻ chẳng ra sao. Cô ta xông lên đằng trước, muốn giết người, Trương Dương đã xông đến trước mặt Trần Tuyết, ngăn đường của Văn Linh, hét lớn một tiếng, rồi đánh một đòn về phía ngực Văn Linh. Văn Linh hóa trưởng thành quyền, với trạng thái của Trương Dương bây giờ, dám công kích cô ta rõ ràng là tự tìm đường chết, rầm một tiếng vang lên, Trương Đại Quan lùi về đằng sau mấy bước liền, máu từ miệng cũng phun ra. Đôi mắt Văn Linh đầy sát khí, cậu tự tìm đường chết, đừng trách tôi. Mấy người ở đó đều bị thương,
thật ra dù là họ không bị thương cũng không ai có thể là đối thủ của Văn Linh, càng huống hồ, hiện tại công lực của Văn Linh đang gia tăng gấp bội, dù là họ có ra tay cũng chỉ có nước thua mà thôi. Sau khi Trương Đại Quan phun ra máu tươi, liền cười ha ha nói, quả nhiên phụ nữ nói không giữ lời, vừa rồi cô đã nói những gì? Văn Linh nói, tôi đã hứa với cậu từ khi nào? Cô ta giơ tay phải, một luồng khí với uy lực lớn ép về phía Trương Dương, Trần Tuyết ở đằng sau Trương Dương cũng bị luồng khí này ép đến độ không thể thở nổi. Trương Dương vẫn đứng ở đó, lúc này, hắn vẫn có thể cười được, Văn Linh, cô đánh giá cao bản thân quá rồi, cô tưởng rằng tôi sẽ tin cô sao? Giờ đây nói câu này đáng tiếc đã quá muộn rồi. Trương Dương nói, tôi dùng kim châm thích huyết chắc chắn sẽ phải có chiêu dự phòng, cô cần phải biết rằng, mặc dù kim châm thích huyết có thể làm cho cô gia tăng nội lực trong thời gian ngắn, nhưng mỗi khi cô tiêu hao một phần lực lượng, thì nội lực của cô sẽ giảm đi một phần, vừa rồi cô có thể phát ra 10 phần lực, giờ đây chỉ có thể là 7 phần. Văn Linh biết rằng những lời Trương Dương nói là sự thật, cô ta cười lạnh lùng nói, đừng nói là 7 phần, dù là chỉ một phần lực cũng đã đủ giết chết đám người các ngươi rồi. Trương Đại Quan cười ha ha nói, vậy thì thử xem. Hắn bước lên trước một bước, rồi đánh về phía Văn Linh một đòn thăng long tại thiên, Văn Linh vẫn đỡ đòn bằng nắm đấm. Nắm đấm này làm cho bụi trong hang động bay lên mù mịt, Trương Dương ngồi xuống mặt đất, lại phun ra máu tươi, có điều hắn gần như bật dậy ngay. Văn Linh nhận thức được một cách rõ ràng rằng, lực lượng của quyền này của Trương Dương hình như lớn hơn vừa nãy, đây chẳng phải là kết quả của việc công lực của cô ta đang hạ sao. Cùng với việc nội lực của cô hạ xuống, nội lực của Trương Dương lại không ngừng tăng lên, kẻ tăng người hạ, thực lực của hai bên đang không ngừng xích lại gần nhau. Trương Dương lau vết máu ở môi. Rồi hét lớn một tiếng, áo trên người hắn đều bị quyền phong của Văn Linh xé rách, Trương Dương Đại Quan xé hết đám áo rách đó đi, lộ ra thân người phía trên cùng những bắp thịt rắn chắc, trông bộ dạng của hắn không hề giống bị thương, mà lại trông càng có tinh thần chiến đấu hơn. Trương Dương thật sự cảm thấy được sự huyền diệu của Đại Thừa Quyết, cách hô hấp đặc biệt đã làm tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn gấp mấy lần so với người bình thường. Văn Linh đã cảm thấy sự thay đổi ghê người này, Trương Dương quyết không phải là cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Nội lực của hắn thật sự đang gia tăng với tốc độ kinh người, sau hai quyền, lòng tin của Trương Dương lại càng gia tăng gấp bội, từng quyền thăng long bay về phía Văn Linh. Văn Linh không dám chậm trễ, cơ thể cô ta nhanh chóng quay quanh Trương Dương, ra tay như điện giật, đánh vào điểm yếu của Trương Dương, Trương Đại Quan rất nhanh đã bị cuốn vào trong vòng xoắn ốc của Văn Linh, chỗ lợi hại nhất của nghịch chuyển càn khôn nằm ở, cô ta có thể lợi dụng vòng xoáy này để hút hết không khí ở trong tâm ra. Làm cho kẻ địch không có đầy đủ không khí để hô hấp, nhưng Văn Linh không thể ngờ rằng, Trương Dương tu luyện Đại Thừa Quyết, mà Đại Thừa Quyết lại không cần cách hô hấp thông thường. Dù là lực trường xoáy của cô ta có lợi hại đến đâu, thì Trương Đại Quan vẫn vững vàng như vậy, cơ thể hắn không động đậy gì, từng quyền bắn về phía Văn Linh. Hai người ra tay đều rất nhanh, trong sơn động không ngừng vang lên tiếng đập chạm, họ trở thành trung tâm, không khí đã bị ép đến bốn phương tám hướng. Từng đợt sóng vang ra, những người ở bên cạnh đều cảm thấy rất khó thở. Lại dầm một tiếng nữa vang lên, cả sơn động bị chấn động, hai người đã chạm phải quyền nhau, lần này Trương Đại Quan không bị phun máu, Văn Linh lại lộ ra một vẻ mặt sợ hãi, cô ta cắn cắn môi, rồi đột nhiên bỏ qua Trương Dương, xông về phía Trần Tuyết. Văn Linh để ý từng động tác của cô ta, làm gì có thể để cô ta tự ý hành động được, thân pháp của hắn nhanh hơn Văn Linh nhiều, trước khi Văn Linh đến trước mặt Trần Tuyết. Hắn lại tung một đòn nữa. Văn Linh giơ tay phản lại một đòn, cô ta đánh Trần Tuyết là giả, muốn thoát thân mới là thật, dựa vào lực của Trương Dương, cô ta đã bị đẩy ra cửa động tàng kinh các. Trương Đại Quan càng đánh càng tự tin, hắn hét lớn, chạy đâu cho thoát. Rồi lại đuổi theo, Tiểu Lạt Ma Đa Cát vẫn đang ở bên ngoài, hắn sợ rằng Văn Linh lại làm hại đến cậu ta. Bước chân của Văn Linh không hề dừng lại, cô ta chạy ra ngoài tàng kinh các, nhảy mấy bước đã mất hút trong bóng đêm. Trương Dương đuổi đến tận bên ngoài chùa Ni Lặc, nhưng không thấy bóng dáng của Văn Linh đâu nữa, chỉ nhìn thấy trên nền tuyết, có mấy vết máu. Có thể thấy rằng, trong quá trình đấu với hắn, Văn Linh đã bị nội thương, Trương Đại Quan vô cùng vui vẻ, không ngờ rằng Đại Thừa Quyết lại thần kỳ đến vậy, không những có thể hồi phục lại năng lượng của hắn trong thời gian ngắn, mà lại còn có thể làm cho Văn Linh không thể trở tay. Đương nhiên hôm nay Văn Linh bị thương, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa đó là kim châm thích huyết đã để lại di chứng. Trong thời gian ngắn kích thích nội lực tăng gấp đôi, nhưng ngay sau đó nội lực giảm sút nhanh chóng. Trải qua những trận đấu liên tiếp, nội lực của Văn Linh tiêu hao rất lớn, đến cuối cùng còn thấp hơn cả lúc bình thường của cô ta,
Điều làm cho cô ta không thể hiểu được là, nội lực của Trương Dương hồi phục với tốc độ kinh người, hơn nữa hắn ngày càng dũng cảm. Đây mới là điều làm cho Văn Linh không thể không từ bỏ đấu tiếp mà phải chạy trốn, nếu như cô ta cố tình đấu tiếp, không những không giết được Trần Tuyết, mà ngay cả tính mạng của mình cũng sẽ mất trong tay Trương Dương. Trương Dương cũng không tiếp tục đuổi theo, đây không phải là vì hắn không thể đuổi theo, càng không phải là vì thương xót người chị nuôi của hắn là Văn Linh, mà nể tay với cô ta. Một là vì trên đỉnh núi này, hắn không thuộc đường đi, không dám đuổi theo, còn một nguyên nhân nữa, vừa rồi Trần Tuyết đã bị dính một đòn của Văn Linh, chắc chắn rằng vết thương không nhẹ, cần phải cứu chữa ngay. Trương Dương về đến chùa Ni Lặc, thấy Ân Thiền Đại Sư đang kiểm tra vết thương cho Trần Tuyết, khi Trần Tuyết giao thủ với Văn Linh, nội lực của Văn Linh đang ở vào lúc sung mãn nhất, hơn nữa lại ra tay bất ngờ, mặc dù Trần Tuyên luôn đề cao cảnh giác, nhưng vẫn không chuẩn bị đầy đủ, giống như Văn Linh đã nói. Sinh tử ấn của cô ấy là một trò đùa, mặc dù Trần Tuyết luyện sinh tử ấn có chút thành tựu, nhưng uy lực thật sự vẫn không được hiển thị ra, đối diện với Văn Linh có sức công phá gấp mấy lần, Trần Tuyết bị thương không phải là điều gì bất ngờ. Trương Dương phục hồi vị trí lại cho cánh tay phải bị gãy xương của Trần Tuyết, Ân Thiền Đại Sư đã bôi cho cô một vài thứ cao liền xương, có sự giúp đỡ của loại cao này, Trần Tuyết sẽ phục hồi được xương cốt rất nhanh. Vết thương thật sự nghiêm trọng là nội thương của Trần Tuyết. Văn Linh không những đã làm chấn thương đến kinh mạch của cô ấy, mà còn truyền hàn khí của Tu La Trưởng vào trong cơ thể cô ấy. Trần Tuyết lúc này lạnh đến độ run cầm cập, trên mặt không còn sắc máu nào. Ân Thiền Pháp Sư nói, cần phải dùng nội lực để đẩy hàn khí trong người cô ấy ra ngoài. Giờ đây người có thể làm được việc này chỉ có mình Trương Dương. Chương 1150, kẻ giảm người tăng 2. Trương Dương nắm lấy tay trái của Trần Tuyết, da của cô lạnh như một khối băng vậy. Người cô không ngừng run rẩy. Tiểu Lạt Ma Đa Cát nói, Trương đại ca, anh có thể đi đến phòng thiền thứ hai ở phía trái. Trương Dương gật đầu, rồi ôm Trần Tuyết đi ra ngoài. Sau khi Trương Dương rời đi, ánh mắt của Ân Thiền Pháp Sư Chơ Rơ La Y trên người sư đệ của y là Tang Khôn. Tang Khôn đã bôi thuốc hắc ngọc đoạn cho con trai mình, lúc này đang ôm lấy cơ thể của Mạt Gia, trên mặt đầy sự hối hận và bi thương. Ân Thiền Pháp Sư nói, sư đệ, tôi đã bảo anh từ lâu rồi, thù hận cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương đến chính bản thân anh thôi, tại sao anh cứ không nghe? Tang Khôn nói, sư huynh, tôi sai rồi. Ân Thiền Sư nói, những điều anh làm hôm nay không thích hợp để anh ở lại chùa Ni Lặc nữa rồi, sau khi vết thương của Mạt Gia hồi phục, anh hãy đem theo nó xuống núi đi. Tang Khôn buông con trai ra, quỳ xuống đất, khóc lóc nói, sư huynh, tôi biết tôi sai rồi. Ân Thiền Sư thở dài một hơi rồi nói, nếu biết sớm thế này, thì ban đầu hà tất phải làm thế. Lò sưởi làm cho phòng thiền ấm áp như mùa xuân, trên đỉnh Everest, có thể hưởng thụ ánh lửa và sự ấm áp thế này là một điều khó kiếm. Trương Dương đặt Trần Tuyết nằm xuống trên nền thảm lông dê, rồi nhẹ nhàng nói, tôi đã dùng kim châm thích huyết phát huy nội lực của Văn Linh, uy lực của Tu La Trưởng cô ta sử dụng trên người cô đã tăng gấp đôi so với lúc bình thường, cô không đánh giá rõ về thực lực của cô ta. Nên mới phán đoán sai, nói ra thì là tôi đã hại cô. Trần Tuyết run lập cập nói, sinh tử ấn của tôi, chỉ là luyện được cái mẽ thôi, lần trước dọa được cô ta chạy đi, chỉ là do may mắn. Lần này cô ta thật sự đánh đến rồi, lông mày của cô ấy đóng cả thành băng, Tu La Trưởng của Văn Linh quả thật lợi hại, sát thương với cô ấy là rất lớn, lúc này, hàn khí trong cơ thể hoàn toàn phát tác ra ngoài. Trương Dương nói, phải nghĩ cách gì đó để cứu cô. Trần Tuyết nói, không được nữa rồi, tụ khí, một trưởng này của cô ta đã làm bị thương kinh mạch của tôi. Trương Dương đột nhiên nghĩ về việc hắn tìm thấy An Ngữ Thần trên đỉnh Everest, lúc đó để giúp cô ấy xua đuổi lạnh giá, hắn đã sử dụng hợp thể song tu, đối diện với Trần Tuyết đang đóng băng thế này, hắn liệu có nên làm lại một lần nữa không? Trương Đại Quan đột nhiên nghĩ đến việc đây là ở trong chùa, hắn thật sự cảm thấy tội lỗi. Trần Tuyết nói, anh nghĩ ra cách gì rồi? Trương Dương nói, tôi đã nghĩ ra một cách để cứu cô, nhưng chỉ sợ cô không đồng ý. Anh, còn chưa nói, sao đã biết tôi không đồng ý? Trương Đại Quan ho một tiếng rồi dày mặt nói, chính là cái đó, xong. Trần Tuyết hơi ngớ người, ngay lập tức hiểu được ý của tên này từ ánh mắt của hắn, thật sự cô ấy rất ngạc nhiên về sự vô sỉ của tên này, cô cắn cắn môi rồi nói, tôi thà, chết còn hơn. Trương Đại Quan rõ ràng đã bị câu này của cô ấy làm tổn thương đến lòng tự trọng. Trong mắt Trần Tuyết, hắn kém cỏi như vậy, cô ấy thà chết cũng không muốn song tu với hắn. Trương Dương nói, cô không đồng ý, tôi còn không đồng ý kìa,
tôi chẳng phải là loại người tùy tiện gì, nếu không phải vì để cứu cô, tôi chẳng bao giờ nói ra chuyện đó đâu. Trương Đại Quan thật là giả tạo, nếu như Trần Tuyết đồng ý song tu với hắn, hắn mong còn chẳng được, giờ nói như vậy, chẳng qua để mình không quá mất mặt thôi. Trần Tuyết thở dốc rồi nói, tôi không có ý khinh rẻ anh. Tôi, chỉ là tôi không thể chịu được kiểu đó. Trương Dương nói, vậy coi như tôi chưa nói gì, nhưng tôi đương nhiên không thể trừng mắt nhìn cô chết đi được. Hắn ôm Trần Tuyết dậy, Trần Tuyết kinh ngạc nói, anh làm gì vậy? Trương Dương nói, cô đừng nói nhiều nữa, cô quen tôi lâu như vậy rồi, mà không tin tưởng về nhân phẩm của tôi chút nào hết, tôi là loại người nhân cơ hội để ném đá giấu tay sao? Hắn và Trần Tuyết ngồi đối diện với nhau, hai tay chắp vào nhau, Trương Dương nói, tôi đã nghĩ ra một cách, Đại Thừa Quyết đã có thể hấp thu năng lượng của thế giới bên ngoài, thì tôi có thể lợi dụng cách hô hấp của Đại Thừa Quyết để hút hàn độc trong người cô ra. Trần Tuyết lắc lắc đầu nói, vậy, anh thì sao? Trương Dương cười nói, tôi có nghe lầm không? Hình như cô rất quan tâm đến tôi thì phải. Trần Tuyết lườm hắn, nhưng giờ đây cô đã chẳng còn sức đấu võ mồm với Trương Dương nữa. Trương Dương nói, tôi giúp cô hút ra từng chút một, rồi đẩy hàn độc của cô ra. Trương Đại Quan thật sự không biết là vô tình hay hữu ý, mà lại cố ý nhấn mạnh từ hút, Trần Tuyết càng cự tuyệt hắn, hắn lại càng thích trêu cô ấy. Đùa là đùa, nhưng Trương Dương không dám làm lỡ việc cứu Trần Tuyết, nếu như hàn độc ở lại trong cơ thể cô ấy quá lâu, nhất định sẽ tạo thành sát thương vĩnh viễn cho kinh mạch của cô ấy. Sự thực đã chứng minh, suy nghĩ của Trương Dương quả nhiên không sai, lợi dụng Đại Thừa Quyết có thể hút hàn độc trong cơ thể Trần Tuyết ra ngoài. Sau đó lại dùng nội lực của bản thân hắn để tống ra ngoài cơ thể, Trương Dương không dám mạo hiểm, có một câu nói rằng, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, thật ra trị liệu vết thương cũng giống như vậy, cơ thể con người cần phải có một quá trình thích ứng, một là để đảm bảo Trần Tuyết không vì đột ngột thay đổi mà để lại vết thương, còn một điểm nữa là bảo đảm cho kinh mạch của hắn không bị hàn độc tấn công. Mặc dù Trương Dương đã đánh bại Văn Linh, nhưng dù sao cũng là vì sức lực của Văn Linh đang giảm sút nhanh chóng. Còn nội lực của hắn lại hồi phục gấp mấy lần, đó là kết quả của kẻ hạ người tăng mà thôi. Đại Thừa Quyết của hắn dù sao cũng chỉ là mới nhập môn, Trương Dương cũng lo nếu vận dụng không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bỏ ra 2 tiếng đồng hồ, Trương Dương mới có thể hấp thụ hết hàn độc trong cơ thể Trần Tuyết ra ngoài, sắc mặt trắng bệch của Trần Tuyết cuối cùng cũng đã có chút hồng hào, cảm giác lạnh thấu xương đã không còn nữa. Cô và Trương Dương chắp hai tay lại với nhau, bốn mắt nhìn nhau, bên cạnh là lò lửa. Ánh mắt hai người gặp nhau, trái tim Trần Tuyết đột nhiên đập mạnh, lúc này kinh mạch hai người nối liền, sự thay đổi nhỏ bé của Trần Tuyết đương nhiên không thể lọt qua nổi con mắt của Trương Đại Quan, Trương Dương mỉm cười nói tập trung tinh thần đi, đừng nghĩ lung tung. Trần Tuyết nhẹ nhàng nói, tôi đã khá hơn nhiều rồi. Trương Dương nói, tôi giúp cô chỉnh lý thêm chút kinh mạch, nhân tiện giao yếu điểm của Đại Thừa Quyết cho cô. Trần Tuyết lắc lắc đầu nói, chăm hay không bằng tay quen, tôi đã nghĩ rồi. Tôi có thể nắm được sinh tử ấn, không phải là do nội lực của tôi cao hơn Văn Linh, cũng không phải là do tôi thông minh hơn cô ấy, mà là do trùng hợp mà thôi. Trương Dương nghĩ, quả nhiên là vậy. Trần Tuyết nói, tôi cũng chẳng quá hy vọng nhiều vào võ công, tu luyện sinh tử ấn, cũng là vì Văn Linh đã cướp mất nghịch chuyển càn khôn thôi, tôi sợ rằng cô ta dùng thứ đó để đối phó với anh, nên tôi mới, nói đến đây, cô đột nhiên ý thức được mình đã hơi nhiều lời, nên vội vàng không nói thêm nữa. Trương Dương nói, cô rất quan tâm đến tôi sao? Trần Tuyết gật đầu, rồi nhẹ nhàng đáp, tôi luôn coi anh là người bạn tốt nhất của tôi. Mặc dù ngoài miệng nói chỉ coi Trương Dương là bạn, nhưng thế là tốt lắm rồi, Trương Đại Quan đã thỏa lòng, sau khi chắc chắn rằng trong cơ thể Trần Tuyết không còn chút tàn dư nào của hàn độc, mới buông cô ra, đứng dậy, vươn vai rồi nói, không biết Văn Linh đã chạy đi chưa? Hắn đột nhiên ngừng lại một lúc, rồi nói, không hay rồi. Liệu cô ta có quay về Hồ Sam Trắc không? Nói đến đây, sắc mặt của Trương Dương đã hoàn toàn thay đổi, An Ngữ Thần vừa sinh xong, hai mẹ con đều ở trong biệt thự bên Hồ Sam Trắc, giờ đây bên cạnh họ không hề có ai chăm sóc, hôm nay Văn Linh bị hắn làm cho bị thương, nhất định hận hắn vô cùng, nếu như cô ta thật sự quay lại biệt thự để báo thù, thì sự việc không hay ho gì rồi. Trần Tuyết mỉm cười lắc đầu nói, anh đừng sợ, Tiểu Yêu và con đã đi một nơi rất an toàn rồi. Trước khi tôi và đại sư đến chùa Ni Lặc, đã suy nghĩ đến khả năng này, vì vậy đã đưa hai mẹ con Tiểu Yêu đi rồi. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm, không được, chúng ta phải mau về xem. Trần Tuyết nói, muốn đi cũng phải đợi đến sáng ngày mai, trời tối như thế này, muốn xuống núi quả thật quá nguy hiểm, có một việc anh có thể không biết,
tôi đã kiểm tra kinh mạch của Tiểu Yêu, nội lực của cô ấy không ngờ lại rất mạnh, điều này có liên quan đến anh sao? Trương Dương vỗ vỗ vào trán mình, rồi cười ha ha nói, là thế này, là thế này. Trần Tuyết nhìn hắn đầy thắc mắc, thế nào? Trương Dương nói, kinh mạch của Tiểu Yêu đã hoàn thành lại từ đầu, giống như trong cơ thể cô ấy có dòng sông, nhưng lại không có nhánh chảy vậy, vì thế cô ấy vô ý đã hút sạch nội lực của tôi, đồng nghĩa với việc, tôi đã truyền toàn bộ nội lực cho cô ấy, ha ha, dù là giờ đây Văn Linh đi tìm họ, thì cũng chưa chắc đánh được cô ấy. Trần Tuyết nói, vừa rồi khi anh đánh nhau với Văn Linh, cô ta càng ngày càng yếu, còn anh ngày càng mạnh, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Trương Dương nói, không có gì khó hiểu cả, sự tuyệt diệu của Đại Thừa Quyết nằm ở, mỗi quá trình hồi phục là một quá trình tu luyện, mỗi lần tôi bị thương, sau khi hồi phục, nội lực sẽ tăng lên một ít, còn với Văn Linh, mặc dù tôi đã dùng kim châm thích huyết để giúp cô ta kích thích tiềm lực, nhưng nội lực của cô ta không ngừng giảm xuống, kẻ tăng người giảm, vì vậy tôi mới có thể đánh cô ta bỏ chạy. Nói đến việc này, Trương Dương cảm thấy đắc ý, trận đấu ngày hôm nay cuối cùng đã làm cho hắn không còn nặng nề nữa, có thể ngẩng cao đầu một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1151, trở lại Hasa 2. An Ngữ Thần cười cười không nói, mỗi người đều có bí mật của mình, em muốn giữ cho mình một số bí mật. Trương Dương gật đầu. An Ngữ Thần lắc lắc tay hắn, Trương Dương, đừng buồn mà, với trạng thái của anh trước mắt thì chỉ có thể mang tới phiền phức cho đứa bé thôi. Em hy vọng con trai của chúng ta có thể trưởng thành trong một hoàn cảnh nhẹ nhàng, chỉ cần anh nhớ nó thì em tùy thời có thể mang nó về gặp anh. Em tới Thụy Sĩ tĩnh dưỡng sẽ không lâu lắm đâu, em lại càng không tước quyền làm cha của anh mà. Trương Dương ở trong biệt thự nhà gỗ ven hồ Tang Châu, bầu bạn với An Ngữ Thần, bầu bạn với con trai, sống một đoạn thời gian ngắn khó quên, trong 7 ngày này Văn Linh không tới làm phiền nữa, thương thế trên cánh tay phải của Trần Tuyết cũng đã khôi phục. Cuối cùng cũng đến lúc phải đi, trực thăng do Nghiêm Tuấn Cường phái tới đón bọn họ, An Ngữ Thần dẫn con trai ngồi trực thăng cùng họ tới Hasa, cô ta đã sai người an bài xong hành trình, từ Hasa tới Kinh Thành sau đó thì trực tiếp từ Kinh Thành bay tới Thụy Sĩ. Trương Dương Thủy Trung không hỏi vấn đề thân phận của con trai, sau khi lên trực thăng, mới hỏi cô ta, vậy quốc tịch và thân phận của Thiên Tứ thế nào? Trương Đại Quan Nhân lo lắng đứa bé không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu, là một đứa trẻ đen điển hình, hiện tại ra nước ngoài liệu có tình là vượt biên không hợp pháp không? An Ngữ Thần cười nói, chuyện này em đã nhờ người an bài ổn rồi, không thành vấn đề. Trương Dương nói, dễ dàng như vậy ư? An Ngữ Thần khẽ cười nói, tiền tài tuy rằng không phải là vạn năng, nhưng vào thời khắc mấu chốt có thể giải quyết vấn đề lớn. Tốc độ khôi phục sau khi sinh của An Ngữ Thần là khá kinh người, hình thể đã khôi phục lại tha thướt như xưa, tuy rằng hơi đầy đặn hơn một chút, có điều so với trước đây càng gợi cảm hơn, có một loại ý vị thành thục quyến rũ. Trương Đại Quan Nhân có chút lưu luyến không rời đối với mẹ con An Ngữ Thần, sau khi trực thăng đến Hasa, hắn lại cùng An Ngữ Thần ngồi xe jeep quân dụng. Tiễn bọn họ tới tận sân bay Gongka, sau khi bọn họ lên máy bay đi thì mới ngồi xe về nhà của Nghiêm Tuấn Cường. Hắn và Trần Tuyết đã đạt thành ký kết ngầm, đối với chuyện của mẹ con An Ngữ Thần không nhắc tới một chữ nào, Nghiêm Tuấn Cường biết Trương Dương hôm nay về, cho nên xin nghỉ, đặc biệt ở nhà đợi hắn. Trương Dương vừa vào nhà hắn, Nghiêm Tuấn Cường đã mời Trương Dương vào thư phòng, Trương Dương biết gã vội vã tìm mình nhờ khám bệnh, cười nói, chú Nghiêm, gần đây cảm giác thế nào? Nghiêm Tuấn Cường mời Trương Dương ngồi xuống sofa, rót cho hắn một chén trà, vị phó bộ trưởng bộ trang bị quân khu đối với tên vãn bối Trương Dương này thì đối đãi với lễ khách quý. Nghiêm Tuấn Cường nói, không có cảm giác gì. Trương Dương uống ngụm trà, rồi bảo Nghiêm Tuấn Cường đặt cổ tay lên bàn uống trà, bắt mạch cho y, rồi mỉm cười nói, không tồi, không tồi, tiến triển so với những gì mà tôi tưởng tượng thì còn lý tưởng hơn. Nghiêm Tuấn Cường nghe hắn nói như vậy cũng không khỏi vui mừng quá đỗi, Trương Dương, theo cậu thấy, tôi lúc nào thì có thể khôi phục lại bình thường. Trương Dương trước đó đã cho y một viên nghịch đại đan, hiện tại kinh mạch bị thương do luyện quyền của Nghiêm Tuấn Cường đã khôi phục kha khá, Trương Dương lại dứt khoát cho y thêm một viên nữa, nói với Nghiêm Tuấn Cường, bệnh của chú là ở căn cơ, hiện tại sau khi trị khỏi nếu như còn luyện quyền nữa thì sẽ vẫn tạo thành tổn thương đối với thân thể của chú. Nghiêm Tuấn Cường hạ quyết tâm, chỉ cần trị khỏi bệnh của tôi, về sau tôi sẽ không bao giờ luyện quyền nữa. Trương Dương cười nói, cũng không cần phải tuyệt đối như vậy, thế này đi, tôi dạy cho chú một bộ nội công, tuy rằng không tính là tinh diệu nhưng có tác dụng chữa trị kinh mạch, kéo dài tuổi thọ, cũng có giúp đỡ để đề thăng tính năng của nam.
Nghiêm Tuấn Cường nói, tốt, vậy dạy cho tôi đi. Y cũng khiêm tốn hiếu học, thật ra cũng khó trách Nghiêm Tuấn Cường nóng vội, từ sau khi kết hôn với Thiết Anh Hồng, y vẫn luôn cố gắng cày cấy, gieo hơn 10 năm mà giờ vẫn chưa có thu hoạch gì, ngoài miệng thì nói là không có vấn đề gì, nhưng trong lòng thì lại rất gấp, vốn là những lời sách mé người khác nói sau lưng y đã chịu đủ rồi, lại thêm Thiết Anh Hồng cả ngày cứ lôi y đi cầu y, thân là nam nhân, trên tinh thần cũng vẫn gặp phải dày vò. Trương Dương lập tức dạy cho y một bộ nội công dưỡng khí tu mạch, Nghiêm Tuấn Cường trên võ học ngộ tính cũng chỉ bình thường, Trương Dương dạy y suốt cả một buổi chiều mới xong, khi hai người ra khỏi thư phòng, sắc trời đã tối. Thiết Anh Hồng vẻ mặt đầy điểm khả nghi nhìn hai người bọn họ, hai đại nam nhân các anh làm gì mà ở trong phòng suốt cả một ngày thế. Nghiêm Tuấn Cường ấp úng nói, không có gì, chỉ luận bàn võ học thôi. Thiết Anh Hồng nói, luận bàn võ học ư? Đồng Đồng không phải đã nói rằng anh không phải là đối thủ của Trương Dương ư? Nghiêm Tuấn Cường mặt đỏ lên, cái đó. Trương Dương cười nói, tôi lãnh giáo chú Nghiêm về thất cương quyền. Nghiêm Tuấn Cường cười cười, nói tránh đi, Đồng Đồng đâu? Không đợi Thiết Anh Hồng trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng cười của Thiết Vĩ Đồng, Trương Dương tới chưa? Xem tôi dẫn ai tới này? Thiết Vĩ Đồng mấy ngày nay không hề rời khỏi Tây Tạng. Trong lúc Trương Dương và Trần Tuyết tới Định Nhật, cô ta du ngoạn ở phụ cận Ha Sa, vốn đang lên kế hoạch đi thăm Khả Khả Tây Lý thì có mấy bằng hữu tới chơi khiến cô ta không thể không bỏ kế hoạch xuất hành lần này. Trương Dương nhìn sang, lại thấy Thiết Vĩ Đồng dẫn ba gã nam tử bước vào, hai người trong đó hắn đều quen, một là Kiều Bằng Phi, một là Văn Hạo Nam, anh trai nuôi của hắn, ba gã có một nam tử ngăm đen thân hình cao lớn. Văn Hạo Nam mỉm cười đi tới, bắt tay với Trương Dương. Gã dẫn kiến Trương Dương với Kiều Bằng Phi. Bởi vì biết giữa Kiều Bằng Phi và Trương Dương có một đoạn khúc mắc, cho nên hắn vốn còn lo lắng hai người gặp nhau sẽ khó xử. Trương Dương chủ động vươn tay về phía Kiều Bằng Phi, Bằng Phi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Kiều Bằng Phi mặt mày tươi cười, thời quá cảnh thiên, ngẫm lại đoạn ân oán trước đây, Kiều Bằng Phi bản thân cũng thấy xấu hổ, mâu thuẫn giữa gã và Trương Dương nguyên nhân vẫn là ở bản thân gã, nếu không phải bị Vương Học Hải lừa rồi đi trêu chọc Sở Yên Nhiên thì cũng sẽ không phát sinh mâu thuẫn lớn như vậy với Trương Dương. Kiều Bằng Phi nói, tới Châu Phong mà cũng có thể nghiện được à? Trong một năm mà sao chạy tới đây đến hai chuyến? Trương Dương cười nói, ở nội địa không thấy được trời xanh như vậy, không khí cũng không được tinh thuần như thế này, áp lực công tác của tôi quá lớn, đặc biệt tới đây hít thở. Văn Hạo Nam cười nói, đến cao nguyên hít thở, cũng chỉ có cậu nghĩ ra được thôi. Mấy người cùng bật cười. Nghiêm Tuấn Cường nói, Đồng Đồng, nhiều khách tới như vậy mà cháu không nói với Dượng một tiếng, để Dượng còn chuẩn bị. Thiết Vĩ Đồng nói, Dượng lần nào cũng làm dê, cháu hai ngày nay ngửi đủ mùi dê rồi. Nghiêm Tuấn Cường nói, được rồi, không ăn thịt dê nữa, không ăn thịt dê nữa, Dượng sai người đi chuẩn bị. Thiết Vĩ Đồng nói, không cần chuẩn bị đâu. Cô ta vẫy vẫy tay với cậu thanh niên da đen đó, quên giới thiệu với mọi người. Đây là công tử Viên Tân Quân của Phó Bí Thư Khu Tự Trị, các anh làm quen một chút đi. Viên Tân Quân chào một tiếng chú Nghiêm, sau đó bắt tay với Trương Dương. Thiết Vĩ Đồng nói, tiểu viên trước đây khi còn ở Kinh Thành đã chơi cùng chúng tôi, là em út của giới chúng tôi. Đây là anh Trương của cậu, cũng là tam ca kết bái của tôi. Miệng của Viên Tân Quân rất ngọt, tam ca dài tam ca ngắn đều gọi ra được. Cha của gã làm quan lớn của vùng Tạng. Viên Tân Quân sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không tìm được một công tác đứng đắn nào, đầu năm nay hồ đồ thế nào lại đi gia nhập vào một tổ chức bảo hộ động vật, đầu óc của đám này không giống người bình thường, sau khi gã gia nhập lập tức lập một phân hội, hơn nữa còn thay đổi thực thi, chạy đến đất Tạng để thành lập tổ chức, nhưng sau khi gã tới Tây Tạng mới phát hiện động vật hơi có danh tiếng một chút đều đã được người ta bảo hộ rồi, cho nên tìm tới tìm lui. Thành lập Hiệp hội Bảo hộ Châu Đực, gọi tắt là Hiệp gọi Bảo vệ Châu. Người khác coi đây là trò cười, nhưng gã thì làm rất nghiêm túc, không những sau khi làm thành còn treo biển chính hiệp ở bên dưới, gã hiện tại là chủ tịch kiêm thư ký trưởng của Hiệp hội Bảo vệ Châu này. Viên Tân Quân khi ở Kinh Thành thường xuyên đi theo đám người Chu Hưng Quốc, Thiết Vĩ Đồng lăn lộn, trong mắt những người này gã chỉ là một thằng nhóc con. Viên Tân Quân nói, chú Nghiêm, cháu hôm nay tới đây là để đặc biệt mời mọi người ra ngoài ăn cơm, xe của cháu đã đỗ ở ngoài rồi. Nghiêm Tuấn Cường cười nói, tôi không đi đâu, đám thanh niên cô cậu cùng nhau đi chơi, tôi chen vào làm gì, các cô các cậu cứ đi đi. Thiết Vĩ Đồng sớm biết rằng Dượng sẽ không đi theo, nói với Trương Dương, tam ca, đi thôi. Trần Tuyết đâu? Trương Dương nói, tay của cô ấy bị thương,
đi lại không tiện lắm. Tiết Vĩ Nồng nghe nói như vậy cũng chỉ có thể bỏ qua, Trương Dương đi theo mấy người bọn họ cùng lên xe, Viên Tân Quân lái một chiếc Toyota bá đạo rách nát, chiếc xe này đã có tuổi rồi, Tiểu Viên, xe này của cậu cũng nát quá giấy, lái xe này ra ngoài, cậu không hiềm mất mặt nhưng tôi thì hiềm. Viên Tân Quân cười cười khởi động ô tô, Tiết gia à, xe này tôi tuy rằng hơi cũ chút, có điều tính năng rất tốt, ở cao nguyên trừ xe Sừng Châu ra, những xe khác đều khó đi lắm. Thân xe run run kịch liệt, ống bô liên tiếp phóng ra hai tiếng pháo, sau đó mới khởi động. Chương 1152, trở lại Hasa, 3. Văn Hạo Nam, Trương Dương, Kiều Bằng Phi ngồi ở ghế sau đều bật cười. Trương Dương cố ý, anh Hạo Nam, anh tới Tây Tạng từ lúc nào vậy? Không phải nói chị Linh tới Tân Cương tìm anh ư? Văn Hạo Nam cười nói, tới được vài ngày rồi, tới định Nhật chơi vài ngày, tôi còn phải họp ở Hasa, cho nên tới đây trước, chị của tôi tới từ hôm trước, có điều chị ấy gặp phản ứng cao nguyên, tôi mua vé máy bay để chị ấy về rồi. Trương Đại Quan Nhân cười thầm trong lòng, phản ứng cao nguyên gì chứ, căn bản chính là di chứng bị kim châm đâm, có điều từ trong lời nói của Văn Hạo Nam có thể đoán ra, Văn Linh đã an toàn từ Châu Phong trở về, cô ta đối với chuyện đã phát sinh không nhắc tới một chữ nào. Văn Hạo Nam chắc không biết giữa chị gái và Trương Dương đã phát sinh một trận phân tranh sinh tử. Viên Tân Quân dẫn bọn họ tới một khách sạn tên là Thanh Hải Long Cung trong thành Hasa, đây là khách sạn do người Hán mở, ở địa phương Hasa cũng có thể tính là một nơi khá hào hoa. Viên Tân Quân quen rất thân với ông chủ cửa hàng, địa điểm hoạt động mấy lần của hội bảo vệ châu của hắn đều chọn khách sạn này. Viên Tân Quân nói, vốn muốn dẫn mọi người đi ăn thức ăn phong vị Tạng, có điều nghe các anh đều không phải là lần đầu tiên tới Tây Tạng, chắc cũng đã nếm qua rồi, mỹ thực của Tạng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ, trà bơ, rượu thanh khỏa, trừ những thứ này ra thì cũng chính là thịt dê thịt trâu, không thể nào đa dạng bằng mỹ thực của người Hán chúng ta được. Văn Hạo Nam nói, ẩm thực của Tây Tạng còn không phong phú bằng phía Tân Cương. Viên Tân Quân nói, đúng vậy, dầu mỡ thì thừa mà thanh đạm thì không đủ, phân lượng cũng có, đáng tiếc là thiếu tinh xảo. Bọn họ ngồi xuống trong phòng lớn nhất của Thanh Hải Long Cung, Viên Tân Quân nói, hôm nay tôi mời các anh ăn hải sản. Kiều Bằng Phi cười nói, hải sản có ai mà chưa được ăn đâu, có điều chạy đến Tây Tạng để ăn hải sản nghe cũng sang thật. Viên Tân Quân cười nói, hải sản này các anh chưa được ăn bao giờ đâu, tôi bảo bọn họ làm thực phẩm tươi sống bắt được từ trong hồ Thanh Hải. Viên Tân Quân không hề khoa trương, bữa cơm này giá trị xa xỉ, đông trùng hạ thảo quán quán kê gì, cá của hồ Thanh Hải, gân dê phù dung, đầu khỉ tuyết hoa, gà tuyết, nói chung là đầy đủ mọi thứ, trong đó quý giá nhất phải kể tới cá niết. Cá niết là đặc sản của hồ Thanh Hải, toàn thân bóng loáng, cơ hồ là không có một tí vẩy nào, thân trông giống như cái búa. Bởi vì cá niết sinh trưởng trong hồ nước mặn lạnh giá, thời kỳ sinh trưởng rất dài, 10 năm mới có được 2 cân thịt, tất nhiên là vật quý giá, hơn nữa sự đánh bắt cá của quá nhiều người đã tỏa thành sự giảm mạnh đối với đại. Lượng cá niết trong hồ, hiện tại chính phủ đã ra lệnh cấp đánh bắt cá, phong tỏa hồ để ươm giống, cho dù là anh có tiền cũng chưa chắc đã có được, huống chi nơi này là Hasa, cách hồ Thanh Hải phải hơn ngàn cây em. Hôm ấy chỉ cá niết thôi cũng làm tới 3 món, chiên dầu, hầm. Hấp khách thủy, Viên Tân Quân là một mỹ thực gia, gã giới thiệu, chúng ta hôm nay toàn là ăn cá niết tươi, hầm lên vị sẽ cực tươi, phần đầu là non nhất, đặc biệt tách miệng cá ra, hút lấy não cá, thơm còn hơn cả thần phẩm, thấm cả vào ruột gan, ngàn năm khó quên. Mọi người còn chưa hạ đũa, chỉ nghe gã nói thôi mà đã chảy cả nước miếng, Tiết Vĩ Nồng cười nói, cậu sao nói lắm thế? Còn chưa ăn, chỉ nghe cậu nói thôi cũng no rồi. Viên Tân Quân nâng chén. Nói chúng ta vẫn uống Mao Đài, rượu thanh khỏa đó uống không quen, thùng Mao Đài này là tôi trộm của ông ra tới. Văn Hạo Nam cười nói, một thùng không đủ đâu, với tử lượng của một mình Trương Dương cũng uống hết sạch đó. Tiết Vĩ Nồng cũng phụ họa theo. Trương Dương cười nói, được rồi, tôi nói này hai người, đừng có hại tôi như vậy. Văn Hạo Nam nói, Trương Dương, cậu hôm nay đừng có giữ nghề, chúng ta Thiên Nam Hải Bắc khó khăn lắm mới tụ họp được ở cùng một chỗ. Rượu này phải uống thật sảng khoái, không say không về. Viên Tân Quân nói, không ai phải về cả, Thanh Hải Long Cung này cái gì cũng có, tôi đã bảo họ lưu lại phòng tốt nhất cho chúng ta rồi, tối nay ở lại đây. Nào, hoan nghênh các vị tới Tây Tạng, chúng ta cạn ly này, tận tình hưởng thụ, núi tuyết này, cỏ xanh này, lạt ma miếu xinh đẹp này. Chưa hết, không có cô nương thì vẫn không cười được. Viên Tân Quân hát một bài hát chúc rượu rất được lưu hành ở Hasa.
mọi người cùng nâng chén, uống cạn rượu trong chén. Trương Dương tới Tây Tạng đã nhiều ngày như vậy, nhưng hôm nay mới tính là yên lòng thật sự, chẳng những mẹ con An Ngữ Thần được bình an, hơn nữa mình đã đánh đuổi được Văn Linh. Trương Dương chủ động uống vài chén rượu với Kiều Bằng Phi, một là để cảm tạ Kiều Bằng Phi lần trước đã giúp hắn, còn có một điểm là hắn phát hiện Kiều Bằng Phi sau khi tới Tây Tạng tham gia quân ngũ, cỗ ngạo khí trên người đã dần dần bị xóa đi, nhìn không còn đáng ghét như ngày xưa nữa. Kiều Bằng Phi nói, Trương Dương, tôi nghe nói Trung Trường Thắng tới chỗ anh công tác à? Trương Dương gật đầu nói, hắn bị Kiều Lão sa thải ít nhiều gì cũng có liên quan tới tôi thấy hắn hiện tại lăn lộn không được như ý lắm, cho nên mời hắn tới chỗ chúng tôi đảm nhiệm chức trưởng ban bảo vệ, mặc dù có chút khuất tài, có điều cuối cùng cũng có thể khiến một thân công phu của hắn có chỗ thi triển. Kiều Bằng Phi cầm chén rượu lên, nói Trương Dương, chuyện trước đây. Không đợi gã nói xong, Trương Dương đã cầm chén rượu lên chạm với gã, chuyện không vui chúng ta đừng nhắc tới làm gì, chuyện gì thì cũng phải nhìn về phía trước, ai cũng có lúc tuổi trẻ khí thịnh, anh lúc đó cao ngạo, tôi cũng không phải là tốt tính gì, hai ta là tám lạng nửa cân, chẳng ai chịu nhường ai cả. Kiều Bằng Phi bật cười ha ha, hai người uống cạn rượu đó. Văn Hạo Nam nhìn thấy hai người bọn họ đã hóa giải hiềm khích trước kia, cũng cảm thấy cao hứng, mỉm cười nói quả nhiên đều đã trưởng thành rồi. Trương Dương cười nói, anh Hạo Nam, tôi phải nói với anh một câu, anh lúc trước có thể là mang thái độ trợ giúp biên cương mà tới vùng sâu vùng xa, nhưng trợ giúp biên cương không nhất thiết phải đóng ở biên cương, hiện tại mẹ nuôi chỉ nghĩ tới anh là thở ngắn than dài, tuổi của cha nuôi và mẹ nuôi cũng không còn trẻ nữa, con trai không ở bên cạnh thì đâu có được. Văn Hạo Nam cười nói, không phải còn có đứa con nuôi là cậu ư. Con nuôi dù sao cũng không bằng được con ruột, anh mới là con ruột của mẹ. Văn Hạo Nam cười nói, tôi sao nghe thấy câu nói này của cậu có chút chua chua. Tiết Vĩ Đồng nói chen vào, tam ca của tôi nói đúng đấy, anh Hạo Nam, không có ai như anh cả, cha mẹ còn mà lại đi xa, anh trên cảm tình chịu chút thất bại thì cũng không thể một mình đi tới tận thiên nhai được. Cô ta nói chuyện không chút huyền chuyển, đâm thẳng vào nỗi đau của Văn Hạo Nam, Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhíu mày, Tiết Vĩ Đồng này nói chuyện cũng quá không kiêng kỵ rồi. Cũng may Văn Hạo Nam cũng không ngại. Gã thản nhiên cười cười, điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy, Văn Hạo Nam chắc đã thoát khỏi ám ảnh của Tần Manh Manh rồi, Văn Hạo Nam nói chuyện trôi qua lâu như vậy rồi, vậy mà Tiết gia vẫn còn nhớ. Tiết Vĩ Đồng nói, anh Hạo Nam, anh đừng trách tôi lắm miệng, Hồng Tuyết Kiều không tốt ư. Người ta thích nhiều năm như vậy. Hồng Tuyết Kiều trong miệng cô ta là đồng học của cô ta đấy. Văn Hạo Nam cười nói, dừng, cô không cần phải nói giúp. Tiết Vĩ Đồng nói, anh chắc không phải là có ai rồi chứ. Kiều Bằng Phi và Viên Tân Quân đều nói chen vào, anh Hạo Nam, nói cho chúng tôi nghe một chút đi. Văn Hạo Nam nói, cám đám các cậu đừng có mà lắm miệng, nói tóm lại là uống rượu mừng thì không thiếu phần của các cậu đâu. Trương Dương lúc này mới biết tình cảm của Văn Hạo Nam đã có trốn về, hắn cười nói, tiết lộ chút đi, là thiên kim nhà ai vậy? Tiết Vĩ Đồng cũng truy hỏi thờ rô. Văn Hạo Nam chỉ cười cười. Vẻ mặt thần bí. Kiều Bằng Phi nói, anh Hạo Nam, anh chắc không phải tìm một cô nương Duy Ngô Nhĩ, xúc tiến đại đoàn kết dân tộc chứ. Viên Tân Quân nói, cô nương Duy Ngô Nhĩ rất xinh đẹp, Hạo Nam, anh thật tinh mắt. Văn Hạo Nam cười nói, thật sự là không chịu nổi các cậu. Hắn lấy ra một tấm ảnh đưa cho Tiết Vĩ Đồng. Mấy cái đầu lập tức chúi vào sát bên cạnh Tiết Vĩ Đồng, đừng nhìn đây là mấy thằng đàn ông, nhưng so với con gái thì còn hiếu kỳ hơn. Trên ảnh là một cô gái mắt xanh tóc vàng, Viên Tân Quân nói, đây không phải là người Duy Ngô Nhĩ, giống người Nga. Kiều Bằng Phi đoạt lấy bức ảnh, để tôi xem. Hắn giả vờ nuốt nước miếng ửng ực, xinh quá, anh Hạo Nam à, ngực này cũng to phết. Văn Hạo Nam giơ tay lên đánh nhẹ một cái vào gáy hắn. Mấy người đều bật cười. Trương Đại Quan Nhân cười nói, được rồi, lão huynh anh không nói tiếng nào mà lại làm rất được việc, chạy tới Tân Cương không ngờ kiếm được một mỹ nữ Nga. Văn Hạo Nam nói, mắt các cậu bị sao vậy, nhìn cho rõ đi, đây mà là người Nga à, là người Pháp chính tông đó, tên là Sophie. Tiết Vĩ Đồng nói, anh tìm cô nương nước Pháp, trong nhà có ai biết không? Văn Hạo Nam nói, tôi vẫn chưa nói, cô ta là phóng viên của tờ báo Pháp, tới Tân Cương viết bài, chúng tôi quen nhau như vậy đó. Trương Dương nói, cẩn thận là đặc vụ của nước Pháp đấy. Kiều Bằng Phi hỏi, đã lên giường chưa? Gáy hắn lại ăn một phát bợp, lần này là của Tiết Vĩ Đồng. Chương 1153, Cấm Túc Phi Pháp 1.
Viên Tân Quân nói, anh Trương nói đúng đấy, đúng là phải đề phòng một chút, vạn nhất cô ta là đặc vụ của nước Pháp, vạn nhất anh nếu thực sự cùng người ta. Trương Dương và Kiều Bằng Phi đều nhìn, cùng người ta làm gì? Viên Tân Quân nói, làm cái đó đó, Mao Chủ tịch lão nhân gia không phải đã nói sao? Vỏ bọc đường, đạn, đó. Mấy người cười ha ha, Thiết Vĩ Đồng cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Văn Hạo Nam giả bộ giận dữ thôi, mấy người các cậu liên thủ trêu tôi, sớm biết thế này thì tôi đã không nói với các cậu rồi. Trương Dương khó khăn lắm mới nhịn được cười, nói thật, chuyện này anh mau báo cáo với cha mẹ đi. Văn Hạo Nam nói, cuối năm tôi trở lại kinh thành sẽ chính thức nói với bọn họ. Mấy người lại lấy cớ đi tìm quá rượu, ai nấy đều cầm rượu chúc mừng Văn Hạo Nam. Văn Hạo Nam rất nhanh liền bại trận, là người đầu tiên uống say, Viên Tân Quân thân là chủ uống cũng không ít, uống đến cuối cùng, chỉ còn hai người Trương Dương và Tiết Vĩ Nồng là tỉnh táo. Tiết Vĩ Nồng là uống ít, còn Trương Dương thì ngàn chén không say, vốn còn nói là muốn đi ngắm cảnh đêm của Hasa, nhưng một đám đã uống say đến thế này. Chỉ có thể trước tiên đưa họ về phòng. Trương Dương đỡ đám bọn họ về phòng, đưa lên giường, Tiết Vĩ Nồng lại kéo hắn đi xem cảnh đêm của Hasa. An Ngữ Thần đã nói với Trương Dương, mỗi khi tới đêm là thành nhật quang ánh sáng mặt trời, sẽ biến thành thành đăng quang ánh đèn, toàn thành mỗi ngóc ngách đều sáng đèn, cảnh đêm của Hasa chỉ có thể nhìn, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cảnh đêm của Hasa là chợ đèn hoa của thiên đình tại chốn nhân gian. Đứng trên đài cao cạnh quảng trường cung điện Bố Lạp Đạt, Tiết Vĩ Nồng nói ra những lời cảm khái như vậy. Bọn họ đứng trên đài cao đại khái là để nghênh đón Tết Hoa Đăng, lâm thời dựng một đài ngắm cảnh. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 12 theo lịch tạng là Tết Hoa Đăng. Hasa ban đêm mà sáng như ban ngày, đủ loại đèn giao nhau khiến cho Hasa đẹp lung linh. Ven đường đốt đèn, công viên đốt đèn, trên cành cây treo đèn, trong quảng trường treo đèn, mọi ngóc ngách đều sáng đèn. Trong một khung của sổ của tầng cao nhất của cung điện Bố Lạp Đạt sáng đèn màu vàng, giống như là phiêu trong bóng đêm, đó là ánh đèn của tăng nhân tụng kinh đêm, lộ ra vẻ thần bí, giống như là cao không thể trèo tới. Bất chi bất giác hai người bước tới bên cầu của sông Hasa, trên cầu cũng điểm chuế vô số ánh đèn, Trương Dương cuối cùng cũng hiểu Viên Tân Quân vì sao kiên trì dẫn bọn họ đi xem cảnh đêm của Hasa, thì ra cảnh đêm của Hasa đẹp như vậy. Tiết Vĩ Nồng tựa vào vòng bảo hộ của cầu. Cởi mũ lưỡi chai ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn, cười nói Tiểu Viên là người sảng khoái, chỉ có điều không được thực tế, miệng thì suốt ngày thao thao đòi bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ hòa bình thế giới. Trương Dương nói, đối với các người mà nói thì cũng không ông là không thực tế, sau này bảo vệ hòa bình thế giới có 8-9 phần 10 là những người các người. Tiết Vĩ Nồng nói, lời này của anh em không thích nghe, thế là có ý gì? Có phải nói về sau trưởng quản quyền lực quốc gia vẫn là những con cháu của quan viên như chúng em hay không? Trương Đại Quan Nhân cười cười không nói gì. Tiết Vĩ Nồng nói, so với người thường, chúng em ở phương diện này quả thực có ưu thế, đứng trên vai của cha ông, bọn họ dù không chủ động chiếu cố chúng em thì khởi điểm của chúng em cũng vẫn cao hơn người bình thường. Trương Dương nói, không có gì là lạ cả, triều đại nào đều có những chuyện như vậy, anh cũng không phải là phát tiết sự bất mãn, có câu con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa, gen chính trị tiên thiên của các cô mạnh hơn so với chúng tôi, đây là sự thực không thể tranh biện. Tiết Vĩ Nồng nói, từ nhỏ đến lớn, mọi người bên cạnh em đều nói về chính trị, bị thấm vào người rồi. Cho dù không có gen tiên thiên gì, hậu thiên cũng có thể cường hóa huấn luyện ra. Cô ta đi trên vòng bảo hộ, Trương Đại Quan Nhân lo cô ta ngã xuống, vươn tay ra đỡ lấy cánh tay của cô ta, nói, cẩn thận. Tiết Vĩ Nồng nói, em lúc nhỏ thích ngồi ở trên lan can cầu, vì chuyện này mà em đã bị người nhà mắng vô số lần. Trương Dương bật cười ha ha. Tiết Vĩ Nồng nói, anh chỉ thấy được sự phong quang của đám con cháu cán bộ chúng em, nhưng anh không thấy được áp lực mà chúng em phải chịu đựng. Anh chỉ có thấy được quang hoàn trên người chúng em, lại không biết quang hoàn này không thuộc về chúng tôi, mà thuộc về cha chú của chúng em muốn làm ra thành tựu khiến người ta ngưỡng mộ. Chúng em cũng muốn để người nhà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào, cho nên chúng em cố gắng thoát khỏi quang hoàn này, cũng hy vọng một ngày chúng em có thể vượt qua được bọn họ. Trương Dương gật đầu, có chút đồng tình nhìn Tiết Vĩ Nồng, cái khác thì không nói, với mấy con cháu quan to mà hắn quen, không có một ai có hy vọng vượt qua được cha chú của họ. Quang hoàn của cha chú họ quá thịnh, hơn nữa thời đại khác nhau, vào thời đại hiện giờ mà muốn tạo ra nhân vật phong vân như xưa là rất khó. Huống chi người có suy nghĩ như Tiết Vĩ Nồng chỉ là thiểu số, đa số con cháu của cán bộ cao cấp đều là hạng nằm hưởng hơi ấm trên lưng cha chú.
Tiết Vĩ Nồng nói, có biết vì sao đám người này chúng em lựa chọn kinh thương rất nhiều hay không? Trương Dương mỉm cười nhìn cô ta, bởi vì các cô thấy trên chính trị mà muốn vượt qua được tiền bối thì quá khó khăn, cho nên mới tìm lối tắt khác, tranh thủ ở lĩnh vực mới vượt qua bọn họ. Không sai, Tiết Vĩ Nồng mỉm cười nói. Di động của Trương Dương bỗng nhiên đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên, là An Ngữ Thần từ kinh thành gọi tới, cô ta nói khẽ Tiểu Bảo nhớ anh lắm. Trương Đại Quan Nhân cười nói, thật ư. Hắn nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói nhèo nhẹo của trẻ con, Trương Dương nói, anh sao nghe thấy nó như đang mắng anh vậy? An Ngữ Thần bật cười khanh khách. Trương Dương nói, đi có thuận lợi không? Rất thuận lợi, sợ anh lo lắng cho nên gọi điện thoại cho anh. Trương Dương nói, thế là đúng rồi, sau này, mỗi ngày em đều phải báo cáo với anh một lần. An Ngữ Thần nói, hình như là anh phải báo cáo với em mới đúng. Trương Đại Quan Nhân cố ý thở dài, anh là một quan viên chính phủ thanh liêm, chỉ phí điện thoại thôi anh cũng không trả nổi rồi. Kỳ bo, em trả cho anh. Thế là hối lộ, anh không lấy đâu, nhưng đấy là về tiền tài, còn về tình cảm thì ai cho anh cũng nhận. An Ngữ Thần nói, ai chẳng biết anh là người như vậy. Bên cạnh truyền đến tiếng khóc của con trai, An Ngữ Thần vội vàng gác máy, một khi có con trai rồi, địa vị của Trương Đại Quan Nhân ở trong lòng An Ngữ Thần rõ ràng thụt lùi về sau một nấc. Gác điện thoại thì thấy Tiết Vĩ Nồng đang nhìn mình đầy nghi hoặc, Trương Đại Quan Nhân cười nói, em gái, nhìn gì vậy? Như vậy là không có hảo ý. Tiết Vĩ Nồng nói, bạn gái nào vậy? Trương Dương nói, cái gì cơ, anh của em là loại người như vậy à? Tiết Vĩ Nồng nói, em đối với thế giới tình cảm của anh thì vẫn chưa hiểu rõ lắm, có điều nghe rất nhiều người nói anh là hạng phong lưu tình trùng trùng, cả ngày đi gọi gió trêu bướm, lưu tình khắp nơi. Ai nói thế? Danh dự của một cán bộ quốc gia thế là bị phá hoại rồi đấy. Tiết Vĩ Nồng cười nói, anh còn có danh dự à, có điều nam chưa cưới, nữ chưa gả, yêu nhiều người cũng đâu phải là phạm pháp. Nhưng em phải nhắc nhở anh, yêu thì được, nhưng không thể mượn cái tiếng yêu để đùa bỡn con gái, như vậy là tội lưu manh đấy. Trương Đại Quan Nhân toát mồ hôi, em gái à, tam ca của em là loại như vậy ư. Tiết Vĩ Nồng nhìn thấy Trương Dương quẫn lên thì không khỏi bật cười. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên không muốn để Tiết Vĩ Nồng tiếp tục hướng đầu mâu về phía mình, hắn cũng không làm chuyện đùa giỡn con gái nhà lành, chuyện phát sinh với mấy cô người yêu đều là chuyện nước chảy thành sông. Trương Đại Quan Nhân tự nhận là mình ở phương diện tiết tháo không tồi, đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ có thể tự mình nghĩ, không thể nào đặt lên bàn thảo luận được, cái này gọi là tôi thích tôi làm, tình cảm của tôi làm chủ, đừng nhìn Tiết Vĩ Nồng là em gái kết bái của hắn. Chuyện này cũng không thể nói ra được. Trương Đại Quan Nhân biết phương pháp tốt nhất để Tiết Vĩ Nồng không nói tới vấn đề này nữa chính là di rời sự chú ý của cô ta. Trương Dương nhắc tới chuyện của Văn Hạo Nam, không ngờ Hạo Nam tìm được một cô gái nước Pháp. Tiết Vĩ Nồng nhìn thấu mục đích của Trương Dương, không nhịn được liền bật cười, chẳng trách người ta nói cái chi phối nam nhân không phải là đầu óc mà là nội tiết tố, anh ta tìm một cô gái nước Pháp, chắc là cửa của cha mẹ anh ta rất khó thông qua đấy. Trương Dương nói, tình duyên dị quốc cũng được tính là một đoạn giai thoại, chỉ cần cô gái đó không phải là nước Pháp phái tới nằm vùng thì chắc không có vấn đề gì, cha nuôi và mẹ nuôi của anh cũng là người rất thoáng. Tiết Vĩ Nồng nói, khó nói lắm, chắc chuyện của anh ta không giấu được người trong nhà đâu, cho nên mới nói làm con cháu nhà quan to cũng không có chỗ nào tốt cả, ngay cả chuyện yêu đương cũng không được tự do. Trương Dương cười nói, con gái của hoàng đế không lo không gả được chồng, các đời đều vẫn là đạo lý này thôi. Tiết Vĩ Nồng thở dài, quả thực không thiếu con cháu cán bộ có loại cảm giác về sự ưu việt tiên thiên này, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Trong ánh mắt của cô ta toát ra vẻ yêu thương, Trương Đại Quan Nhân nắm được điểm này, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Tiết Vĩ Nồng về phương diện tình cảm cũng có chỗ không được như ý ư? Có điều loại chuyện này liên quan tới việc riêng của người khác, hắn tất nhiên cũng không tiện hỏi. Chương 1154, Cấm Túc Phi Pháp 2. Từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu, Tiết Vĩ Nồng đưa mắt nhìn lại, cả kinh nói có người nhảy sông. Cô ta căn bản không chút do dự, tung người nhảy xuống sông Ha Sa. Trương Dương ngây ra một thoáng, nhìn xuống phía dưới, liền thấy trên mặt sông có một đôi bàn tay đang liều mạng vung vẩy, hắn rất nhanh liền tìm được vị trí của Tiết Vĩ Nồng, cô ta đang nhanh chóng bơi về phía người chết đuối, có thể nhìn ra kỹ năng bơi của Tiết Vĩ Nồng không tồi. Trương Dương chạy đến bờ sông gần nhất. Cũng tung người nhảy xuống, nước sông ngày mùa thu lạnh như băng, sự biến hóa của hoàn cảnh ngoại giới tự nhiên kích lên vận hành của chân khí trong cơ thể Trương Đại Quan Nhân,
hắn đối với tu luyện đại thừa quyết càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Tiết Vĩ Nồng từ phía sau ôm được người chết đuối, kéo cô ta lên bờ, Trương Dương rất nhanh liền bơi tới bên cạnh cô ta, giúp cô ta kéo người quyên sinh đó lên bờ. Người nhảy sông là một cô gái, tuổi chắc không quá 20, trông cũng thanh tú, sau khi được kéo lên bờ, cả người run rẩy, sau khi nôi ra hai ngụm nước thì bắt đầu khóc thút thít. Mấy nam tử đẩy đám người bước vào, tên cầm đầu mặc áo khoác quân đội màu xanh, nhấc chân đá cô gái đó ngã xuống đất, mày không phải là muốn chết à, chết cho tao xem nào. Tiết Vĩ Nồng cũng bị lạnh, nhìn thấy nam tử đó xông lên không phân tốt xấu đã đánh người, cô ta lập tức phát hỏa, tức giận nói, anh dừng tay cho tôi. Nam tử đó túm lấy tóc cô gái kia, lạnh lùng nhìn Tiết Vĩ Nồng, tôi quản giáo vợ mình thì liên quan gì tới cô. Thì ra hai người này là vợ chồng. Tiết Vĩ Nồng mặc kệ, căm tức nói với nam tử đó, anh còn tính là người ư. Không ngờ lại đánh đàn bà, cô ta vừa rồi thiếu chút nữa đã chết đuối đó. Nam tử đó cười lạnh nói, cô ta sống hay chết thì có liên quan gì tới cô, cút cho tôi, đừng có ở đây tự tìm phiền phức. Hắn kéo tóc cô gái đó. Tiết Vĩ Nồng tiến lên vỗ vai nam tử đó vừa quay đầu lại thì quyền đầu của Tiết Vĩ Nồng đã nện lên mặt hắn, đánh cho hắn ngã dập mông xuống đất. Tiết Vĩ Nồng lần này chọc phải tổ ong rồi, trong đám người vây xem thoáng cái có hơn 10 nam tử xông ra, ai nấy đều cao to, từ cách xuất thủ của họ đã có thể nhìn ra đám người này đều được huấn luyện chính quy. Trương Dương lo Tiết Vĩ Nồng bị thương, xông lên trước bảo vệ Tiết Vĩ Nồng, nhấc chân đá tên hán tử xông lên đầu tiên, sau đó một chưởng vỗ lên cổ gã. Đối với đám người này Trương Dương căn bản không cần tốn nhiều sức, tay đấm chân đá trong chốc lát đã đánh ngã được 3 tên. Tiết Vĩ Nồng cũng xông lên hỗ trợ, tên nam tử bị Tiết Vĩ Nồng đánh ngã đầu tiên bò dậy, phun ra một búng máu, từ bên hông rút ra một khẩu súng, dừng tay cho tôi. Trương đại quan nhân phát hiện chẳng những thằng ôn này có súng, còn có hai người khác cũng rút súng lục ra. Tiết Vĩ Nồng ngây ra một thoáng, cô ta ý bảo Trương Dương đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng bối cảnh của cô ta thâm hậu, nhưng nơi này là Tây Tạng, lai lịch của đám người này cô ta cũng không rõ lắm, hiện tại 3 khẩu súng đang nhắm vào họ, Tiết Vĩ Nồng cũng không dám liều lĩnh. Trương Dương híp mắt nhìn súng trong tay họ, đang tính toán xem nên chế trụ tất cả đưa bọn họ như thế nào, Tiết Vĩ Nồng nhìn súng trong tay nam tử đó, anh là võ cảnh ư. Nam tử đó lạnh lùng nói, biết tấn công cảnh sát là vi phạm pháp luật không? Tiết Vĩ Nồng nói, hình pháp của nhà các anh đấy à? Nam tử đó dùng súng chỉ vào bọn họ, nơi này là Tây Tạng, không phải là nơi mà các người quản chuyện của người khác. Hắn kéo nữ nhân đang khóc không thành tiếng ở dưới đất dậy, bước ra sau. Trương Dương vốn cho rằng đám người này chuẩn bị cứ vậy mà đi, nhưng không ngờ, hai hắn tử tay cầm súng vẫn chỉ vào họ, có người còn móc còng tay ra. Trương Dương vốn định phản ứng thì Tiết Vĩ Nồng đã thấp giọng ngăn hắn lại, để bọn họ còng đi, tôi cũng muốn xem là ai mà lớn gan như vậy. Với bối cảnh thân phận của Tiết Vĩ Nồng đương nhiên sẽ không sợ đám người này. Đối với Trương Dương mà nói cái còng tay này chẳng tính là gì, chỉ cần hắn muốn đi, tùy thời có thể giật đứt còng tay, nhưng dưới sự vi quan của mọi người, hắn cũng không muốn công khai đánh nhau với đám võ cảnh này, và lại có Tiết Vĩ Nồng ở bên cạnh, xem cô ta muốn làm gì. Một chiếc xe jeep đeo biển võ cảnh đi tới, bọn họ áp tải Trương Dương và Tiết Vĩ Nồng lên xe. Trương Dương và Tiết Vĩ Nồng ngồi cạnh nhau. Một hán tử vẫn dùng súng chĩa vào họ. Trương Dương nhắc nhở, cẩn thận cướp cò đấy. Thằng ôn đó không ngờ cười chế giễu, có cướp cò thì cũng chẳng phải là chúng vào tao. Trên người Tiết Vĩ Nồng và Trương Dương đều ướt súng, Trương Dương còn đỡ, Tiết Vĩ Nồng lúc này thì không chịu được lạnh đã bắt đầu run lập cập. Trương Dương dịch lại gần cô ta hơn một chút, bảo Tiết Vĩ Nồng đặt hai tay lên lòng bàn tay của mình, tiềm vận nội lực truyền đi, chỉ chốc lát, Tiết Vĩ Nồng liền cảm thấy trên người đã hết lạnh. Bọn họ bị đưa tới chi đội Hasa của trung đoàn võ cảnh Tây Tạng, sau khi xuống xe, võ cảnh chịu trách nhiệm chạy ra, một gã có bộ dạng lãnh đạo trong đó nhìn bọn họ, hỏi, hùng đội, chuyện gì vậy? Nam tử đó bị Tiết Vĩ Nồng đấm một quyền xem ra là một lãnh đạo nhỏ của nơi này, hắn lạnh lùng nói, bắt được hai phần tử khả nghi. Trương đại quan nhân đương nhiên hiểu rõ định nghĩa của phần tử khả nghi, nơi này là Tây Tạng, không khéo lại bị dính líu tới phản đảng, phản xã hội chủ nghĩa. Làm phân liệt tổ quốc, Trương Dương nói, anh có ý gì vậy? Trong những năm này thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ cũng bị quy kết là phần tử khả nghi ư. Tên nam tử họ Hùng đó đi đến trước mặt Trương Dương, lạnh lùng nhìn hắn, tôi tên là Hùng Bình Côn. Tiết Vĩ Nồng nói chen vào, chưa nghe thấy bao giờ. Hùng Bình Côn nói, chưa nghe nói bao giờ cũng không quan trọng,
sau này chúng mày sẽ biết thôi. Một gã võ cảnh thu điện thoại di động trên người Trương Dương, nói với Hùng Bình Côn, Hùng đội, làm gì bây giờ? Hùng Bình Côn nói, trước tiên nhốt lại đó, ngày mai tính sau. Thật ra di động của Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng bởi vì ngấm nước nên cũng không dùng được nữa. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng cứ như vậy bị tạm giam, Trương Dương nói, em gái, em không tìm ai đi à? Nhìn thấy Tiết Vĩ Đồng đến bây giờ vẫn không tỏ thái độ gì, Trương Dương có chút không hiểu. Tiết Vĩ Đồng lại cười nói, em lớn như vậy mà vẫn chưa bao giờ bị người ta nhốt, vui ghê. Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, khách sạn 5 sao em không ở, lại chạy tới đây ngồi tù, đúng là phục em thật, hay là anh dẫn em ra ngoài nhé? Tiết Vĩ Đồng cười nói, gấp cái gì, em cũng muốn xem bọn chúng xử lý chuyện này thế nào. Trương Dương nói, tên họ Hùng đó cũng không phải là hạng tốt lành gì, cẩn thận không hắn lại thêu dệt ra tội danh phản cách mạng cho chúng ta đó. Tiết Vĩ Đồng nói, cứ để hắn làm to lên, càng làm to thì chết càng nhanh. Cô ta đi đến trước song sắt, nói với chiến sĩ võ cảnh đang canh gác, đồng chí võ cảnh, các anh nhốt tôi ở đây, còn còng chúng tôi lại, các anh còn để ý tới nhân quyền không? Chiến sĩ võ cảnh đó nói, Hùng đội của chúng tôi có nói, hai người là phần tử nguy hiểm, hãy thành thật một chút cho tôi. Tiết Vĩ Đồng chỉ có thể trở lại bên cạnh Trương Dương, thấy tay của hắn đã được tự do. Cái còng tay bóng loáng thì bị hắn ném sang một bên, Tiết Vĩ Đồng ngạc nhiên nói, anh làm như thế nào vậy? Trương Dương mỉm cười nói, chỉ là một cái còng tay thôi mà, đừng nói là nó, ngay cả cửa lao cũng không ngăn được anh. Tiết Vĩ Đồng hưng phấn đến nỗi hai mắt lóe sáng, cô ta giơ hai tay ra trước mặt Trương Dương nhìn tên võ cảnh đó, hắn đã nằm úp ở trên bàn mà ngủ, Trương Dương thoáng cái đã mở được còng tay của Tiết Vĩ Đồng nói khẽ, hay là chúng ta vượt ngục đi. Trương Đại Quan Nhân cũng không có nhiều thời gian để bồi cô ta ngồi chơi trong này, nhưng nơi này dù sao cũng là chi đội võ cảnh, từ canh gác bên trong ra, bên ngoài còn có không ít võ cảnh trực nhật, đám người này đều là súng vác vai, đạn lên nòng, vượt ngục dưới mí mắt của đám người này, mình thì còn đỡ, nhưng Tiết Vĩ Đồng không có bản sự tránh đạn. Trương Dương nói, tối nay chúng tôi hay là cứ ngồi yên đây đi, nửa đêm nửa hôm rồi anh không muốn gây chuyện nữa, anh nói này em gái, em chỉ cần nói ra thân phận của mình. Chuyện này không phải là tự động sẽ xong ư, chúng ta cớ gì phải khổ sở ngồi trong tù như vậy. Tiết Vĩ Đồng nói, thế mới gọi là cuộc sống chứ, người ta sống trên đời, cái gì cũng phải thể hệ, anh lớn vậy rồi mà vẫn chưa ngồi tù thử bao giờ à? Trương Dương cười nói, ngồi rồi, có điều bị người khác nhốt trong lồng thì vẫn là lần đầu. Tiết Vĩ Đồng nói, cũng không phải là lần đầu tiên mà, chuyện lần trước ở núi Gót Sắt anh quên rồi à? Trương Dương không khỏi bật cười. Lần trước là bị một đám sói bức cho phải chui vào trong lồng sắt, lần này là bị người nhốt, trong mắt hắn Tiết Vĩ Đồng thuần túy là nhàn rỗi không có việc gì làm, mới nghĩ cách để tìm thứ gì mới mẻ. Trương Đại Quan Nhân nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi rồi, nếu Tiết Vĩ Đồng không muốn để lộ thân phận thì hiện tại cứ ngồi thôi, hắn cũng muốn mượn đoạn thời gian này để tu luyện. Chương 1155, Cấm Túc Phi Pháp 3. Tiết Vĩ Đồng rất nhanh cảm thấy không còn gì mới mẻ. Cô ta phát hiện ngồi tù đúng là một chuyện buồn tẻ vô vị, Trương Dương nói không sai chút nào, Tiết Vĩ Đồng sở dĩ cam tâm tình nguyện để đám võ cảnh này còng về trung đoàn, mục đích chính là tìm sự thú vị, bởi vậy có thể thấy được thế giới nội tâm của Tiết Vĩ Đồng rất trống rỗng. Cô ta gọi tên võ cảnh đó, alo, đồng chí võ cảnh ơi. Tên võ cảnh đang ngủ gà ngủ gật ngẩng đầu lên, tôi nói này, cô sao mà phiền phức thế. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi muốn đi vệ sinh. Võ cảnh nói, không phải có bồn cầu đó sao? Giải quyết ngay tại chỗ đi. Tiết Vĩ Đồng tức giận nói, anh không nhìn ra tôi là nữ à? Võ cảnh ngây ra một thoáng, trừng mắt nhìn lên, không nói thì tôi đúng là không nhìn ra. Trương Đại Quan Nhân đang ở đằng kia nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thiếu chút nữa thì bật cười, có điều lúc này hắn không thích hợp lên tiếng, nếu lên tiếng thì Tiết Vĩ Đồng khẳng định càng thêm xấu hổ. Võ cảnh đi tới, thật sự là phiền toái, tôi cảnh cáo cô, đừng có dở trò. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi bị còng tay mà, anh sợ cái gì chứ? Võ cảnh cứu mở cửa, Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không mở mắt, nhưng cũng biết thằng ôn này xui xẻo rồi. Tiết Vĩ Đồng khẳng định không phải là đơn giản muốn đi vệ sinh, cô ta mười phần là muốn thực thi đại kế vượt ngục của cô ta. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, rất nhanh liền nghe thấy tiếng đánh người, Trương Dương mở mắt ra, liền thấy tên võ cảnh đó đã bị Tiết Vĩ Đồng đánh ngã. Cô ta không khỏi có chút đắc ý cười nói với Trương Dương, chỉ bằng vào bọn họ mà cũng muốn vây khốn em ư. Trương Dương nói, em gái, em nghĩ cho kỹ đi,
nơi này là tổng bộ võ cảnh, em nếu chạy trốn, bên ngoài không biết sẽ có bao nhiêu khẩu súng nhắm vào chúng ta, người khác cũng không biết chúng ta đang làm gì, vạn nhất coi chúng ta trở thành phần tử phản cách mạng, em nói xem hai ta biết đi đâu mà nói lý. Tiết Phí Nồng từ trên người tên võ cảnh đó mò súng của hắn ra. Vỗ vỗ vào đầu tên võ cảnh, có hắn làm con tin, anh sợ cái gì chứ? Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, em gái, anh phải nhắc nhở em đang càng lún càng sâu trên con đường phạm tội đó. Tiết Phí Nồng nói, sợ cái gì? Trời sập xuống thì cũng có em gánh. Tên võ cảnh đó lúc này đã tỉnh lại, trừng mắt nhìn, giận dữ nói, các anh đây là đang phạm tội. Trương Đại Quan Nhân nói, nhìn xem, anh đã nói rồi mà. Tiết Phí Nồng dí họng súng vào đầu hắn, anh đừng có mà dọa tôi, các anh mới phạm tội, không ngờ dám giam giữ tôi, đứng dậy cho tôi. Tiết Phí Nồng hôm nay đang hưng chí muốn chơi trò vượt ngục. Trương Dương thấp giọng nhắc nhở cô ta, có muốn thông chi cho cô dưỡng của em không? Tiết Phí Nồng nói, không cần, chúng ta tự mình có thể giải quyết. Trương Dương nói, đề phòng vạn nhất, bộ đội võ cảnh có tay súng bắn tỉa rất lợi hại. Tiết Phí Nồng nhấc súng lục lên, bùm bùm hai tiếng súng, bắn vỡ tất cả đèn trong phòng, sau đó cùng Trương Dương ngồi sát vào góc, cô ta không nhịn được cười khanh khách, kích thích quá, vui quá, nhiều người như vậy cùng nhau chơi trò lính bắt trộm, giống như là trở lại lúc nhỏ vậy. Trương Dương nói, anh phục em rồi đấy, loại chuyện này không đùa được đâu, vạn nhất bọn họ nếu thật sự định tính chúng ta là phần tử phản cách mạng, mặc kệ tính mạng của thằng ôn này, ném mấy trái lựu đạn vào, hai ta đến một mảnh vụn cũng không còn đâu. Tiết Phí Nồng nói, bọn họ dám ư, em bảo này, anh có tư tưởng gì vậy, bộ đội võ cảnh của chúng ta vẫn không đến mức không giảng đạo lý như vậy đâu. Trương Đại Quan Nhân bật cười. Hai nghi phạm vượt ngục, bắt một gã chiến sĩ võ cảnh làm con tin, chuyện này đã gây ra chấn động cho toàn bộ chi đội võ cảnh từ trên xuống dưới. Hùng Bình Khôn là đội trưởng đại đội đặc cần thứ nhất, Trương Dương và Tiết Phí Nồng hai người đều là hắn bắt về, nghe nói tới chuyện này, vội vàng chạy lại. Đại đội trưởng chi đội võ cảnh Ha Sa Mạnh Tường Dân cũng chạy tới, Hùng Bình Khôn đang vội vàng bố trí tay súng bắn tỉa. Mạnh Tường Dân đi tới trước mặt hắn, có chút khẩn trương nói, có chuyện gì vậy? Hùng Bình Khôn nói, bắt được hai phần tử khả nghi. Vì sao gọi là khả nghi? Chính là có lẽ có đó, đây cũng tính là một điều đặc sắc của quốc gia chúng ta. Mạnh Tường Dân nói, sao lại để họ trốn ra? Miêu Cường sao lại ở trong tay họ? Hùng Bình Khôn nói, tôi cũng không rõ tình huống bên trong lắm, bọn họ đánh ngã Miêu Cương, cướp súng của hắn, vừa rồi còn bắn hai phát. Mạnh Tường Dân nghe hắn báo cáo, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, Miêu Cường có sao không? Hùng Bình Khôn lắc đầu. Mạnh Tường Dân giật lấy bộ đàm trong tay chiến sĩ đứng bên cạnh, lớn tiếng nói, người ở bên trong nghe đây, hành vi của các anh đã cấu thành phạm tội nghiêm trọng, tôi khuyên các anh dừng cương trước bờ vực, lạc đường phải biết quay lại. Trong bộ đàm truyền đến tiếng cười của một đôi nam nữ thanh niên, Mạnh Tường Dân ngây ra, hai phạm nhân này đã lâm vào cảnh bị vây bắt trùng trùng, không ngờ còn có thể cười được. Mạnh Tường Dân nói, tôi khuyên các anh chủ động đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan hồng. Tiết Phí Nồng nói, anh là ai? Tôi vì sao phải đầu hàng anh? Mạnh Tường Dân nói, tôi là đại đội trưởng chi đội võ cảnh Ha Sa Mạnh Tường Dân, chỉ cần các anh chủ động đầu hàng, tôi có thể bảo đảm an toàn cho các anh, đừng cố chấp. Hiện tại chúng tôi tổng cộng có 50 chiến sĩ võ cảnh bao vây nơi này, nếu chúng tôi áp dụng hành động, tôi không dám cam đoan hậu quả sẽ như thế nào. Tiết Phí Nồng nói, chúng tôi đã phạm tội gì? Các anh bắt chúng tôi tới đây, không hỏi han gì đã giam giữ chúng tôi bất hợp pháp. Mạnh Tường Dân nhìn Hùng Bình Khôn một cái, hắn đối với tình huống cụ thể thật ra cũng không rõ lắm, người là Hùng Bình Khôn bắt về, phải nói rằng tên Hùng Bình Khôn này là một kẻ chuyên gây phiền phức. Hắn là con trai của phó chính ủy quân khu Tây Tạng Hùng Ân Bân. Hùng Ân Bân là quân hàm thiếu tướng, uy vọng ở quân khu rất cao, Mạnh Tường Dân nể mặt mũi của cha hắn cho nên đối đãi với hắn không tồi. Hùng Bình Khôn nói, bọn họ tuyên truyền ngôn luận phản cách mạng. Cái mũ mà hắn chụp cho người ta cũng khá là lớn. Tiết Phí Nồng nói, anh nếu là lãnh đạo của nơi này, được lắm, anh hỏi tên họ Hùng kia đi, vợ hắn vì sao muốn nhảy xuống sông Ha Sa? Hắn vì sao thấy chết mà không cứu được, vì sao lấy oán trả ơn với ân nhân cứu mạng của vợ hắn. Mạnh Tường Dân nghe đến đây, đã thấy chuyện này càng lúc càng không đúng, hắn lưu ý thấy mắt của Hùng Bình Khôn có chút lập lòe, rõ ràng thằng ôn này không vững dạ, cả chi đội võ cảnh đều biết Hùng Bình Khôn làm việc cuồng vọng kiêu ngạo, chẳng lẽ hôm nay đúng là thằng ôn này quan báo tư thù. Nếu là như vậy thì chuyện phiền toái rồi.
Mạnh Tường Dân nói, thế này đi, các anh trước tiên nộp vũ khí đầu hàng đã, dùng cách làm cực đoan như vậy không giải quyết được vấn đề dâu, sẽ chỉ làm chuyện thêm phức tạp hóa, tôi đã nói tôi có thể bảo đảm sự bình an của các anh đi ra, tôi hứa nhất định sẽ tra rõ toàn bộ quá trình của chuyện này, sẽ không để bất kỳ ai phải chịu oan uổng, anh thấy thế có được không? Tiết Phí Nồng nói, tôi không tin anh, chức của anh quá nhỏ, không làm chủ được, đội trưởng chi đội võ cảnh Hasa cũng chỉ là cấp phó sư đoàn phải không? Chuyện của tôi anh không quản được, anh mau báo cáo với lãnh đạo của các anh đi, trung đoàn trưởng Ngô Diệu Long của các anh cũng chỉ là thiếu tướng, bảo y tới phân xử đi. Mạnh Tường Dân vừa nghe thấy vậy liền ngây ra, Hùng Bình Khôn bắt được loại người nào vậy? Đối với lãnh đạo của bọn họ mà dám gọi thằng tên, hơn nữa nghe khẩu khí của cô ta căn bản không coi một cán bộ cấp phó sư đoàn như hắn vào mắt, Mạnh Tường Dân gọi Hùng Bình Khôn sang một bên, nói khẽ, bọn họ là ai? Hùng Bình Khôn cũng thấy chuyện hôm nay không ổn rồi, hắn lắc đầu. Mạnh Tường Dân nói, anh không thẩm vấn à? Hùng Bình Khôn nói khẽ chưa kịp. Mạnh Tường Dân giơ tay chỉ vào hắn, mặt mày đầy vẻ tức giận, một nữ hài tử bình thường sẽ không hiểu rõ được chuyện của hệ thống võ cảnh bọn họ như vậy được ư? Mạnh Tường Dân nói, lãnh đạo của chúng tôi không có ở đây, đã tới kinh thành họp rồi, có chuyện gì cô cứ trực tiếp nói với tôi. Tiết Phí Nồng nói, vậy anh thông chi cho tư lệnh viên của quân khu Tây Tạng đi, nói tôi bị các anh biết. Mạnh Tường Dân càng nghe trong lòng càng không yên, cô là ai? Có thể cho tôi biết tên của cô không? Tiết Phí Nồng nói, tôi đọc cho anh một dãy số điện thoại. Mạnh Tường Dân lập tức nhận ra đây là số điện thoại của quân khu Tây Tạng, hắn ấn số điện thoại rồi gọi. Sau khi điện thoại đổ chuông vài tiếng thì một giọng nữ ngái ngủ vang lên, ai thế? Cô là... Anh bị hâm à, nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại tới rồi không ngờ lại hỏi tôi là ai? Nữ tử bên kia uy nghiêm 10 phần. Mạnh Tường Dân nói, tôi là đại đội trưởng chi đội võ cảnh Hasa Mạnh Tường Dân, hiện tại ở chỗ chúng tôi có một nữ tử dùng súng bắt một chiến sĩ võ cảnh làm con tin, cô ta cung cấp cho số điện thoại này. Mạnh Tường Dân cảm thấy được chuyện này không ổn. Bên kia đã vang lên giọng nói quan tâm và phẫn nộ, tôi cảnh cáo anh, nếu nó bị thương dù chỉ một sợi tóc, toàn thể quan binh của chi đội võ cảnh các anh đều phải chịu trách nhiệm. Cô là... Tôi là Tiết Anh Hồng. Mạnh Tường Dân nghe thấy cái tên này thì tay không khỏi run run, đối phương đã gác điện thoại, đại danh của Tiết Anh Hồng của quân khu Tây Tạng không ai không biết, không ai không hay, đây không phải là vì chồng của cô ta là phó bộ trưởng bộ trang bị quân khu Nghiêm Tuấn Cường, mà là vì gia tộc hiển hách sau lưng cô ta. Từ khẩu khí khẩn trương của Tiết Anh Hồng, Mạnh Tường Dân đã đoán ra hai người trẻ tuổi đang bị bọn họ vây bắt này nhất định có quan hệ cực kỳ mật thiết với gia tộc Tiết Thị. Mạnh Tường Dân hạ điện thoại xuống rồi ngẫm nghĩ, lập tức quyết định gọi điện thoại cho trung đoàn trưởng Ngô Diệu Long. Hùng Bình Khôn đợi Mạnh Tường hạ điện thoại mới chạy đến bên cạnh hắn, Mạnh đội, tình huống thế nào? Chương 1156, Cấm túc phi pháp 4. Ánh mắt nhìn hắn của Mạnh Tường Dân đã đầy vẻ phẫn nộ. Tên khốn khiếp này đã mang tới cho mình một phiền toái lớn rồi, hắn cố nén tức giận, anh lập tức mời cha anh tới đi. Hùng Bình Khôn khinh thường nói, chuyện còn con có cần phải kinh động tới ông ta không? Mạnh Tường Dân nói, là anh tự gọi hay là tôi gọi? Hùng Bình Khôn lúc này vừa mới ý thức được chuyện rất phiền toái, hắn cắn cắn môi, nói tôi gọi, tôi tự gọi. Người đầu tiên tới hiện trường là đại đội trưởng trung đoàn Tây Tạng Ngô Diệu Long. Y trước khi đến đây đã tìm hiểu tình huống chuyện này, y trước đây đã từng gặp Tiết Anh Hồng, hơn nữa y và Nghiêm Tuấn Cường lại là bằng hữu, biết Tiết Phí Nồng bị thủ hạ của y bắt đi, còn gán cho tội danh phản cách mạng, Ngô Diệu Long tức giận đến nỗi chửi ầm lên. Y không dám chậm trễ, chuyện này phải giải quyết trước khi Tiết Anh Hồng tới, Tiết Anh Hồng tính tình thế nào thì y biết rõ, là nữ trung hào kiệt, tính tình cương liệt, cho dù là tư lệnh quân khu cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nếu ai chọc giận cô ta thì coi như là xui xẻo rồi. Sau khi Ngô Diệu Long xuống xe, trước tiên phát hỏa với Mạnh Tường Dân, cậu làm cái gì vậy hả? Các anh làm gì vậy hả? Ai cho các anh quyền tùy tiện bắt người? Mạnh Tường Dân mặt đỏ bừng lên, chuyện xảy ra trong khu vực mà hắn quản hạt, hắn căn bản là không thể giải thích được. Mạnh Tường Dân trong lòng thầm nghĩ, chuyện hôm nay tất cả là Hùng Bình Khôn tạo ra, sau chuyện này xem tao thu thập mày thế nào? Ngô Diệu Long nhìn thấy một đám chiến sĩ võ cảnh còn súng vác vai, đạn lên nòng, lại gầm lên, có binh qua à, cho dù là binh qua thì cũng phải làm rõ đối tượng, đối với giai cấp cừu địch thì có thể vận dụng vũ khí, nhưng có thể nhắm họng súng vào đồng chí của mình. Mạnh Tường Dân, toàn thể chi đội của các cậu đều phải kiểm điểm sâu sắc. Mạnh Tường Dân oan uổng quá,
bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Hành động này của Ngô Diệu Long thành phần thêu hoa lớn hơn một chút, y tình hình chung là mắng mạnh Tường Dân, trên thực tế là muốn dùng cách này để giúp thuộc hạ xuống đài. Vợ chồng Nghiêm Tuấn Cường và Hùng Ân Bân cơ hồ là đồng thời đến nơi, bọn họ cũng biết nhau, Hùng Ân Bân trên cấp bậc thì cao hơn hai vợ chồng Nghiêm Tuấn Cường, nhưng nói tới bối cảnh, Hùng Ân Bân có thúc ngựa cũng không theo kịp được người ta. Đến bây giờ hai vợ chồng Tiết Anh Hồng vẫn chưa biết chuyện đêm nay đều là con trai của Hùng Ân Bân gây ra. Nghiêm Tuấn Cường kinh ngạc nói, chính ủy Hùng, ngài sao cũng tới đây. Hùng Ân Bân ho khan một tiếng, không phải là đường hô hấp của y có vấn đề, chuyện này quả thực rất xấu hổ. Con trai của y bắt thiên kim bảo bối của Tiết gia, con trai gây chuyện, lão tử phải tới đây để chùi đít. Hùng Ân Bân nói, con tôi công tác ở đây. Nghiêm Tuấn Cường và Tiết Anh Hồng cũng không phải là nhân vật bình thường. Tuy rằng những lời này của Hùng Ân Bân nói hết sức uyển chuyển, nhưng hai người cũng nghe ra, chuyện này khẳng định có liên quan y con trai của y, nếu không Hùng Ân Bân cũng không giữa đêm chạy tới đây. Ngô Diệu Long thấy chính chủ đã đến, y và Mạnh Tường Dân cùng nhau tươi cười ra đón, Ngô Diệu Long, nói chuyện đã làm rõ rồi, thì ra là hiểu lầm. Tiết Anh Hồng mặc kệ hiểu lầm hay không hiểu lầm, quan tâm nói, đồng đồng có sao không? Ngô Diệu Long nói, không sao, chỉ là không chịu đi ra thôi. Y nghĩ thầm, đến bây giờ chúng tôi còn có một con tin bị bắt, đại tiểu thư của Tiết gia này cũng phiền phức thật. Mạnh Tường Dân đưa bộ đàm cho Tiết Anh Hồng, Tiết Anh Hồng hô, đồng đồng, cháu ở trong à. Tiết Phí Đồng nói cô, chuyện này không liên quan tới cô. Tiết Anh Hồng nói, cháu trước tiên đi ra rồi hẵng nói. Tiết Phí Đồng nói, vì sao chứ? Bọn họ nói nhốt cháu thì nhốt cháu, giờ lại bắt cháu ra thì cháu phải ra ư, cháu không đi. Lại gán cho chúng cháu cái tội danh là phần tử phản cách mạng, còn nói cháu bắt cóc chiến sĩ võ cảnh, tội của cháu lớn lắm, cô cứ kệ cháu, lát nữa cô gọi điện thoại về nhà, nói với họ rằng cháu ngồi tù ở Tây Tạng, tội cực lớn, không thể về ngay được. Tiết Anh Hồng nói, ai nói cháu có tội, thế không phải là đổi trắng thay đen ư, bảo hắn đứng ra cho tôi cũng muốn xem ai mà có gan lớn như vậy, dám vu hãm người tốt. Cô ta tức giận nhìn thẳng vào Hùng Ân Bân. Đừng nhìn Hùng Ân Bân là phó chính ủy quân khu, Tiết Anh Hồng vẫn chẳng thèm để y vào mắt. Hùng Ân Bân cười nói với Nghiêm Tuấn Cường, đồng chí Tuấn Cường. Y là muốn bảo Nghiêm Tuấn Cường khuyên nhủ Tiết Anh Hồng, chuyện nếu đã xảy ra thì dù sao cũng phải giải quyết, tóm lại không thể nào căng thẳng mãi được. Ngô Diệu Long cũng khuyên Tiết Anh Hồng trước tiên bảo Tiết Vĩ Đồng ra đã rồi nói sau. Chuyện đã ầm ĩ tới mức này, Trương Dương cho rằng cũng tới lúc dừng tay rồi, không thể nào cứ rằng co mãi được. Hắn thấp giọng nói với Tiết Vĩ Đồng, em gái, thế được rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi, nên theo họ về thôi. Tiết Vĩ Đồng cười nói, ai bắt chúng ta vào thì bảo hắn phải mời chúng ta ra. Cô ta cầm bộ đàm lên nói, bảo tên khốn nạn họ Hùng đó vào, hắn bắt chúng tôi vào đây thì hắn phải mời chúng tôi ra. Bên ngoài có hai tên họ Hùng, có điều Hùng Ân Bân biết rõ tên khốn nạn họ Hùng trong miệng Tiết Vĩ Đồng là con trai của mình, nhưng vẫn cảm thấy mặt nóng bừng. Hôm nay mặt mũi của lão Hùng ra coi như là mất hết rồi. Hùng Bình Khôn lúc này không dám lên tiếng, hắn cũng đã nhìn ra, mình gây ra phiền phức rồi, nhân vật mà ngay cả lão gia tử cũng không dám chọc vào, mình lại hồ đồ bắt người ta đi. Yêu cầu của Tiết Vĩ Đồng hắn cũng đã nghe thấy, có điều hắn không có can đảm đi vào, nhìn thấy cha hung hăng trừng mắt lườm mình một cái, hắn nói khẽ trong tay họ có súng. Hùng Ân Bân thầm mắng một câu thằng nhu nhược rồi nói, mày vào cùng tao. Vào thời khắc mấu chốt, đồng chí Lão Hùng vẫn biểu lộ ra được dũng khí, Hùng Bình Khôn vẫn có chút cố kỵ, nhưng nhìn thấy cha đã sải chân bước vào, vì thế hắn cũng không do dự nữa, đi theo cha vào trong phòng. Hiện tại không ai tin Tiết Vĩ Đồng sẽ còn thật sự nổ súng, Ngô Diệu Long ra hiệu giải tán với Mạnh Tường Dân, Mạnh Tường Dân vội vàng lặng lẽ giải tán đám võ cảnh này, hôm nay cũng không phải mâu thuẫn địch và ta, mà là mâu thuẫn nội bộ, không cần chiến sĩ võ cảnh bọn họ phải dính vào. Hùng Bình Khôn trong mắt người thường thì còn tính là khệch, nhưng trong mắt Tiết Vĩ Đồng mà hắn không bằng cái rắm. Hùng Ân Bân tuy rằng là quân hàm thiếu tướng, nhưng so sánh với Tiết gia thì căn bản là như gặp sư phụ, không thể đánh đồng, hai cha con cứ thế đi vào. Trong bóng tối sáng lên một chùm ánh sáng đèn, Tiết Vĩ Đồng cầm đèn pin chiếu vào hai cha con họ, phía trước hai cha con họ là một mảng sáng rực, nhưng không nhìn rõ được tình cảnh bên trong. Tiết Vĩ Đồng nói, không phải bảo một người vào thôi ư. Sao lại là hai? Hùng Ân Bân nói một cách thân thiết, cháu là Vĩ Đồng à, tôi là cha của Hùng Bình Khôn. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi không biết ông. Cô bé này nói chuyện như chẹn họng người ta,
Hùng Bỉnh Khôn nghe thấy cô ta chế ngạo cha mình, trong lòng lại hối hận không thôi, thật ra chuyện này không trách được người ta, nếu hắn hôm nay không tìm người ta gây phiền toái, cũng sẽ không đến nước như hiện tại. Hùng Ân Bân nói, Vĩ Đồng, tôi và Dượng cháu là bạn bè tốt, tôi còn quen cả bác cả của cháu nữa. Một vị thiếu tướng đã nói như vậy, rõ ràng là mang theo ý tứ kéo gần quan hệ, nếu không phải là bởi vì con trai đối lý, Hùng Ân Bân có nói sao cũng không chịu hạ thấp mình như vậy. Tiết Vĩ Đồng ném súng cho chiến sĩ Miêu Cường bị cô ta bắt cóc đã lâu, đứng dậy nói, chả vui chút nào, chả vui chút nào. Hùng Ân Bân nói, chúng ta ra ngoài rồi nói sau, giải thích hiểu lầm cho rõ. Tiết Vĩ Đồng nghe y định nghĩa chuyện đêm nay là hiểu lầm, không khỏi cười xòa một tiếng, chỉ nghe thấy bị khi dễ thì gọi gia trưởng đến, không ngờ đi bắt nạt người ta cũng gọi gia trưởng đến luôn. Hùng Bỉnh Khôn mặt đỏ bừng, nhưng ở trước mặt cha gã không dám lên tiếng. Những người này đều được mời tới văn phòng của trưởng chi đội Mạnh Tường Dân, Tiết Anh Hồng nhìn thấy cháu gái không sao, thì mới yên lòng, Trương đại quan nhân trong chuyện này trên cơ bản chỉ sắm vai người bàng quan, tiểu tử Hùng Bỉnh Khôn đó không phải thứ tốt lành gì. Tiết Vĩ Đồng làm việc cũng có chút điêu ngoa, chuyện mà chỉ cần nói tên ra sớm là giải quyết xong, nhưng lại cứ muốn làm lớn đến như vậy. Rất nhanh đại bộ phận đều được mời đến, Tiết Vĩ Đồng là hạng người thích những thứ kích thích, ngay cả ngồi tù mà cô ta còn cao hứng ngồi ở nửa ngày, nếu vừa rồi không phải là Trương Dương khuyên cô ta thì nói không chừng Tiết Vĩ Đồng đã thực sự diễn vở tuồng vượt ngục rồi. Trương đại quan nhân tuy rằng cũng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, nhưng không bằng được cái điên của Tiết Vĩ Đồng. Cô ta ở Hasa biểu hiện giống như một nha đầu điên hay xung động, vì sao tính cách của cô ta lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Trương Dương thấy rất khó giải thích. Ngô Diệu Long đến bây giờ vẫn mang thái độ đều là người một nhà, có gì thì đóng cửa bảo nhau, chuyện gì cũng thương lượng được, tối nay cũng không đến mức xảy ra chuyện lớn gì, nếu có thể chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng cái này cũng phải xem ý tứ của Tiết gia, y hiểu rõ tính tình của Nghiêm Tuấn Cường. Nghiêm Tuấn Cường chắc sẽ không truy cứu tới cùng, về phần Tiết Anh Hồng, nữ nhân này tính hơi nóng một chút, có điều nếu Tiết Vĩ Đồng đồng ý hòa giải thì chắc cô ta cũng không có ý kiến gì. Dù sao Hùng Ân Bân cũng là phó chính ủy quân khu, mọi người cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu lên cũng thấy, nói sao cũng phải chiếu cố tới phương diện tình cảm, nhưng sự phát triển của chuyện lại giống như tưởng tượng của Ngô Diệu Long. Chương 1157, không đơn giản như vậy một. Tiết Vĩ Đồng kể lại chuyện một lượt. Nói tới cô ta và Trương Dương cứu người, lại bị Hùng Bỉnh Khôn bắt lại, Tiết Anh Hồng nghe xong vô cùng phẫn nộ, đây không phải là lời oán trả ơn ư. Hùng Ân Bân nghe đến đây, giơ tay lên định đánh con trai, tay giơ lên cao, nhưng tốc độ hạ xuống lại không nhanh, y chỉ muốn làm dáng, hy vọng sẽ có người kéo y lại, nhưng khiến Hùng Ân Bân xấu hổ là căn bản không có ai biểu hiện ra ý này, y đã giơ tay lên lại không thể co vì thế chỉ có thể đánh một cái lên mặt Hùng Bỉnh Khôn. Sau khi đánh xong còn chỉ vào mũi hắn mà mắng, thằng khốn nạn, mày đúng là vô pháp vô thiên. Lúc này mới nghe thấy Nghiêm Tuấn Cường lên tiếng khuyên bảo, chính ủy Hùng, ngài làm cái gì vậy? Có việc gì thì từ từ nói, đừng đánh nó. Ngô Diệu Long và Mạnh Tường Dân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu rõ tâm tư của đối phương, hôm nay người ta chỉ là mượn tạm khối đất của chi đội này, phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng không liên can tới bọn họ cũng không chen miệng vào. Hai người chỉ mong sao chối bỏ được liên quan, nhưng sự thật là Hùng Bỉnh Khôn là một thành viên của chi đội, tuy rằng chuyện đêm nay là hành vi cá nhân của hắn, nhưng phía chi đội cũng không thể không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Hùng Bỉnh Khôn nói, tôi cũng không có ý gì, tôi phát sinh chút xung đột với bọn họ, cho nên tôi muốn làm khó bọn họ một chút, tôi không có ý gì khác. Lời này Tiết Vĩ Đồng không thích nghe, cô ta tràn ngập khinh bỉ nhìn Hùng Bỉnh Khôn, anh sao lại dám làm mà không dám nhận. Gọi vợ anh ra đây, hỏi cô ta một chút hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì. Anh có phải thấy chết mà không cứu hay không? Chúng tôi sau khi cứu cô ta lên, anh có phải ở trước mặt mọi người đánh cô ta không? Sắc mặt của Hùng Ân Bân càng khó coi hơn, Ngô Diệu Long và Mạnh Tường Dân đều biết Hùng Bỉnh Khôn căn bản chưa kết hôn, thằng ôn này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Nếu chuyện này bị rũ ra hết thì chỉ sợ là loạn càng thêm loạn. Tiết Anh Hồng nói, chính ủy Hùng. Con trai ông đánh con dâu ông thì chúng tôi không xen vào làm gì, nhưng Tiết gia chúng tôi đã làm ra bao nhiêu cống hiến cho nước Cộng hòa này. Chúng tôi từ lão gia tử làm cách mạng, tới đời này không có ai là không yêu nước, chưa có ai từng làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia, nhưng hôm nay lại bị người ta chụp cho cái mũ phản cách mạng, chuyện này phải nói cho rõ. Hùng Ân Bân nói, đồng chí anh Hồng, xin lỗi, là tôi quản giáo con cháu không nghiêm, các anh yên tâm,
tôi về sau nhất định sẽ quản giáo nó nghiêm khắc. Tiết Anh Hồng nói, không phải vấn đề quản giáo nghiêm khắc, chuyện này phải cho người nhà chúng tôi một cái công đạo. Thái độ kiên quyết của Tiết Anh Hồng trong chuyện nãy khiến tất cả mọi người rất bất ngờ, Ngô Diệu Long rất nhanh liền hiểu ra, Tiết Anh Hồng mười phần là muốn mượn chuyện này để giở trò, nếu cô ta chịu nể mặt Hùng Ân Bân thì sẽ không hết lần này đến lần khác đòi công đạo cho Tiết gia. Chẳng lẽ cô ta muốn mượn cơ hội này để kéo Hùng Ân Bân xuống ngựa ư? Ngô Diệu Long lại nhìn Nghiêm Tuấn Cường, phát hiện Nghiêm Tuấn Cường rất ít nói chuyện, không đúng rồi. Hôm nay hướng gió không đúng, Hùng Ân Bân chỉ sợ gặp phiền toái rồi, chẳng lẽ Nghiêm Tuấn Cường coi trọng vị trí của y? Ngô Diệu Long ứng biến khá nhanh, y cảm thấy mình phải lên tiếng, phải tỏ thái độ. Ngô Diệu Long nói, Hùng Bình Khôn, anh tạm thời bị cách chức, tối nay anh lạm dụng chức quyền. Chuyện giam giữ người khác một cách phi pháp anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm, trước khi điều tra rõ chuyện này, anh tạm dừng tất cả công tác. Hùng Ân Bân mắng thầm Ngô Diệu Long nhanh như vậy đã chối bỏ quan hệ rồi, rõ ràng là muốn đổ tất cả trách nhiệm chuyện tối nay lên người con trai mình, nhưng Tiết gia thế lớn, y đắc tội không nổi. Cho dù dưới tình huống này, Hùng Ân Bân vẫn bảo trì bình tĩnh, trên mặt nặn ra thái độ rất thành khẩn, đồng chí Diệu Long, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không bao che. Chuyện đêm nay nó phải gánh vác trách nhiệm như thế nào thì cứ để nó gánh vác trách nhiệm như thế, đừng cân nhắc đến bất kỳ tình cảm gì. Y nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng Ngô Diệu Long nghe ra, lão Hùng là đang mỉa mai mình không nghĩ tới tình cảm. Nghiêm Tuấn Cường cuối cùng cũng lên tiếng, tôi thấy chuyện hôm nay trước tiên cứ vậy đi, muộn quá rồi, mọi người trước tiên về nhà nghỉ ngơi đi. Trải qua một trận dày vò như vậy, Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng tất nhiên không thể trở về Thanh Hải Long Cung nữa. Bằng không hắn và Tiết Vĩ Đồng cô nam quả nữ ra ngoài qua đêm, không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Trên đường trở về, Tiết Anh Hồng không nhịn được mà oán trách, lão Nghiêm, anh mềm lòng quá. Nghiêm Tuấn Cường nói, dù sao cũng là lãnh đạo của chúng ta, vẫn phải nể mặt chút chứ. Tiết Anh Hồng nói, nể mặt cái gì? Mặt mũi của y đều bị con trai y ném đi mất rồi. Hùng Ân Bân cuối cùng vẫn dẫn con trai về tới nhà, Hùng Ân Bân ngồi xuống sofa. Chỉ xuống đất, Hùng Bình Khôn ngoan ngoãn quỳ xuống, nói khẽ cha, con thực sự không biết cô ta là ai. Hùng Ân Bân dùng ngón tay dí mạnh lên trán hắn, suýt nữa thì đẩy cho Hùng Bình Khôn ngã xuống đất, y giận ngữ nói, mày cho rằng những việc mày làm tao không biết gì ư. Mày đã chia tay với Lý Tĩnh rồi còn dính dáng tới cô ta làm gì, ở chốn đông người, mày đánh đàn bà, sao mày vô dụng thế? Hùng Bình Khôn nói, cha, con sai rồi, con đã mang tới phiền phức cho cha. Hùng Ân Bân thở dài, Tiết gia mày có thể trêu vào được à? Mày thân là một võ cảnh, nhưng hành động của mày ngày hôm nay có khác gì lưu manh không? Cha, con nuốt không trôi cục tức này, Lý Tĩnh dựa vào gì mà phản bội con? Hùng Ân Bân chậm rãi lắc đầu nói, mày chủ động từ chức đi. Vì sao? Hùng Ân Bân nói, mày không còn nhỏ nữa rồi, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu được tình thế ư? Chuyện đêm nay Tiết gia sẽ bỏ qua ư? Nếu bọn họ thật sự muốn truy cứu, mày chỉ sợ sẽ phải ngồi tù. Mày đừng có mà không tin, đừng nói là mày bị người ta nắm thóp, cho dù không có thì họ muốn trị mày cũng không ai bảo vệ được mày cả. Cha, Hùng Bình Khôn nhìn khuôn mặt bi ai và chán nản của cha, trong lòng thật sự cảm thấy áy náy. Hùng Ân Bân nói, mày đi ngủ đi, tao muốn ở một mình. Hùng Bình Khôn gật đầu, đứng dậy rời đi, khi đi đến cầu thang thì quay đầu lại nhìn, thấy cha hai tay đặt trên sofa, đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền, Hùng Bình Khôn minh bạch, sai lầm của mình có lẽ sẽ mang đến một hồi đại kiếp nạn trên chính trị cho cha. Văn Hạo Nam, Kiều Bằng Phi, Viên Tân Quân ba người ngày hôm sau mới biết được chuyện xảy ra tối hôm qua, Văn Hạo Nam có vẻ ổn trọng, không dễ dàng phát biểu ý kiến của mình, Kiều Bằng Phi và Viên Tân Quân thì lại hối hận không thôi, hối hận vì họ không nên uống nhiều, bỏ lỡ trường hợp phấn khích tối hôm qua. Viên Tân Quân đối với Hùng Bình Khôn cũng biết được kha khá, nổi danh ở Hasa cũng chẳng ai ngoài mấy người họ, bọn họ đều quen biết với nhau, Viên Tân Quân nói, Hùng Bình Khôn đánh vợ à? Đừng rùa, hắn căn bản là chưa kết hôn, nữ nhân bị đánh chắc là Lý Tĩnh rồi. Tiết Vĩ Đồng kinh ngạc nói, cậu biết à? Viên Tân Quân cười nói, Lý Tĩnh là bạn gái của hắn, có điều nghe nói bọn họ gần đây đã chia tay rồi. Hình như là Lý Tĩnh yêu người khác. Hùng Bình Khôn nổi cáu cho nên hôm nay tìm cô ta chút giận. Tiết Vĩ Đồng nói, cho dù là vậy thì hắn cũng không nên đánh đàn bà con gái, đúng là hạng chẳng ra gì. Viên Tân Quân nói, Tiết gia, thật ra Hùng Bình Khôn cũng không phải là kẻ xấu, chỉ là hơi nóng tính chút thôi.
Từ trong lời nói của hắn có thể đoán ra là hắn và Hùng Bỉnh Côn có quan hệ không tồi, đây là đang nói đỡ cho Hùng Bỉnh Côn. Tiết Vĩ Nồng nói, hắn xấu hay không xấu thì không liên quan gì tới tôi, tối nay tôi phải đi rồi, chuyện này giao lại cho Võ Cảnh tự giải quyết. Trương Dương và Văn Hạo Nam hai người tới đi ra ban công, thừa dịp lần này có cơ hội gặp mặt Văn Hạo Nam, Trương Dương muốn khuyên hắn sớm trở về một chút. Văn Hạo Nam cười nói, yên tâm đi, tôi đã có quyết định rồi. Trương Dương biết Văn Hạo Nam trước giờ trong lòng luôn có tính toán, hắn nếu đã nói chuẩn bị trở về, chắc là sẽ về. Văn Hạo Nam nói, tối hôm qua lớn chuyện nhỉ. Trương Dương cười nói, cũng không có gì, chỉ là giày vò đám lãnh đạo của bộ đội Võ Cảnh một chút thôi. Cô của Vĩ Nồng rất tức giận, có điều tra của Hùng Bỉnh Côn là phó chính ủy quân khu, em thấy chuyện này 10 phần sẽ không giải quyết được gì. Văn Hạo Nam lắc đầu nói, sẽ không đơn giản như vậy đâu, nếu Tiết Anh Hồng nể mặt Hùng Ân Bân thì chuyện sẽ không thành lớn như vậy, cậu cứ chờ mà xem, chuyện này cho dù Tiết Vĩ Nồng không truy cứu thì Tiết Anh Hồng cũng sẽ tiếp tục làm tới. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Văn Hạo Nam. Văn Hạo Nam mỉm cười nói, người của Tiết gia không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Vĩ Nồng cũng không phải là một cô bé điên, làm việc gì cũng không thể chỉ nhìn biểu hiện, nếu lão Hùng bởi vì chuyện của con trai mà chịu ảnh hưởng, khẳng định có người sẽ thành kẻ được lợi trong chuyện này. Trương Dương được Văn Hạo Nam nhắc nhở, lúc này mới ý thức được Tiết Anh Hồng và Tiết Vĩ Nồng trong chuyện này quả thực có ý mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lý Tính tự sát, Hùng Bỉnh Côn đánh Lý Tính chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, mà sau khi thân phận của Hùng Bỉnh Côn bị Tiết gia biết được, chuyện này liền bắt đầu trở nên phức tạp. Trương Dương gật đầu, tố dưỡng chính trị của Văn Hạo Nam so với chính mình thì cao hơn nhiều. Trương Dương ngồi chuyến bay buổi chiều hôm ấy rời khỏi Hasa, có lẽ là bởi vì mẹ con An Ngữ Thần bình an, Trương Đại Quan Nhân trong lòng cuối cùng cũng chút được gánh nặng, trên đường ngủ rất ngon. Cho tới khi máy bay hạ cánh, tiếp viên hàng không tới nhắc nhở Trương Đại Quan Nhân mới mở mắt ra, hỏi, đến Đông Giang rồi à? Chương 1158, không đơn giản như vậy hai. Tiếp viên hàng không cười cười gật đầu, máy bay đã hạ cánh rồi. Khi Trương Đại Quan Nhân rời khỏi sân bay thì đã buổi tối 7 giờ tối, bên ngoài trời mưa rất to. Tới sân bay hắn trước tiên gọi điện thoại cho Tần Thanh, báo tin tức mình đã bình an trở về cho cô ta. Tần Thanh trong nhà có khách, Tần Bạch và Tạ Quân Sức cùng nhau đến Đông Giang thăm cô ta, lúc này đang bận tiếp đãi, bảo Trương Dương có việc gì thì ngày mai tới đơn vị hãng nói. Trương Dương gác điện thoại, lại gọi điện thoại cho Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm nghe thấy hắn đã từ Tây Tạng về, có chút kinh hỉ, cô ta bảo Trương Dương ở sân bay chờ, mình sẽ lập tức lái xe tới đón hắn. Trương Dương vốn không muốn để cô ta phải đội mưa tới đón mình, nhưng Thường Hải Tâm đã gác máy mất rồi. Khi Trương Dương đứng đợi ở sân bay, nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong cửa sân bay bước ra, không ngờ là Hà Trác Thành, cha của Hà Hâm Nhan, từ sau khi công ty quảng cáo nụ cười của Hà Trác Thành ở Nam Tích gặp chuyện không may, y không biết đã trốn đi đâu. Cục diện rối rắm mà y bỏ lại đã khiến Trương Dương tối tăm mặt mũi, Hà Hâm Nhan bởi vì sự kiện này mà phải đền không ít tiền, Trương Dương đã sớm muốn tìm y tính sổ, lúc này thấy y thì sao có thể dễ dàng buông tha, hắn lặng lặng đi tới phía sau Hà Trác Thành. Vỗ vai y, Hà Trác Thành ngây ra một thoáng, xoay người lại thì nhìn thấy Trương Dương, sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, có điều y dù sao cũng là một con cáo ghìa, lập tức tươi cười nói, chủ nhiệm Trương, trùng hợp vậy. Trương Dương nói, không trùng hợp tí nào, tôi đã tìm ông hơn nửa năm rồi. Hà Trác Thành cố ý nhìn xung quanh, Hâm Nhan đâu? Không đi cùng cậu à? Y đang nhắc nhở Trương Dương, tôi dù sao cũng là cha của Hà Hâm Nhan, thằng nhóc cậu ít nhất cũng phải nể tình tôi vài phần. Trương Dương nói, ông còn nhớ Hâm Nhan ư, gây ra phiền toái lớn như vậy rồi không nói tiếng nào bỏ đi, mà ông đã biến mất rồi thì biến mất luôn đi, sao còn quay lại? Tuy rằng Hà Trác Thành là bố vợ của hắn, nhưng Trương Đại Quan Nhân đối với y cũng không chút khách khí, cái này cũng không trách được Trương Dương, là vì Hà Trác Thành chẳng ra gì, nhớ ngày đó y mở công ty quảng cáo nụ cười, Trương Dương nể mặt Hà Hâm Nhan nên đã giúp y rất nhiều, một phân tiền cũng không lấy, sau cùng thì chỉ đổi lại phiền phức, ai gặp phải chuyện này mà không tức giận. Hà Trác Thành cười nói, nó là con gái tôi, người tôi yêu nhất chính là nó. Trương Dương nói, thân là cha, ông gây ra chuyện lại không dám chịu trách nhiệm. Để lại tất cả phiền toái cho con gái gánh vác, phải không biết xấu hổ ư? Hà Trác Thành thở dài nói, hổ thẹn lắm chứ, nếu không thì tôi cũng không đến nỗi đến tận giờ vẫn không liên hệ với Hâm Nhan, trong lòng thực sự rất nhớ nó. Trương Dương tất nhiên là không tin y, ông quay về làm gì? Hà Trác Thành nói,
làm chút sinh ý. Thật ra từ khi chuyện đó phát sinh tới nay, tôi thật sự rất hối hận, tôi đang tích cực kiếm tiền, chờ tôi kiếm đủ tiền sẽ bồi thường cho Hâm Nhan. Trương Dương cười cười, hắn không tin lời nói của Hà Trác Thành. Hà Trác Thành nóng lòng thoát khỏi Trương Dương, y nhìn nhìn đồng hồ, tôi phải đi rồi, bằng hữu đã hẹn tới sân bay đón tôi. Y lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trương Dương, bên trên có số điện thoại liên hệ của tôi, có thời gian thì liên hệ với tôi nhé. Trương Dương cầm lấy danh thiếp nhìn nhìn, bên trên in quản lý bộ phận khách hàng của công ty hữu hạn đầu tư tài chính Hoàn Vũ Hà Trác Thành, không sai, Trương Dương không nhìn lầm, là Hà Trác Thành, phát âm không thay đổi, nhưng chữ thì thay đổi. Hà Trác Thành vẫy vẫy tay với Trương Dương, bước nhanh đi khỏi, Trương Dương cũng không đuổi theo y, bất kể như thế nào thì Hà Trác Thành cũng là cha của Hà Hâm Nhan, mình gặp được y thì phải làm gì. Nói chung cũng không thể nào đấm cho y một trận được. Từ xa Thường Hải Tâm cầm ô đi tới, nhìn thấy Trương Dương, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra nụ cười tươi rói. Trương Dương cười cười, lại nhìn thoáng qua Hà Trác Thành, thằng cha này sớm đã biến mất rồi. Trương Dương và Thường Hải Tâm rời khỏi sân bay đi đến bãi đỗ xe, trong đêm mưa, Trương Dương bật ô, Thường Hải Tâm như con chim nhỏ nép vào người hắn, nói khẽ đi lâu thế, em nhớ anh lắm. Trương Dương ôm chặt lấy bờ vai của cô ta, tiến vào trong xe Audi của Thường Hải Tâm. Không đợi Trương Dương thu lại ô, Thường Hải Tâm đã nhào lên, ôm lấy cổ hắn, dán chặt môi lên môi hắn, cái lưỡi thơm mềm mại chui vào miệng hắn. Trương Dương tham lam thưởng thức môi cô ta, tay thì thả rong sờ soạng lên người cô, hô hấp của họ lập tức biến thành gấp xúc. Trong bóng tối, Trương Dương nói, anh muốn. Thường Hải Tâm ừ một tiếng, ôn nhu nói, trở về rồi nói sau. Mưa đêm không có hiện tượng ngừng lại, trong phòng của Thường Hải Tâm lại xuân ý giạt rào. Trương đại quan nhân tựa như một kỵ sĩ anh dũng không biết mệt mỏi, trên thân thể ôn nhu của Thường Hải Tâm tung hoành ngang dọc, đùi đẹp thon dài của Thường Hải Tâm bỗng nhiên co lại, kẹp chặt lấy thân thể hắn, thân hình không chịu nổi khống chế mà run lên, cô ta ôm chặt Trương Dương, móng tay cắm sâu vào trong da thịt hắn. Trương Dương đắm chìm trong cơ thể ướt át mà ấm áp của cô ta, càng lún càng sâu, thân hình của hai người như hợp thành một thể. Một đêm này hai người cơ hồ không ngủ, chữ ân ái ra thì cũng là nói chuyện. Trương Dương kể lại chuyến đi tới Tây Tạng, trừ chi tiết tiểu yêu sinh con thì không nói cho Thường Hải Tâm ra, các chuyện khác hắn không hề giấu giếm, Thường Hải Tâm nghe nói chứng trời sinh tuyệt của An Ngữ Thần đã được chữa khỏi hoàn toàn, cũng cảm thấy cao hứng cho cô ta. Trương Đại Quan Nhân đột nhiên hỏi một vấn đề, Hải Tâm, khi anh ở cùng với những người khác anh em có ghen không? Thường Hải Tâm vuốt ve khuôn mặt của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, anh nói thử xem. Nữ nhân trời sinh chính là động vật hay ghen tuông? Sao có thể không ghen được, có điều đối mặt với thằng Trương Dương này, cô ta thật sự là cảm thấy bất lực, biết rõ hắn là một cái củ cái hoa tâm, nhưng vẫn thân bất do kỷ mà lún vào. Thường Hải Tâm nói, thật ra em cũng từng muốn kết thúc loại quan hệ này với anh, nhưng em phát hiện nếu thực sự rời khỏi anh, em chưa chắc đã có thể sống vui hơn. Trương Dương nói, nếu có một ngày, luật hôn nhân của quốc gia chúng ta có thể được sửa đổi, vậy, em có thể chấp nhận để anh cưới thêm mấy cô vợ không? Thường Hải Tâm trừng mắt lườm hắn một cái, nói cái đó có liên quan gì tới em. Trong lòng căn bản lại không tin vào loại khả năng này. Trương Dương nói, đương nhiên là có rồi. Thường Hải Tâm buông hắn ra, sau khi nằm lại thì nói khẽ, thật ra em không nghĩ tới sau này, tương lai thế nào thì ai mà biết được. Trên tình cảm tuy rằng em không thể nào bình đạm được như chị Thanh, nhưng em tin em vẫn ở trong phạm vi khống chế của lý trí. Nói tới đây bản thân cô ta cũng không nhịn được mà bật cười. Cô ta và Trương Dương kết giao căn bản chính là mất đi lý trí, cô ta không khống chế được, nữ nhân có thể khống chế được thân thể của mình, nhưng lại không khống chế được tình cảm của mình. Trương Dương nói, tin anh đi, anh sẽ xử lý tốt. Thường Hải Tâm nói, thật ra giữa chúng em cũng không cần danh phận, anh không việc gì phải hứa hẹn, chỉ cần khi chúng ta ở bên nhau vui vẻ là được rồi. Trương Dương nói, nhưng anh rất tham lam. Sớm biết anh tham lam mà. Người ta quá tham lam thì thường thường không có kết cục tốt. Ngón tay Thường Hải Tâm đặt lên ngực Trương Dương rồi nhẹ nhàng vẽ một vòng. Trương Dương cười nói, anh thấy mình có thể xử lý tốt. Thường Hải Tâm nói, đừng bàn đến những chuyện phiền lòng này, đúng rồi, đại ca của em ngày mai sẽ đến Đông Giang tham gia hội kinh mậu sản phẩm y dược bảo vệ sức khỏe. Trương Dương nói, vậy tối mai anh mời anh ấy ăn cơm. Thường Hải Tâm lắc đầu, không cần. Mấy ngày này chuyện trên nghiệp vụ của anh ấy có vẻ rất nhiều, khẳng định là rất bận, để sau hắn tính. Trương Dương gật đầu nói, công tác gần đây của bộ chỉ huy bận không?
Thường Hải Tâm nói, vẫn ổn, đều là thi công cơ sở, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Trương Dương nói, việc này không phải là thế mạnh của anh. Thường Hải Tâm cười nói, anh cẩn thận đó, gần đây rất nhiều người có ý kiến về anh, nói cả ngày không nhìn thấy được cái bóng của anh, hạng mục chiêu thương của anh đến bây giờ vẫn chưa được chứng thực. Trương Dương nói, ai thế? Anh kiểu gì cũng phải tẩn cho hắn một trận. Thường Hải Tâm nói, con người anh chính là không biết nghe người khác nói những lời thật về mình, trên thực tế anh quả thực không kéo được một hạng mục nào lớn, sắp tới cuối năm rồi, nói sao cũng phải lấy ra chút thành tích để báo cáo chứ. Trương Dương nói, hạng mục công viên Dieter đã được quyết định rồi, chỉ còn thiếu một bước ký hợp đồng cuối cùng thôi, chỉ cần ký xong là được hơn 1 tỷ, anh xem đến lúc đó ai còn dám nói gì anh nào. Phía Tiết Vĩ Đồng cơ bản đã xác định rồi, cũng hứa trước năm mới sẽ tới ký hợp đồng với phía Đông Giang. Thường Hải Tâm nói, còn nữa, danh sách phòng đã có rồi, anh và chị Thanh đều được phân đến vườn Phù Dung, anh cũng được phân tới một bộ phận nhỏ. Trương Dương cười nói, vậy thì càng tốt, vị trí nào thế, có phải là hàng xóm không? Thường Hải Tâm nói, tầng cao nhất, em và chị Thanh ở đối diện nhau, chị ấy ở một đơn vị phía Đông tầng 8, còn em là ở phía Tây. Trương Đại Quan Nhân nói, Lưu Bảo Toàn này, sao phải tách chúng ta ra xa như vậy, nếu ghép lại với nhau, ba phòng của chúng ta thông nhau thì tiện biết bao. Thường Hải Tâm gắt, biết ngay anh không có ý tốt gì mà. Trương Dương nói, cứ như vậy, anh mỗi ngày phải vượt nóc băng tường, khổ rồi, lại khổ rồi. Thường Hải Tâm nói, anh đúng là, còn chưa nhận phòng đã muốn đi trộm Hương Thiết Ngọc rồi. Trương Dương nghiêng người đè cô ta xuống dưới, cười nói, nhưng vì em, có khổ cực đến mấy anh cũng chịu. Chương 1159, không đơn giản như vậy ba. Trương Dương ngày hôm sau tới bộ chỉ huy của khu nội thành mới, vừa vào cửa liền nhìn thấy Trung Trường Thắng đang dạy bảo mấy bảo vệ ở cửa lớn, nhìn thấy Trương Dương, Trung Trường Thắng cười cười ra đón, chủ nhiệm Trương, anh đã đi làm lại rồi à? Trương Dương gật đầu, nhìn thấy bọn họ đã thay đồng phục mới, liền cười nói, quần áo đẹp nhỉ, nhìn qua thì cũng không khác lắm. Trung Trường Thắng cười nói, cục trưởng La Đặt đấy, bảo chúng tôi phải ăn mặc thống nhất, mới thể hiện ra được phong phạm mới của bộ chỉ huy nội thành. Trương Dương cười nói, không tồi, không tồi. Hắn nói khẽ, đã thích ứng với công tác chưa? Trung Trường Thắng nói, rồi, rất nhàn. Trương Dương cười nói, đơn vị cơ quan đều là như thế này, đúng rồi, lần này tôi tới Tây Tạng còn gặp Kiều Bằng Phi đấy, anh ta có nhắc tới anh. Trung Trường Thắng nghe thấy tên của Kiều Bằng Phi thì cười cười có chút xấu hổ, thế sự biến ảo, không ai đoán được ngày mai sẽ ra sao, hắn và Trương Dương từng một độ thù hằn nhau. Khi đó không ai ngờ được họ sau này sẽ thành bạn bè, Trương Dương còn giúp đỡ hắn nhiều như vậy. Trung Trường Thắng thật ra cũng không giỏi biểu đạt, nhưng ở sâu trong lòng hắn đối với Trương Dương thì cảm kích đến cực điểm. Trương Dương ném cho Phó Trường Trinh một chuỗi Phật Châu, đây là quà hắn mua từ Tây Tạng về. Phó Trường Trinh tiếng cảm ơn, gã cũng không khách khí với Trương Dương, cất Phật Châu đi. Trương Dương nói, Trường Trinh, cậu mua hộ tôi một cái di động đi, máy của tôi bị ngấm nước hỏng rồi. Phó Trường Trinh gật đầu. Hôm ấy trên hội nghị đảng tổ, Tần Thanh đầu tiên là truyền đạt hai bản văn kiện, sau đó đề tài tất nhiên nói tới xây dựng khu nội thành mới đã tới gần cuối năm, công trình cơ sở giai đoạn đầu của khu nội thành mới đã triển khai toàn diện, trước mắt tiến triển coi như thuận lợi, có điều đến bây giờ phương diện chiêu thương vẫn không có khởi sắc lớn, chuyện này đã khiến rất nhiều người dị nghị. Tần Thanh ngày hôm qua tới thị lý họp, thị lý đã trọng điểm vạch ra chuyện này. Cũng so sánh tiến hành chiêu thương của khu khai phá và khu nội thành mới, cho tới bây giờ hợp đồng ký kết chiêu thương dẫn tư của khu khai phá Đông Giang đã đạt tới 7 tỷ, ngược lại khu nội thành mới của bọn họ đến bây giờ ngay cả 300 triệu của chưa tới. Tất nhiên loại so sánh này là không công bằng, không thể nào đi so sánh công trình xây dựng khu nội thành mới vừa mới khởi động và khu khai phá đã kinh doanh nhiều năm. Phương tiện đồng bộ trên cơ bản đã hoàn chỉnh, huống chi mục tiêu lâu dài của hai bên cũng khác nhau. Khu khai phá chủ yếu nhằm vào xí nghiệp mà khu nội thành mới thì đã xác định là không cho phép cơ sở sản xuất của xí nghiệp được vào. Tần Thanh nói, từ lúc công trình cơ sở của khu nội thành mới được khởi công toàn diện cho tới nay, tất cả tiến triển coi như thuận lợi, nhưng phương diện chiêu thương dẫn tư thì vẫn lạc hậu nghiêm trọng so với toàn cục. Tần Thanh dùng tới chữ nghiêm trọng, khi nhắc tới chuyện này cô ta không nhìn được nhìn Trương Dương một cái, thật ra khi cô ta nhìn Trương Dương, những người khác cũng đều đang nhìn Trương Dương. Bởi vì công tác chiêu thương của khu nội thành mới là do Trương Dương phụ trách, thành tích chiêu thương dẫn tư không được nổi trội, người chịu trách nhiệm trực tiếp tất nhiên là Trương Dương. Tần Thanh sở dĩ trong hội nghị đề xuất ra,
một là muốn biểu hiện mình đại công vô tư, hai là để chặn miệng người khác, so với để người khác trách móc Trương Dương, chẳng thà mình tự nói, trong khoảng thời gian này Trương Dương chạy khắp thiên nam địa bắc, quả thực không đặt tâm tư vào chiêu thương, Tần Thanh cũng cảm thấy sốt ruột cho vì hắn. Mắt thấy sắp cuối năm rồi, nếu còn không tạo ra được thành tích vượt trội, người nói ra nói vào càng nhiều. Phó chủ nhiệm hội quản ủy khu nội thành mới Lâm Lương Đức nói, tôi cho rằng trên mục đích của công tác chiêu thương của chúng ta có vấn đề. Phó cục trưởng cục sự nghiệp xã hội Hoàng Tây Dân cũng gật đầu theo. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của thằng ôn này, tức giận mà không chút ra được, con mẹ nó, Lâm Lương Đức còn chưa nói hết mà mày đã gật đầu theo hả? Làm kẻ phụ họa cũng không đến mức như mày, có điều Trương đại quan nhân coi như cũng có chút hàm dưỡng, tạm thời không nổi đoá, hắn đang đợi Lâm Lương Đức nói cho hết lời. Lâm Lương Đức nói, công trình khu nội thành mới vừa mới khởi động, quả thực cần hấp dẫn đầu tư ngoại lai, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào, trước mắt chúng ta chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, tôi cho rằng chúng ta nên hạ thấp mục tiêu một chút, trước tiên đứng vững ở Đông Giang, đứng vững ở bản địa Bình Hải, hấp dẫn nhà đầu tư bản địa tiến vào khu nội thành mới, tương đối mà nói, sự hiểu biết của bọn họ đối với Đông Giang sâu hơn, cũng tin vào sự thành công của khu nội thành mới Đông Giang hơn. Hoàng Tây Dân nói, tôi đồng ý. Trương Dương nói, anh đồng ý cái gì? Hoàng Tây Dân ngây ra một thoáng, hắn đúng là vẫn không hiểu trong bài phát biểu này của Lâm Lương Đức có ý gì. Trương Dương nói, bảo sao hay vậy? Hoàng Tây Dân ở trước mặt mọi người bị hắn chế nhạo như vậy, mặt đỏ bừng lên, nhưng Hoàng Tây Dân cũng không dám đối nghịch với Trương Dương, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tần Thanh nói, Tiểu Trương, anh phải để các đồng chí khác nêu những ý kiến bất đồng chứ? Trương Dương cười nói, Bí thư Tần, các vị, vừa rồi Phó chủ nhiệm Lâm nói mục đích của công tác chiêu thương của chúng ta có vấn đề, tôi không ủng hộ, cho tới nay, công tác chiêu thương đều do tôi và Cục trưởng La nắm. La An Định của Cục Quản lý Tổng hợp nghĩ thầm mày đúng là hạng chẳng ra gì. Bình thường sao không thấy mày lôi tao ra, đến lúc phải gánh vác trách nhiệm thì lại kéo tao ra cùng, muốn bố mày làm đệm lưng cho mày à? Mày cho rằng tao là thằng ngốc ư? Trên mặt La An Định nở nụ cười khiêm tốn, tôi cũng không dám cướp công tác cụ thể của ban chiêu thương đều là chủ nhiệm Trương nắm. Ý tứ của y rất rõ ràng, tôi không muốn cướp công của anh, nhưng anh muốn kéo tôi ra làm đệm lưng thì, hắc hắc, xin lỗi, không có cửa đâu. Trương Dương cười cười, nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Đúng rồi, tôi đối với những lời nói của Phó chủ nhiệm Lâm thì không đồng ý cho lắm, may mà chúng ta hiện tại đang mở hội nghị bên trong đảng tổ, nếu những lời vừa rồi truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến người ta cười rụng cả răng. Lâm Lương Đức kinh ngạc nhìn Trương Dương, y cũng không thấy lời nói của mình có gì buồn cười. Trương Dương nói, xây dựng khu nội thành mới của Đông Giang chúng ta đã đề xuất là phải trở thành thành thị nhất lưu trong nước, cái gì gọi là nhất lưu trong nước? Cái này phải cần những cán bộ như chúng ta phải đứng cao nhìn xa, làm việc phải có tính đoán trước, đứng vững ở bản địa không sai, nhưng chỉ dựa vào nhà đầu tư bản địa thì anh sao có thể tạo thành được thành thị nhất lưu trong nước? Tôi thấy có một số đồng chí không phải là gặp vấn đề ở bảo thủ, mà là tầm mắt có vấn đề, tôi kiến nghị những đồng chí này nêu đi đọc kỹ lại quy hoạch của khu nội thành mới đi, sau đó hãy phát biểu ý kiến. Tần Thanh nhíu mày, Lâm Lương Đức vừa rồi quả thực có ý nhằm vào Trương Dương, nhưng Trương Dương trả thù cũng quá nhanh và rõ ràng, cô ta nói khẽ Tiểu Trương, chú ý ngôn từ của cậu, mọi người đều là vì công tác. Trương Dương nói, tôi biết, công tác chiêu thương gần đây của tôi không có thành tích sáng chói. Có thể rất nhiều đồng chí cho rằng tôi công tác bất lực, nhưng làm việc gì cũng cần phải có một quá trình, có một câu vẫn phải nói lại, trưởng thành không phải là một hai ngày là xây xong. Hoàng Tây Dân hắng giọng, nhỏ giọng nhắc nhở, là La Mã, La Mã. Thằng ôn này giả bộ như hảo tâm nhắc nhở, trên thực tế hắn muốn Trương Dương làm trò cười cho thiên hạ, để báo thù sự trào phúng vừa rồi của Trương Dương đối với mình. Trương đại quan nhân nhếch môi cười nói, lão Hoàng à, anh không biết cái gì gọi là biến thô ngư. La Ma không phải là một ngày xây thành, chẳng lẽ Trường Thanh là xây xong trong một ngày à? Cái gì gọi là lấy của người để sử dụng, anh thật sự cho rằng tôi không biết ư? Hoàng Tây Dân mặt lại đỏ bừng, con mẹ nó, không chơi với loại người này nữa, có điều hắn cũng tự trách mình lắm miệng, tự dưng đi lên tiếng làm gì? Trương Dương nói, hạng mục công viên Dieter đã được xác định, chỉ thiếu mỗi ký hợp đồng cuối cùng thôi, chỉ cần đầu tư trên hạng mục này chắc cũng có được khoảng 1,5 tỷ. Công trình trùng kiến chùa Thu Hà đã được lên nhật trình, hai hạng mục này có thể hấp dẫn được ngạch đầu tư khoảng 2 tỷ, chiêu thương dẫn tư của khu nội thành mới chỉ vừa mới bắt đầu, tôi tin bắt đầu như vậy cũng không tính là quá kém.
vẫn là chủ nhiệm hội quản ủy Lưu Bảo Toàn trước giờ không lên tiếng nói, nhưng hiện tại hợp đồng thực tế thì ngay cả 300 triệu cũng không tới. Trương Dương nói, làm việc gì cũng không có quá trình, tôi tin trước cuối năm sẽ có một loạt hạng mục được ký, lời mạnh miệng thì tôi không dám nói, có điều đầu tư khoảng 2 tỷ thì tôi chắc chắn. Một câu này đã trấn trụ tất cả mọi người, thế mà không phải là mạnh miệng à, 2 tỷ là khái niệm gì chứ? Tần Thanh nhìn thấy bộ dạng tràn đầy lòng tin của Trương Dương, đoán rằng hắn chứng thực được chuyện công quốc Dieter, mỉm cười nói, Tiểu Trương, những gì mà cậu vừa nói mọi người đều sẽ nhớ kỹ đó. Trương Dương nói, những lời mà tôi nói ra tôi sẽ chịu trách nhiệm, không phải là 2 tỷ thôi sao? Trước cuối năm tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ 100%. Sau hội nghị, Tần Thanh gọi Trương Dương vào văn phòng của mình, không khỏi oán trách trừng mắt lườm hắn một cái, anh về sau cũng nên sửa cái tật xấu ăn nói lung tung đi, cách cuối năm còn có một tháng, tới giờ hạng mục ký hợp đồng thực tế còn không đến 300 triệu, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ 2 tỷ ư. Tần Thanh cũng không tin Trương Dương có thể trong thời gian ngắn tại như vậy hoàn thành được mục tiêu. Chương 1160, ván cờ 1. Trương Dương cười nói, anh không nói vậy thì chẳng lẽ để cái đám phế vật đó khiến cho tức chết ư? Ai nấy đều muốn nhìn anh bị chê cười, vì sao công tác chiêu thương của khu nội thành mới là chuyện của riêng anh, hoàn toàn không liên quan gì tới họ, không tìm được nhà đầu tư thì tất cả trách nhiệm bắt anh phải gánh vác. Tần Thanh nói, lúc trước công tác được phân phối như vậy, anh phụ trách chiêu thương, trên thực tế công tác chiêu thương của chúng ta tiến triển rất chậm. Trương Dương nói, bí thư Tần của anh ơi, khu nội thành mới khởi công được mấy ngày rồi. Cho dù là sinh em bé thì cũng phải mang thai 10 tháng chứ. Các người đều gọi công tác chiêu thương là dựng xào thấy bóng à. Lập tức sẽ có vài tỷ đầu tư được dồn vào khu nội thành mới ư. Thế chẳng phải là làm khó người ta ư. Tần Thanh cười nói, 2 tỷ đó anh đã nói ra miệng rồi, là anh tự làm khó mình. Cô ta cầm chén trà lên uống một ngụm. Trương Dương cũng thấy miệng khô, cầm chén trà của cô ta uống mấy ngụm, uống đến miệng không khỏi nhíu mày, nước gì đấy? Nước đường đỏ, Tần Thanh mặt hơi đỏ lên, mấy ngày nay đang đến kỳ. Trương đại quan nhân bật cười ha ha. Tần Thanh nói, đừng có đánh trống lảng, nói chính sự đi, anh có phải đã xác định xong chuyện của công viên Dieter rồi hay không? Trương Dương nói, cũng gần như vậy, lát nữa anh gọi điện thoại cho Tiết Vĩ Đồng, xem lúc nào có thể ký hợp đồng. Tần Thanh nói, cố gắng ký hợp đồng trước năm mới đi, chuyện gì cũng sợ bị so sánh, hiện tại khu nội thành mới và khu khai phá thường xuyên bị lấy ra so sánh, khu khai phá năm nay đã hoàn thành 7 tỷ chiêu thương dẫn tư, chúng ta thì không tới được 300 triệu, chênh lệch này không phải lớn bình thường, cách cuối năm còn có một tháng nữa, chúng ta phải tận lực làm ra một chút thành tích. Anh gần đây cũng nên hồi tâm đi. Cả ngày chạy chơi thiên nam địa bắc, người có ý kiến với anh cũng không ít đâu. Là những ai? Tần Thanh nói, em không thể nói cho anh biết được, nếu anh biết, khẳng định sẽ trả đũa người ta, đồng chí Trương Dương, lòng dạ phải rộng rãi một chút. Trương Dương cười cười. Tần Thanh lại nhớ ra một chuyện, sao di động của anh luôn tắt máy thế? Trương Dương nói, ở Tây Tạng không cẩn thận bị rơi vào nước, anh vừa bảo Phó Trường Trinh đi mua cái mới cho anh rồi. Tần Thanh gật đầu, đã biết chuyện phân phòng chưa? Trương Dương cười nói, biết rồi, mấy ngày nữa để Thường Hải Long phái người tới hỗ trợ trang hoàng. Tần Thanh nói, công ty của anh ta làm lớn lắm, kiểu lắp đặt thiết bị gia đình này đừng phiền tới anh ta. Trương Dương nói, dù sao thì hắn cũng lắp đặt cho Hải Tâm, nhân tiện làm giúp chúng ta luôn, cũng không phải là không trả hắn tiền mà. Tần Thanh nói, điểm này là mấu chốt nhất, bằng hữu có thân đến mấy cũng phải phân rõ ràng. Trương Dương gật đầu nói, em yên tâm, chuyện trên nguyên tắc anh sẽ nắm chắc. Tần Thanh nói khẽ, mấy ngày nay Tiểu Bạch và bạn gái nó tới đây, em không có nhiều thời gian ở bên canh. Trương Dương cười nói, không sao, mượn cơ hội này, người nhà cả ích em tụ họp vui vẻ đi. Đúng rồi, Tần Bạch có tính toán gì không? Có phải muốn tới Đông Giang công tác hay không? Tần Thanh từng nhiều lần để lộ ý tứ về phương diện này cho nên Trương Dương mới hỏi vậy. Tần Thanh nói, em muốn cho điều nó tới đây, có điều nó không chịu, nói trung tâm sự nghiệp của nó và Tiểu Tạ đều ở Giang Thành. Em biết nó không muốn sống dưới vầng sáng của em, sợ người khác nói dựa hơi em, được em chiếu cố. Trương Dương nói, vậy thì kệ nó, thật ra Tần Bạch và Giang Thành phát triển cũng không tồi, công ty xây dựng của Tạ Quân Xước ở Phong Trạch cũng làm rất khá, nếu thực sự tới Đông Giang, sự nghiệp vừa mới bắt đầu của hai đứa lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tần Thanh nói, em cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên em không ép nó phải quyết định,
kỳ thật em muốn nó tới đây chủ yếu cũng là vì cha, cha lớn tuổi rồi, em muốn ông ấy ở lại Đông Giang dưỡng lão, cũng tiện để chiếu cố. Trương Dương cười nói, chỉ sợ chú Tần không nghĩ như vậy. Tần Thanh nói, đúng, tuy cha đã đáp ứng tới đây giúp đỡ, nhưng em biết trong lòng cha vẫn nhớ Giang Thành. Tiểu Bạch cũng đã nói, chờ tương lai khi kết hôn rồi sẽ đón cha em về. Trương Dương nói, lá dụng về cội, em phải tôn trọng lựa chọn của chú Tần. Hắn ôn nhu nói, em yên tâm, còn có anh ở bên em mà. Tần Thanh nhìn Trương Dương, khóe môi lộ ra nụ cười ấm áp. Tối hôm đó Trương Dương tới nhà Tống Hoài Minh ăn cơm, Phó Trường Trinh đã mua di động mới cho hắn, Sở Yên Nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng cô ta muốn về nước vào Tết Nguyên Đán, Trương Dương đến nhà Tống Hoài Minh là muốn nói chuyện này với vợ chồng họ. Tống Hoài Minh nghe thấy tin tức này thì khá là vui vẻ, y mỉm cười nói, Yên Nhiên có nói là tới đâu không? Trương Dương nói, cô ấy định trực tiếp tới Tĩnh An, đón Lão Thái Thái rồi cùng nhau đến Đông Giang, thuận tiện chơi một thời gian ở Bình Hải. Liễu Ngọc Oánh cười nói, tốt, đến lúc đó tôi sẽ xin nghỉ để tiếp họ. Tống Hoài Minh mỉm cười nhìn vợ, Liễu Ngọc Oánh vẫn đang cố gắng sắm vai vợ ngoan mẹ hiền, Liễu Ngọc Oánh thủy chung cố gắng thử cải thiện quan hệ của cô ta và Sở Yên Nhiên, trải qua nhiều khúc chiết như vậy, quan hệ của bọn họ cuối cùng cũng tới thời kỳ hòa dịu. Điều Liễu Ngọc Oánh quan tâm nhất vẫn là hôn nhân của Trương Dương và Sở Yên Nhiên, chuyện của phương diện này Tống Hoài Minh không tiện mở miệng. Sau cơm chiều, Tống Hoài Minh nhận được một cú điện thoại đường dài, Liễu Ngọc Oánh vừa hay tìm được cơ hội nói chuyện với Trương Dương, cậu và Yên Nhiên định lúc nào kết hôn. Trương Dương cười nói, dì Liễu à, hình như mỗi lần cháu đến là dì lại hỏi cháu câu này. Liễu Ngọc Oánh nói, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên cân nhắc tới hôn nhân đại sự. Trương Dương nói, chuyện này đợi Yên Nhiên trở về rồi thương lượng, một mình cháu không làm chủ được. Liễu Ngọc Oánh nói, Trương Dương, tôi nhắc nhở cậu, nên nắm chặt vào. Con gái tốt như Yên Nhiên rất dễ bị cướp, nếu cậu không giữ chặt, vạn nhất đứa con trai khác lừa nó đi mất, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp đâu. Trương Dương nói, anh dám tranh với cháu bẻ gãy chân hắn ngay. Liễu Ngọc Oánh không nhịn được liền bật cười, trên người Trương Dương có một điểm rất đặc biệt. Có thể chính điểm này là một cỗ lực sát thương rất lớn đối với các nữ hài tử. Lúc này bảo mẫu ôm Tiểu Canh Tân xuống, Trương Dương nhìn thấy Tiểu Canh Tân mập mạp, không khỏi nhớ tới con trai mình, hiện giờ hai mẹ con An Ngữ Thần đã bình yên tới Thụy Sĩ, lần sau gặp mặt vẫn chưa biết là lúc nào. Liễu Ngọc Oánh đón lấy con trai, mỉm cười trêu nó, Tiểu Canh Tân thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Trương Dương ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn rất hứng thú. Lúc này Tống Hoài Minh nói chuyện điện thoại xong đã quay lại, cười nói, Ngọc Oánh, bế thằng cu vào đi, anh nói chuyện với Trương Dương một lát. Liễu Ngọc Oánh dạ một tiếng, bé Tiểu Canh Tân rời đi, trước khi đi còn đặc biệt cầm tay của Tiểu Canh Tân vẫy vẫy về phía Trương Dương, tạm biệt anh rể con đi nào. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha vẫy tay với thằng em rể, tạm biệt, Tiểu Canh Tân. Đợi cho mẹ con Liễu Ngọc Oánh đi lên lầu rồi, Trương Dương mới nói với Tống Hoài Minh, thằng bé này lớn nhanh thật. Mỗi ngày mỗi khác. Tống Hoài Minh cảm thán nói, đến khi nó lớn thì tôi cũng già mất rồi. Trương Dương nói, đợi nó đến tuổi của cháu, chú cũng chỉ mới có 70, 70 tuổi đối với lãnh đạo cao tầng mà nói thì vẫn tính là trẻ tuổi. Hắn là đang nịnh hót nhạc phụ tương lai, vòng vo nói y tiền đồ rộng lớn, có hy vọng tiến vào giai tầng quyền lực cao nhất. Tống Hoài Minh cười cười lắc đầu, nhân đạo thất thập cổ lai hy, tôi cũng không nghĩ tới lúc đó vẫn còn ở trên chính đàn. Điểm này tôi phải học tập Bí Thư Cố, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trẻ tuổi hóa tầng lãnh đạo là xu thế tất yếu của thời đại phát triển, qua hơn 20 năm nữa, chính là thiên hạ của đám cán bộ trẻ tuổi các cậu. Trương Dương nói, chỉ sợ không tới lượt cháu. Tống Hoài Minh có chút hứng thú nhìn hắn, nói cậu trước giờ không phải là luôn rất tự tin ư. Vì sao đột nhiên lại nói như vậy? Trương Dương nói, cháu phát hiện vị trí ở trong quan trường càng cao, ngược lại càng không được tự do. Tống Hoài Minh nói, quyền lực là một con dao hai lưỡi, khi anh có quyền lực ước thúc người khác, anh đồng thời cũng sẽ bị nhiều ước thúc hơn, làm lãnh đạo, người nào mà không phải là thiện kỳ đức, đoan kỳ hành, chính kỳ đạo. Quan làm càng lớn, người chú ý tới anh lại càng nhiều, cán bộ phải ở trước mặt người dân đóng vai trò một gương mẫu tốt, cho nên nhất định phải biết ước thúc mình, cậu cảm thấy không được tự do như trước đây, chứng tỏ cậu bắt đầu biết ước thúc mình. Trương Dương cười nói, nhưng cháu không thích ước thúc mình. Tống Hoài Minh nói, nhân sinh ai cũng đều thích tự do, nhưng cậu đã lựa chọn sĩ đồ thì phải lựa chọn phục vụ cho người khác,
con đường này phải lấy hy sinh một số tự do của mình làm cái giá để trả, để phụng hiến. Người sống trên đời, mỗi người đều muốn được tự do, nhưng trên thế giới này lại không có tự do tuyệt đối. Tự do phải phù hợp với quy tắc nhất định, khi hành vi của cậu đi trái vẫn những quy tắc này, sự tự do của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Trương Dương cười nói, cái này cháu biết, nếu vi phạm pháp luật thì cảnh sát sẽ đợi gặp cháu. Tống Hoài Minh nói, cái này chỉ là một loại trong số đó. Y rất hiểu Trương Dương, biết những đạo lý này Trương Dương đều hiểu rõ, nhưng hiểu là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Tính tình của Trương Dương rất khó ước thúc tốt bản thân hắn. Tống Hoài Minh ở sâu trong lòng không xem trọng sĩ đồ tương lai của Trương Dương, mặc dù là phía sau Trương Dương có rất nhiều điều kiện tiện lợi, nhưng với tính tình ngoại lộ của Trương Dương, rất khó đi được quá xa trên sĩ đồ. Kiếp sống quan trường hơn 20 năm của Tống Hoài Minh đã chứng kiến đủ loại người, đa số phán đoán của y trên chính trị đều là chính xác, y rất không hiểu vì sao Trương Dương lại làm không biết mệt đối với quan trường, thật ra với tính cách của Trương Dương cũng không thích hợp với lĩnh vực này. Tống Hoài Minh nói, lần trước tôi tới Kinh Thành có nghe nói tới một việc của cậu. Trương Dương nói, khẳng định là chuyện xấu rồi, chuyện tốt sẽ không truyền xa ngàn dặm đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1160.